chắc hẳn mọi người đã thấy được phản ứng của Bùi Đông Lai cùng với phụ thân của hắn. Ở phía trên đài, Vương Hồng thấy hai cha con Bùi Đông Lai không phản ứng gì thì khuôn mặt liền nhăn lại, tiếp tục mở miệng nói tiếp. Lúc trước bởi vì chuyện tình học tập của Bùi Đông Lai cho nên tôi cùng với ban lãnh đạo nhà trường đã nhiều lần tìm đến nói chuyện với Bùi Đông Lai đồng học, cũng có đi tìm phụ thân của hắn nhưng cuối cùng phản ứng của hai người cũng giống hệt với bây giờ, căn bản cũng không quan tâm không cần kết quả. Cho đến bây giờ thì thành tích của Bùi Đông Lai đồng học đã đứng ở chót cùng của toàn khối 12. Dầm. Vương Hồng vừa mới nói lời kia ra xong thì tất cả mọi người trong hội trường đều xôn xao, đều nhìn vào Bùi Vũ Phu giống như là một quái vật bình thường. Bọn hắn xem ra Bùi Vũ Phu thân là một người cha mà lại không hướng dẫn, giáo dục lại Bùi Đông Lai, quả thực là một người cha không có trách nhiệm. Ha ha, nói thật thì tôi cũng không thể lý giải được tại sao Bùi Đông Lai cùng với phụ thân của mình lại có thể ngồi bình thản như vậy. Nói tới đây, Vương Hồng liền cười lạnh, giọng nói cũng trở nên cay nghiệt hơn. Đồng thời tôi cũng muốn hỏi phụ thân của Bùi Đông Lai một câu, người vốn là một nông dân từ trong núi ra hiện tại miễn cưỡng cũng có thể thành một tài xế taxi, chẳng lẽ ngươi lại hy vọng con của mình cũng giống như ngươi sao, sau này hắn đi ra làm nông dân hoặc là một tên tài xế taxi sao? Vương Hồng vừa nói xong thì tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Đủ rồi. Không đợi Bùi Vũ Phu trả lời, Bùi Đông Lai đã không thể nhịn được nữa, hắn liền đứng dậy gào thét lên. Vẻ mặt hung tợn nhìn về phía Vương Hồng, thanh âm như sấm rền. Trong phút chốc cả hội trường lại trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng thở dốc của Bùi Đông Lai. Vương Hồng, người thân là một lão sư đáng lẽ phải là gương tốt để cho các học sinh noi theo nhưng mà bộ dạng hiện giờ của ngươi thật là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Bùi Đông Lai hoàn toàn nổi giận, trực tiếp xé toang ra mặt cùng với Vương Hồng. Vương Hồng vốn là sửng sốt khi nghe được lời nói của Bùi Đông sau đó liền đứng dậy, vẻ mặt tức giận nói. Bùi Đông Lai, ngươi mới nói cái gì đó? Vương Hồng, ta biết được ông già của Trịnh Phi cho chồng của ngươi rất nhiều chỗ tốt cho nên ngươi muốn thông qua lần họp ra trưởng hội này giúp hắn, làm cho cha con của chúng ta mất mặt. Bùi Đông Lai cũng không hề nhượng bộ chút nào. Nhưng mà, thân là một người giáo viên mà ngươi lại làm ra như vậy, thật là đáng chê cười. Nghe được tin tức từ trong miệng của Bùi Đông Lai thì tất cả mọi người trong hội trường đều kinh ngạc nhìn Vương Hồng. Bùi Đông Lai, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Bản thân ngươi không có tiền đồ mà phụ thân ngươi lại không chịu trách nhiệm, ta không nói ngươi thì thôi tại sao ngươi lại nói xấu ta. Nhìn thấy được mọi người đang nhìn mình thì Vương Hồng thiếu chút nữa ngã xuống, bất quá nàng lại làm ra vẻ trang nghiêm, hùng hồn nói lại. Cố Mỹ Mỹ, ngươi châm chọc ta cũng tốt, trả thù ta cũng được. Ta cũng có thể bỏ qua cho ngươi, dù sao thì ngươi cũng bị ta cự tuyệt rồi. Bùi Đông Lai đem Vương Hồng trở thành cái rắm, hắn nhìn về phía Cố Mỹ Mỹ, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên tính kế lên đầu của cha ta. Dầm. Bùi Đông Lai vừa nói xong thì toàn hội trường liền trở nên oanh động. Phải biết rằng ngoại trừ Tần Đông Tuyết ra thì tất cả mọi giáo viên cùng với học sinh trong trường đều cho rằng bởi vì Bùi Đông Lai bị Cố Mỹ Mỹ cự tuyệt cho nên mới trở nên bộ dạng như thế, nhưng mà giờ đây Bùi Đông Lai lại nói Cố Mỹ Mỹ biểu lộ tình cảm đối với hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Giờ khắc này toàn bộ mọi người đều tuôn ra một dấu chấm hỏi ở trong lòng đồng thời cũng đang tìm lấy bóng dáng của Cố Mỹ Mỹ. Dưới ánh đèn. Lúc trước vẻ mặt của Cố Mỹ Mỹ còn tỏ ra vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa nhưng lúc này sắc mặt của nàng lại trở nên trắng bệch, thân thể cũng run lên. Ngươi nói cái gì? Nhìn thấy nữ nhi của mình bị vu hãm Trương Vân liền tức giận đến mức mặt không còn chút máu, nàng liền đứng lên vẻ mặt bực mình nhìn vào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai, mẹ nó, ngươi không nên ngậm máu phun người. Trịnh Phi liền đứng lên mắng ra một câu nói tục. Bùi Đông Lai. Người nói hưu nói vượn. Cố Mỹ Mỹ cũng đứng lên giống như là một người điên hét lên. Ngươi tưởng rằng ngươi là ai? Cố Mỹ Mỹ ta sẽ biểu lộ đối với ngươi sao? Ngươi không biết rằng đây là một chuyện tức cười sao? Đúng à, Bùi Đông Lai ngươi hãy tự lấy nước tiểu mà soi mặt của mình đi. Ngươi tính ra là thứ đồ chơi gì mà để cho Cố Mỹ Mỹ thích ngươi? Hơn nữa lại còn thổ lộ cùng ngươi. Cố Mỹ Mỹ vừa nói xong thì ngay lập tức đám chó săn của Trịnh Phi liền lập tức phụ họa theo. Bọn họ mở miệng là cho tình thế trở nên thay đổi, Bùi Đông Lai liền trở nên bị động.
Trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người trong hội trường đều tin tưởng lời nói của Cố Mỹ Mỹ, đồng thời cũng cho rằng Bùi Đông Lai thật sự hơi quá đáng. Thấy một màn như vậy thì Cố Mỹ Mỹ cũng âm thầm thở dài, đồng thời lại cười lạnh nhìn Bùi Đông Lai giống như đang muốn nói, Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, ngươi tưởng những gì ngươi nói sẽ khiến mọi người tin sao? Ngươi cũng quá ngây thơ đi. Đối mặt với tất cả mọi chuyện này thì Bùi Đông Lai cũng tỏ ra vẻ bình tĩnh. Thấy được biểu hiện của con trai mình, Bùi Vũ Phu cũng không hé răng, vẫn để cho Bùi Đông Lai tự xử lý mọi chuyện. Cố Mỹ Mỹ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy rú sệ chưa thấy kinh hồn, ngươi đã không biết xấu hổ thì ta đây cũng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Không biết qua bao lâu, không khí trong hội trường dần dần yên tĩnh trở lại, đối mặt với những ánh mắt xem thường của mọi người thì Bùi Đông Lai lại một lần nữa mở miệng, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Ngươi hẳn là chưa quên bức thư ngươi đã từng viết cho ta, có đúng không? Nói xong thì Bùi Đông Lai liền lấy từ trong túi áo ra một phong thư màu trắng, từ từ giơ lên. Thư tình sao? Cố Mỹ Mỹ thực sự viết thư tình cho Bùi Đông Lai sao? Bá! Bên tai vang lên lời nói lạnh lùng của Bùi Đông Lai thì tất cả mọi người kể cả Tần Đông Tuyết và Bùi Vũ Phu đều nhìn về phía lá thư mà Bùi Đông Lai đang cầm trên tay. Không khí trong hội trường đều động lại. Mọi người ngồi ở trong này đều trợn mắt há mồm, trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ không thể nào tin được. Không thể tin sao? Đúng vậy. Phải biết rằng tất cả mọi người trong Trầm Thành Nhất Trung này đều cho rằng Bùi Đông Lai bị Cố Mỹ Mỹ cự tuyệt, mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại lấy ra bức thư tình mà Cố Mỹ Mỹ viết cho Bùi Đông Lai, điều này thật sao? Điều này không có khả năng, mẹ nó, tuyệt đối không có khả năng. Trịnh Phi điên cuồng lắc đầu, trong lòng không ngừng gào thét. Sau đó thì hắn cũng giống với những người ngồi bên cạnh, đều không tự chủ được mà nhìn về phía Cố Mỹ Mỹ ngồi cách đó không xa. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thì sắc mặt của Cố Mỹ Mỹ liền trắng bệch, cả người run lên không ngừng giống như là bị giật kinh phong vậy. Thấy được biểu hiện của Cố Mỹ Mỹ thì đồng tử của Trịnh Phi liền mở to ra, trong lòng liền lạnh băng, mà cùng lúc đó thì đám người trong hội trường liền không ngừng bàn tán, xì xào. Các ngươi cho rằng những lời của Bùi Đông Lai là sự thật sao? Bằng với biểu hiện của Cố Mỹ Mỹ lúc này thì dường như là thật rồi. Mẹ của Cố Mỹ Mỹ là Trương Vân nguyên bản cũng bị một đòn sát thủ của Bùi Đông Lai làm cho trở tay không kịp, liền lâm vào cảm giác khiếp sợ. Lúc này đây khi nghe được mọi người chung quanh bàn tán như vậy thì liền lấy lại tinh thần, vội ôm lấy Cố Mỹ Mỹ rồi quay đầu lại nhìn Bùi Đông Lai, vẻ mặt oán độc cười lạnh nói. Nữ nhi của ta sẽ thích ngươi sao? Sẽ viết thư tình cho ngươi sao? Đây quả thực là chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe. Lúc này thì Trương Vân mới mở miệng, lập tức mọi tiếng bàn tán trong hội trường liền ngừng lại. Ngươi không phải nói đó chính là bức thư của nữ nhi ta viết cho ngươi sao? Vậy thì tốt, ngươi hãy đem ra đây cho ta xem. Chữ của nữ nhi ta thì ta có thể nhận ra. Trương Vân một lần nữa mở miệng, giọng nói vô cùng âm lãnh. Hiển nhiên là nàng căn bản không tin rằng nữ nhi kiêu ngạo của mình lại có thể viết thư tình cho Bùi Đông Lai. Đúng à Bùi Đông Lai, nói chuyện không có căn cứ, không bằng ngươi đem ra cho mọi người xem đi. Trương Vân vừa nói xong thì không ít người liền phụ họa theo, mặc dù bọn hắn thấy được sắc mặt trắng bệch của Cố Mỹ Mỹ nhưng theo bản năng của bọn hắn thì bọn hắn cho rằng đó là do Cố Mỹ Mỹ bị Bùi Đông Lai ngậm máu phun người, chứ sự thật cũng không phải là giống như lời nói của Bùi Đông Lai. Không thành vấn đề. Đối mặt với ánh mắt của nhiều người nhưng Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra thản nhiên cười nói. Bất quá thì ta đề nghị trước hết ngươi nên để con gái của ngươi nói sơ quá một chút, chứ ta sợ khi nói ra nội dung của bức thư này thì nàng sẽ không còn mặt mũi gặp người khác đâu. Lộp bộp. Nhìn bộ dạng bình tĩnh cùng giọng nói thoải mái của Bùi Đông Lai thì trong lòng Trương Vân không khỏi dao động, theo bản năng nàng nhìn sang Cố Mỹ Mỹ đang ngồi ở bên cạnh. Không chỉ là nàng mà cơ hồ là toàn bộ ánh mắt của mọi người trong lễ đường đều đặt trên người của Cố Mỹ Mỹ. Bùi Đông Lai, không phải là ngươi đã nói với ta rằng ngươi đã đem bức thư ấy đốt rồi sao? Ngươi gạt ta, ngươi rất hèn hạ. Lần thứ hai bị mọi người chăm chú nhìn vào thì Cố Mỹ Mỹ liền mất đi lý trí, nàng giống như người điên gào giống lên, cảm giác kia như hận không thể đem Bùi Đông Lai xé nát thành ngàn mảnh. Trong lúc nhất thời, trong hội trường lại lâm vào tình cảnh im lặng giống như chết. Vô luận là các vị lãnh đạo hay các giáo viên chủ nhiệm, học sinh, bọn họ đều không thể chấp nhận sự thật này. Trong đó, Trương Vân chỉ cảm thấy đã nghe được một chuyện bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi vậy, nàng trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn vào Cố Mỹ Mỹ.
Cố, Mỹ Mỹ, không phải là con nói cho ta biết rằng hắn muốn theo đuổi con sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Một năm trước, bởi vì thích Bùi Đông Lai mà Bùi Đông Lai lại không có di động cho nên cố Mỹ Mỹ không thể gọi điện để thổ lộ cho Bùi Đông Lai biết, nàng lại không có dũng khí để gặp mặt thổ lộ cho nên nàng liền dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đó chính là viết thư tình. Ngay lúc đó thì nàng tràn ngập tự tin, nàng cho rằng lấy điều kiện của mình mà theo đuổi Bùi Đông Lai thì nhất định Bùi Đông Lai sẽ chấp nhận nàng. Mà khiến cho nàng không ngờ đó chính là Bùi Đông Lai không có đáp ứng, Bùi Đông Lai cũng không viết thư lại cho nàng, mà hắn trực tiếp gặp mặt nàng để uyển chuyển cự tuyệt, hơn nữa bởi vì hắn lo lắng đến cảm nhận của nàng cho nên hắn đã nói đem bức thư đó đốt rồi. Cha mẹ của cố Mỹ Mỹ đều là cán bộ, từ nhỏ thì nàng đã sinh hoạt trong tiếng vỗ tay cho nên bản thân nàng đã có tính tự cao tự đại. Bùi Đông Lai cự tuyệt, đối với nàng mà nói đó không khác nào tiếng sét cả, trực tiếp làm tổn thương lòng tự ái của nàng nhưng đồng thời cũng khơi dậy tâm lý trả thù trong nàng. Cũng bởi vì biết được Bùi Đông Lai đã hủy bức thư đi cho nên vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân cho nên ngay ngày hôm sau thì nàng cao điệu tuyên bố Bùi Đông Lai chủ động theo đuổi nàng nhưng đã bị nàng cự tuyệt. Điều đó đã làm cho một năm qua Bùi Đông Lai trở thành đối tượng nhạo báng của rất nhiều học sinh. Mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại lấy ra bức thư năm đó ra, điều ấy khiến cho cố Mỹ Mỹ cảm thấy có một bàn tay vô hình tát vào mặt mình. Đem sự kiêu ngạo của nàng. Đem lòng hư vinh của nàng. Đạp thành từng mảnh nhỏ. Nàng không trả lời câu hỏi của Trương Vân mà giống như là một con lệ quỷ, oán độc nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, tựa hồ như muốn nuốt lấy mạng của Bùi Đông Lai vậy. Mất thấy cố Mỹ Mỹ không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi liền gầm hét lên. Mỹ Mỹ, điều đó không có khả năng. Em sẽ không có viết thư cho cái tên phế vật Bùi Đông Lai ấy, em hãy nói cho anh biết rằng đây không phải là sự thật. Em hãy nói cho anh biết. Em hãy nói cho anh biết. Đối với Trinh Phi mà nói thì trong một năm qua thì hắn đã được các nam sinh trong trường bầu là người đã cưa đổ được hoa hậu giảng đường cố Mỹ Mỹ. Đây là chuyện hắn đắc ý nhất hơn nữa tất cả mọi người đều cho rằng thông qua chuyện này thì hắn đã đánh bại Bùi Đông Lai. Mà hiện giờ thì cố Mỹ Mỹ lại thừa nhận chính nàng đã từng viết thư tình cho Bùi Đông Lai. Sự thật này làm cho hắn không thể chấp nhận được. Hắc, Trinh Phi. Người vẫn cho rằng ta theo đuổi cố Mỹ Mỹ không thành công sao, từ nay về sau hoàn toàn thất bại sao. Trong một năm qua, người cùng cố Mỹ Mỹ không ít lần hạ nhục ta, hiện tại ngươi đã biết rằng cố Mỹ Mỹ chỉ là một đứa đàn bà hư hỏng thì trong lòng ngươi có phải là đang rất thoải mái không? Bên tai vang lên tiếng gầm hét của Trịnh Phi, trong đầu lại hiện ra hình ảnh bản thân mình nhiều lần bị Trịnh Phi và cố Mỹ Mỹ làm nhục thì Bùi Đông Lai liền học lấy biểu tình lúc trước của hai người. Cái gì của người cuối cùng thì vẫn là của người. Thoải mái không? Phanh. Chưa kịp trả lời thì hai mắt của Trịnh Phi đã tối sầm, đột nhiên ngã quỵ xuống, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiểu Phi. Mẫu thân của Trịnh Phi là Lý Kim Hoa thấy Trịnh Phi đột nhiên ngã xuống thì sắc mặt liền sợ tới mức cuồng biến, vội vàng thét lên một tiếng chói tai rồi đỡ lấy Trịnh Phi. Thấy một màn như vậy thì cố Mỹ Mỹ cười lạnh nói. Bùi Đông Lai. Cố Mỹ Mỹ ta lúc trước đúng là chủ động viết thư cho ngươi. Nhưng, chẳng qua lúc đó là ta nhát thời hồ đồ, mắt bị mù, mà sự thật đã chứng minh rằng lúc ấy ngươi cự tuyệt ta quả thật là may mắn nhất cho ta. Bởi vì, cho dù là bây giờ hay là sau này thì ngay cả tư cách sách giày cho ta thì ngươi cũng không có. Hố hố, ngươi thật là một người không biết xấu hổ a. Cố Mỹ Mỹ, ta cũng nói cho ngươi biết. Lúc trước nếu ta biết ngươi là một người có tâm địa rắn rết thì ta cũng không có uyển chuyển cự tuyệt ngươi, nói cái gì mà học sinh chúng ta lấy bài vở là việc chính. Ngược ta lúc đó ta sẽ đem ngươi ra đùa giỡn rồi sau đó đem người vứt đi giống như một đống rác rưởi vậy, dù sao thì tâm hồn của người cũng trái ngược so với thân thể của ngươi. Đối mặt với lời phản kích ác độc của cố Mỹ Mỹ thì Bùi Đông Lai cũng không có tức giận, chỉ hờ hững cười nói. Kỳ thật, ta cũng quên không nói cho ngươi biết. Thật ra thì ta cũng không có lừa ngươi, bức thư kia thì ta đã đem đốt rồi, bức thư trong tay ta chỉ là giả thôi. Giả sao? Giả sao? Bùi Đông Lai hời hợt nói ra hai chữ này giống như là ma pháp vậy, vang vọng cả hội trường, đều truyền vào trong tai của mỗi người. Hơn 1.000 người trong hội trường, ngoại trừ Bùi Vũ Phu và Tần Đông Tuyết ra thì toàn bộ những người khác đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là cố Mỹ Mỹ. Đối với nàng mà nói thì nàng vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh của mình cho nên đã bóp méo sự thật, đã nói Bùi Đông Lai thổ lộ đối với nàng nhưng đã bị nàng cự tuyệt,
đây là một chuyện chột dạ nhất trong cuộc đời của nàng. Bởi vì chột dạ cho nên kể từ khi Bùi Đông Lai giơ phong thư kia lên thì nàng giống như là bị dẫm phải đuổi, trực tiếp liền nổi giận, căn bản là nàng không nghĩ tới rằng Bùi Đông Lai chỉ đưa lên một phong thư giả. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai lại nói cho nàng biết rằng bức thư đó là giả. Phải, là giả. Bịch. Cố Mỹ Mỹ cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị Bùi Đông Lai dẫm nát, hai mắt của nàng liền tối sầm, cũng giống như Trịnh Phi lúc trước, nàng liền trực tiếp ngã lăn ra đất. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay liền chí mạng. Thấy một màn như vậy thì trên mặt Bùi Đông Lai cũng không hiện lên vẻ nhân từ nào, nếu có thì cũng đó chính là vẻ lạnh nhạt. Bởi vì, người thiếu niên đó đi ra từ trong núi, có thể chịu đựng được người khác hãm hại, có thể chịu đựng được người khác châm chọc, thậm chí có thể chịu đựng được khi bản thân bị người khác dẫm đạp lên lòng tự tôn của mình. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào xúc phạm đến Qua Tử, người mà đã nuôi hắn lớn khôn. Biến đổi bất ngờ, thật không thể tưởng tượng được. Nếu muốn dùng một câu để hình dung sự việc lúc nãy thì những lời này là thích hợp nhất. Không ai nghĩ đến người chủ động biểu lộ bị cự tuyệt lại là Cố Mỹ Mỹ mà là không phải Bùi Đông Lai, càng không ai nghĩ đến việc Bùi Đông Lai cầm ra bức thư tình lúc trước Cố Mỹ Mỹ viết cho hắn, mà bức thư ấy lại là giả. Tàn nhẫn. Quá độc ác. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Bùi Đông Lai thì không ít người liền xuất ra một cái ý niệm trong đầu, nhìn ánh mắt của Bùi Đông Lai thì mọi người lại không kìm lòng được mà hiện lên cảm giác kính sợ. Trong lúc nhất thời, trong lễ đường lại trở nên yên tĩnh, chỉ có Lý Kim Hoa cùng với Trương Vân không ngừng lung lay thân thể của Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ, gọi tên của hai người, cố gắng đánh thức hai người tỉnh dậy. Trong lúc các nàng mở miệng kêu thì Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ liền lần lượt mở mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt, cũng không tìm được một chút cảm giác ưu tú nào. Con trai, không có việc gì rồi, con không cần phải sợ, có mẹ ở đây. Mắt thấy Trịnh Phi tỉnh lại thì Lý Kim Hoa nhẹ nhàng thở ra rồi an ủi hai câu, sau đó vẻ mặt liền trở nên phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ sẽ không để tên hai lúa đó sống yên đâu. Nghe được lời nói của Lý Kim Hoa thì Vương Hồng đứng ở phía trên đài chủ tịch liền tỉnh mộng, trong lòng chợt động, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Lớn tiếng quát. Bùi Đông Lai, người còn nhỏ tuổi như thế nhưng tâm địa lại quá độc ác. Nói đến đây, Vương Hồng liền nhìn thoáng qua phó hiệu trưởng đang ngồi bên cạnh, gằn ra từng chữ một. Chu hiệu trưởng, vì giữ gìn danh dự cho trường học nên tôi đề nghị đuổi Bùi Đông Lai ra khỏi trường, nếu như hắn còn học ở trong trường thì đó quả là sự mất mặt cho toàn thể trường học của chúng ta. Ân, ngạc nhiên khi nghe lời nói của Vương Hồng. Hầu như là toàn bộ học sinh và phụ huynh của bọn họ đều ngây người ra. Tuy rằng bọn họ cảm thấy của Bùi Đông Lai có chút độc ác nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này người sai là Cố Mỹ Mỹ chứ không phải là Bùi Đông Lai. Dưới tình hình như thế mà Vương Hồng lại muốn đề nghị khai trừ Bùi Đông Lai, thật sự là không có đạo lý nữa rồi. Vương Lão Sư, người có ý tứ gì? Nguyên bản trong lòng đã bất mãn với Vương Hồng nên khi nghe Vương Hồng nói lên lời như vậy thì không đợi Chu hiệu trưởng làm ra quyết định thì Tần Đông Tuyết đã đứng lên, vẻ mặt tức giận nói. Cái gì gọi là giữ gìn danh dự cho trường học? Cái gì gọi là Bùi Đông Lai làm mất mặt trường học của chúng ta? Đúng à, tuy rằng Bùi Đông Lai có làm quá nhưng mà người sai cũng không phải là hắn, vì sao phải khai trừ hắn? Đúng vậy, làm như vậy là không công bằng. Lời nói của Tần Đông Tuyết giống như là tiếng lòng của mọi người, ở đám bọn hắn xem ra, nếu khai trừ thì phải khai trừ Cố Mỹ Mỹ mới đúng. Đối mặt với sự chất vấn của Tần Đông Tuyết, đối mặt với sự phản đối của mọi người, vẻ mặt của Vương Hồng liền trở nên tái mét, mà Chu hiệu trưởng ngồi bên cạnh thì lại cau mày. Vương Lão Sư, ta thừa nhận là hành động vừa rồi của Bùi Đông Lai có chút quá đáng, hoàn toàn không có nghĩ đến cảm nhận của Trịnh Phi, Cố Mỹ Mỹ, thậm chí cảm nhận của bà. Nhưng mà bà có nghĩ tới trong vòng một năm qua, Bùi Đông Lai đã chịu lấy bao nhiêu ủy khuất không? Mắt thấy Vương Hồng không nói tiếng nào, thì Tần Đông Tuyết lại trở nên kích động, giọng nói cũng to lên. Ngươi không có nghĩ qua, tuy rằng Bùi Đông Lai cự tuyệt Cố Mỹ Mỹ nhưng mà hắn lại uyển chuyển cự tuyệt, hơn nữa vì lo lắng cảm nhận của Cố Mỹ Mỹ nên đã tiêu hủy đi bức thư tình ấy. Nhưng Cố Mỹ Mỹ lại vì mặt mũi của mình mà đã chửi bởi Bùi Đông Lai, còn nhiều lần châm chọc Bùi Đông Lai. Thậm chí mọi người trong trường học bởi vì chuyện này mà đã nhạo báng, khinh thường Bùi Đông Lai. Khi đó, các ngươi có từng thấy Bùi Đông Lai có làm ra hành động quá khích gì không? Ai đã từng thấy chưa?
Tần Đông Tuyết nói tới đây thì giọng nói liền trở nên lạnh xuống, ánh mắt giống như lưỡi dao nhìn xung quanh bốn phía. Những người từng chào phúng kêu Bùi Đông Lai là thứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Tần Đông Tuyết thì liền xấu hổ, liền cúi đầu xuống. Hắc, trong vòng một năm qua tuy rằng Bùi Đông Lai bị Cố Mỹ Mỹ và Trịnh Phi châm chọc nhưng hắn cũng chưa từng chửi bậy lại một câu, hiện giờ vì bị các người ép đến chân tường, vì mặt mũi của phụ thân mình mà phản kích, trong mắt của ta thì đó không phải là việc gì sai trái cả. Trường học không có bất cứ lý do gì để khai trừ hắn. Nếu có thì cũng cần phải khai trừ Cố Mỹ Mỹ. Mất thấy không ai mở miệng thì Tần Đông Tuyết lại nói tiếp, giọng nói không đủ lớn nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe được. Ngươi là cái thứ gì đó? Ngươi cầm miệng lại cho ta. Mắt thấy toàn trường lâm vào cảnh yên lặng như chết thì Lý Kim Hoa liền nổi giận, nàng quay đầu lại, trợn tròn mắt, hung tợn cắt đứt lời nói của Tần Đông Tuyết. Đối mặt với vẻ mặt hung tợn của Lý Kim Hoa thì Tần Đông Tuyết cũng không cảm thấy sợ hãi chút lại, ngược lại. Khóe miệng của nàng lại nở ra nụ cười trào phúng. Nhưng mà, không đợi Tần Đông Tuyết mở miệng lần nữa, Lý Kim Hoa liền quay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía Chu hiệu trưởng, cười lạnh nói. Chu hiệu trưởng phải không? Nói vậy thì chắc ông cũng biết, hàng năm cha của Tiểu Phi đều tài trợ tiền cho trường học của các ông. Hôm nay, ta cũng nói rõ ra, nếu không khai trừ tên hai lúa kia thì cha của Tiểu Phi sẽ không đóng góp một xu nào vào Trầm Thành Nhất Trung này nữa. Dầm. Lý Kim Hoa vừa nói xong thì cả hội trường đang im lặng bỗng trở nên xôn xao lên. Người dựa vào cái gì mà bắt Chu hiệu trưởng khai trừ Bùi Đông Lai? Hay là, mẹ nó, người ỷ người có những đồng tiền dơ bẩn mà cảm thấy giỏi lắm hay sao? Trầm Thành Nhất Trung cũng không phải là của ông nội ngươi để lại, người muốn làm cái thì làm cái đó à? Đối mặt với thái độ ngưu bức của Lý Kim Hoa thì tất cả mọi người đều phẫn nộ. Nhất thời đều phản đối mà sắc mặt của Chu hiệu trưởng lại trở nên khó coi. Trên thực tế vừa rồi Vương Hồng nói muốn khai trừ Bùi Đông Lai thì hắn cũng đã rõ được ý tứ của Vương Hồng, nếu không khai trừ Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ sẽ khó tiếp tục mà học ở trường nữa, mà vô luận là Cố Mỹ Mỹ hay Trịnh Phi đều quan trọng hơn so với Bùi Đông Lai. Mặc dù hiểu được ý tứ của Vương Hồng nhưng mà nếu như Chu hiệu trưởng làm ra quyết định như thế thì sẽ khiến cho mọi người bất mãn. Cho nên hắn cũng không tỏ ra thái độ của mình. Thật sự là nhà giàu mới nổi mà. Chu hiệu trưởng không có hé răng, mà ở trong lòng thầm mắng một câu, ở hắn xem ra nếu bây giờ Lý Kim Hoa không mở miệng nói ra thì đợi sau khi tan họp thì hắn sẽ đuổi Bùi Đông Lai. Nhưng mà giờ này Lý Kim Hoa lại đứng ra dùng tiền đập người, giọng nói vô cùng bá đạo đã khiến cho không ít người bất mãn, Chu hiệu trưởng thấy vậy thì làm sao còn dám tỏ rõ thái độ nữa. Lý tỷ, không cần phải nói. Ta cho rằng trường học như Trầm Thành Nhất Trung này thì căn bản không phù hợp với hai đứa nhỏ, so với Trầm Thành Nhất Trung thì còn có nhiều trường học tốt hơn mà. Chu hiệu trưởng chưa tỏ ra thái độ thì Trương Vân liền mở miệng nói, nàng biết rõ Cố Mỹ Mỹ sẽ không có cách nào mà tiếp tục học ở Trầm Thành Nhất Trung nữa, nên tính toán chuyển trường cho Cố Mỹ Mỹ. Chu hiệu trưởng, nghe được Trương Vân nói như vậy thì Vương Hồng liền trở nên nóng nảy. Nàng vốn tính toán muốn thông qua lần ra trưởng hội hôm nay để hạ nhục cha con Bùi Vũ Phu nhưng mà mọi chuyện đã trở nên như bây giờ, 100.000 kia trôi kia liền trôi theo dòng nước, mà Cố Mỹ Mỹ lại muốn chuyển trường nữa. Đi thì đi đi, ngươi tưởng con gái ngươi là Thánh Maria Ozawa hay là Sarah Auri sao? Đúng vậy, cùng học với con gái của ngươi thì quả thật là ném đi mặt mũi của chúng ta a. Cũng giống với Lý Kim Hoa lúc trước, Trương Vân vừa nói ra thì mọi người đều bất mãn. Bên tai vang lên giọng nói trào phúng của mọi người, dù cho Trương Vân có tâm lý tốt đến mấy cũng trở nên tức giận, sau đó nàng nhìn chằm chằm vào Chu hiệu trưởng, gằn từng tiếng, nói. Trầm Thành Nhất Trung được xưng là trường trung học tốt nhất tỉnh, thế nhưng nếu để Quách cục trưởng biết được bầu không khí ở nơi này thì chỉ sợ sẽ làm cho hắn thất vọng a. Đối với người bình thường mà nói thì có thể không hiểu lời nói của Trương Vân nhưng mà Chu hiệu trưởng lại hiểu được. Trương Vân muốn cảnh cáo hắn, nếu như ngươi không khai trừ Bùi Đông Lai thì ngươi cũng đừng mong làm hiệu trưởng nữa. Uy hiếp trắng trợn. Nếu như lúc trước nói Lý Kim Hoa là lấy tiền đập người thì bây giờ Trương Vân chính là lấy quyền ép người. Thân phận phụ thân của Cố Mỹ Mỹ thì Chu hiệu trưởng biết rõ ràng, phụ thân của Cố Mỹ Mỹ tuy rằng chỉ là cán bộ cấp sử ai biết chỗ này giải thích hộ mình, nhưng mà lại là nắm công việc quan trọng, hơn nữa sau này sẽ được thăng chức lên cán bộ cấp sảnh. Dưới tình như thế thì nếu Trương Vân muốn lấy mũ ô sa trên đầu hắn xuống thì quả thật việc này cũng không quá khó. Hô, hô,
Trong lúc nhất thời, hơi thở của Chu hiệu trưởng liền trở nên dồn dập, hắn cố gắng khống chế tâm tình một phen, trầm ngâm vài giây đồng hồ rồi chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù lúc nãy Bùi Đông Lai đồng học chiếm được lý lẽ nhưng mà hắn là học sinh lại gào giống, kêu to đối với Vương lão sư, thậm chí hắn còn tiến hành công kích, phụ tội cho Vương lão sư nữa, lấy thân phận là phó hiệu trưởng của Trầm Thành Nhất Trung, ta tuyên bố khai trừ Bùi Đông Lai ra khỏi trường. Đuổi ra khỏi trường sao? Nghe được lời nói của Chu hiệu trưởng thì toàn bộ mọi người đều há hốc mồm. Hiệu trưởng, việc này không công bằng. Tần Đông Tuyết liền mở miệng nói, giọng nói vô cùng phẫn nộ. Lời nói của Tần Đông Tuyết đã kéo mọi người từ trong khiếp sợ trở về sự thật, mặc dù bọn hắn không có hé răng nhưng mà bọn hắn cũng có cái nhìn giống với Tần Đông Tuyết. Đối mặt với sự phản bác của Tần Đông Tuyết thì Chu hiệu trưởng lại tỏ ra thờ ơ. Lý Kim Hoa và Trương Vân thấy thế thì rều cười lạnh nhìn vào Bùi Đông Lai, vẻ mặt kia giống như đang nói, hai lúa, muốn đấu với bọn ta sao, người muốn chết rồi. Bùi Đông Lai, người hãy mang cha của ngươi rời khỏi nơi này, chúng ta cần phải tiếp tục ra trưởng hội. Vương Hồng nhìn ra được Chu hiệu trưởng đã hạ quyết tâm thì lập tức cười lạnh nói. Bá! Vương Hồng vừa thốt ra thì tất cả mọi người đều không hẹn mà đem ánh mắt quăng về phía Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên lời nói của Vương Hồng, lại nhìn thấy bộ dáng của Trương Vân cũng với Lý Kim Hoa thì Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy một cỗ tức giận đang lan tràn trong người của hắn, đôi mắt của hắn đỏ lên, nắm chặt hai nắm đấm, bởi vì dùng quá sức cho nên móng tay đã đâm rách da thịt, vết máu tươi đã làm đỏ bừng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, tại lúc mọi người đang chăm chú tập trung thì Bùi Vũ Phu thân mang một bộ đồ giá rẻ liền chậm rãi đứng dậy. Lấy tay che kín vết thương của Bùi Đông Lai rồi nhẹ nhẹ vỗ vào bả vai của hắn. Cảm nhận được sự quan tâm của Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai dần dần buông lỏng nắm tay ra, cười khổ nói. Qua tử, là do ta quá lỗ mãng. Không lỗ mãng. Bùi Vũ Phu cười ngây ngô rồi lắc lắc đầu. Giát chi. Bùi Vũ Phu vừa nói xong thì trong hội trường liền vang lên một tiếng, cổng của hội trường đã bị người đẩy ra, một đạo thân ảnh liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nạp Lan Trường Sinh. Cũng giống như tối hôm qua, Nạp Lan Trường Sinh thân mang theo một bộ cổ trang, tay phải cầm tẩu thuốc tay trái xoay hai viên ngọc châu, toàn thân tản ra một khí tức nho nhã. Đi theo Nạp Lan Trường Sinh phía sau là một người thanh niên mặt Âu phục, dáng người cực kỳ anh tuấn. Hắn là Nạp Lan Trường Sinh cận vệ, ngoại hiệu là A Cửu, trừ bỏ lúc ngủ thì lúc nào cũng như hình với bóng với Nạp Lan Trường Sinh. Hai người đột nhiên xuất hiện, liền dẫn đến sự thu hút của mọi người. Trong hội trường, trừ bỏ Bùi Vũ Phu vẻ mặt bình tĩnh, còn lại mọi người đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Hai cái thằng ăn mặc quái đản này là ai? Trong lúc nhất thời, cơ hồ mọi người đều tự hỏi như vậy, nhất thời tạm quên đi chuyện tình của Bùi Đông Lai. Làm sao Nạp Lan Trường Sinh lại tới nơi này? Tần Đông Tuyết cũng kinh ngạc bội phần, bất quá, nàng kinh ngạc bởi vì Nạp Lan Trường Sinh cùng A Cửu xuất hiện ở nơi này. Theo bản năng, Tần Đông Tuyết nhớ lại tối hôm qua Miêu lão gia hiền lành sửa lại áo cho Bùi Đông Lai. Trong đầu dần hiện ra cảnh này, bây giờ lại nhìn Nạp Lan Trường Sinh, Tần Đông Tuyết mơ hồ đoán được cái gì đó, tức giận trong lòng dần dần tiêu tán, ngạc nhiên liếc nhìn cha con Bùi Đông Lai. Xin hỏi, ngươi là phụ huynh của học sinh nào? Ngay tại toàn trường bởi vì sự xuất hiện Nạp Lan Trường Sinh cùng A Cửu mà lâm vào trạng thái kinh ngạc, Vương Hồng là người thứ nhất mở miệng hỏi. Nàng tuy rằng hận không thể làm thịt hai cha con nhà họ Bùi, nhưng là Nạp Lan Trường Sinh cùng A Cửu xuất hiện một cách kỳ quái, trước hết thì nàng vội lên tiếng hỏi mục đích đến đây của hai người này. Nạp Lan Trường Sinh dường như cố tình liếc sang nhìn phụ tử Bùi Đông Lai hai người một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt xoay người bước lên chỗ ngồi của đài chủ tịch. Ân, người kia muốn làm gì? Thấy một màn như vậy, ngoại trừ Bùi Vũ Phu đã mơ hồ đoán được ý đồ của Nạp Lan Trường Sinh thì toàn bộ mọi người trong hội trường đều ngẩn ngơ. Cả hội trường lại lâm vào tình thế im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng bước chân của Nạp Lan Trường Sinh. Xin hỏi, ông là ai? Vừa lúc Nạp Lan Trường Sinh cùng A Cửu đi qua được hội trường thì Vương Hồng lại mở miệng lần nữa, ngữ khí mơ hồ có chút tức giận. Nạp Lan Trường Sinh vẫn không có trả lời. Hắn là ai vậy a? Không biết a. Bất quá nhìn có vẻ nghiêu bức. Thực là thần bí, cũng không biết là hắn muốn gì đây. Nạp Lan Trường Sinh liên tiếp im lặng, nhất thời làm được không ít người bắt đầu xì xầm, trong đó đại bộ phận đều là học sinh.
mắt thấy hội trường trở nên có chút hỗn loạn, các học sinh đều nhìn Nạp Lan Trường Sinh nghị luận sôi nổi, sắc mặt Vương Hồng trầm xuống, ngữ khí không khách khí nữa. Chúng ta bây giờ đang học phụ huynh cấp 3, nếu ngươi không phải phụ huynh học sinh thì xin mời đi xuống. Cút! Bên tai vang lên chữ này, liền nhìn thấy A Cửu Thân mang Âu Phục ánh mắt lạnh như băng hướng về phía mình. Đột nhiên nhận thấy được ánh mắt của A Cửu thì Vương Hồng chỉ cảm giác dược bản thân như bị một con mãng xà chăm chú theo dõi, từ đầu đến chân nổi cả da gà, lông tay lông chân, lông L, cả người nổi lên hết. Đi gì, Nhật Bản, đẹp, chú được đó, cứ tiếp tục phát huy. Nhận thấy A Cửu nổi lên sát ý, Nạp Lan Trường Sinh liếc nhìn một cái, ý bảo A Cửu an tâm một chút chớ vội nóng này. Hành động của Nạp Lan Trường Sinh làm cho sát ý trên người A Cửu nhất thời tiêu tán. Mà Nạp Lan Trường Sinh tiếp tục đi tới, một bên sắc mặt bình tĩnh nhìn Vương Hồng, nói. Mới vừa rồi là ai muốn khai trừ Đông Lai? Là ai muốn khai trừ Đông Lai? Ngạc nhiên nghe Nạp Lan Trường Sinh lên tiếng, ngoại trừ Bùi Vũ Phu, mặc dù là Tần Đông Tuyết mơ hồ đoán được chút gì đó còn lại. Những người khác, thì là hoàn toàn trợn tròn mắt. Không ai ngờ rằng một người ăn mặc quái đản như Nạp Lan Trường Sinh lại đột nhiên xuất hiện, nãy giờ không lên tiếng. Vừa lên tiếng thì câu đầu tiên chính là nhắc đến chuyện tình của Bùi Đông Lai. Hắn và Bùi Đông Lai có quen biết với nhau sao? Trong lúc nhất thời, học sinh cùng phụ huynh mắt không ngừng nhìn qua Nạp Lan Trường Sinh rồi lại nhìn Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu, kết quả. Bọn hắn đều cảm thấy được, vô luận nhìn thế nào Nạp Lan Trường Sinh cùng Bùi Vũ Phu, Bùi Đông Lai đâu có gì giống nhau. Bên tai quanh quẩn tiếng nói của Nạp Lan Trường Sinh, nhìn thấy biểu tình của đám học sinh cùng các phụ huynh. Lần đầu tiên cùng Nạp Lan Trường Sinh gặp mặt, Bùi Đông Lai cũng không biết Nạp Lan Trường Sinh ở đây vì cái gì. Trên đài chủ tịch, Vương Hồng dường như còn chưa hồi phục lại sự kinh ngạc, sắc mặt có chút trở nên trắng bệch, không có hé răng, mà Chu hiệu trưởng đám người bị Nạp Lan Trường Sinh làm cho đầu óc choáng váng, lấm lét nhìn Nạp Lan Trường Sinh, thấy hắn có khí độ bất phàm, cũng không dám lên tiếng. Đến nỗi, mẫu thân của Cố Mỹ Mỹ là Trương Vân, nàng thân là người ở thị ủy. Chồng nàng lại có chút thực quyền, gặp qua không ít ông lớn, nhìn sơ một cái liền biết Nạp Lan Trường Sinh không đơn giản, hơn nữa. Nàng cùng chồng của nàng đều nghiên cứu đối với đồ cổ, nàng nhìn ra được hai viên ngọc châu trong tay của Nạp Lan Trường Sinh, thậm chí cái tẩu kia đều là vật vô giá. Bởi thế, nàng càng thêm khẳng định Nạp Lan Trường Sinh có thân phận không đơn giản, nàng liền lựa chọn trầm mặc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mẹ của Trình Phi Lý Kim Hoa tuy rằng bởi vì Trịnh Kim Sơn mấy năm nay làm giàu, từ quê mùa lên phu nhân, cho nên không nhìn ra Ngọc Châu cùng cái tẩu vô giá trong tay của Nạp Lan Trường Sinh, càng không nhìn ra được khí chất nho nhã không giống với người thường của Nạp Lan Trường Sinh. Ở dưới tình huống thế này, Nạp Lan Trường Sinh mở miệng liền dùng một giọng điệu chất vấn chuyện tình của Bùi Đông Lai, Lý Kim Hoa rất không thích liền trừng mắt nhìn Nạp Lan Trường Sinh, nói. Ngươi ai a? Khai trừ tên hai lúa kia thì cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ta cho các ngươi một cơ hội, lúc nãy là ai muốn khai trừ Bùi Đông Lai thì bước ra nhận sai, chuyện này coi như xong ở đây. Nạp Lan Trường Sinh giống như đem Lý Kim Hoa trở thành không khí, ánh mắt của hắn vẫn bình thản nhìn về phía trên đài chủ tịch, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại đủ để cho mỗi người nghe được. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Còn bà nó, người này là ai? Khẩu khi còn lớn hơn cái bà già kia. Nạp Lan Trường Sinh giống như là cầm bom ném vào bên trong hội trường, nguyên bản cả hội trường vốn im lặng bây giờ bỗng chốc liền vỡ òa. Ngươi cho rằng ngươi là ông nội của ta sao? Bởi vì Trịnh Kim Sơn ở Trầm Thành là đại phú hào cho nên mấy năm qua Lý Kim Hoa quả thật chưa sợ ai bao giờ, lúc này nghe được Nạp Lan Trường Sinh, khẩu suất cuồng ngôn, nàng liền trực tiếp nổi giận. Nhận sai, còn cơ hội chỉ có một lần. Ngươi nói cái gì vậy? Ta nói với ngươi, ta mặc kệ ngươi là từ nơi nào chui ra, bây giờ cút đi ra ngoài cho ta, nếu không tự nhận lấy hậu quả. Ngươi muốn chết? Mặc dù lúc nãy Nạp Lan Trường Sinh dùng ánh mắt bảo A Cửu an tâm một chút chớ vội nóng này, nhưng là... Nghe được Lý Kim Hoa không biết trời cao đất dày nhục mạ Nạp Lan Trường Sinh thì nhất thời A Cửu liền nổi giận. Vèo! Một tiếng hét to đi qua, A Cửu liền nhún lên, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh. Thẳng đến Lý Kim Hoa, giống như là muốn lấy máu của Lý Kim Hoa trong vòng 5 bước. A Cửu! Nạp Lan Trường Sinh nhíu mày quát một tiếng. Hô! Đột nhiên nghe được Nạp Lan Trường Sinh hét to, A Cửu chỉ còn cách Lý Kim Hoa một thước thì liền dừng lại, bất quá.
ánh mắt nhìn Lý Kim Hoa như xác chết, ý nói, con đàn bà ngu ngốc, còn dám mở miệng, bố làm thịt ngay. Lý Kim Hoa dường như đã bị hành động của A Cửu làm cho sợ tới mức choáng vàn, mở to hai mắt nhìn trừng trừng, sắc mặt trở nên trắng bệch, thở hổn hển không dám lên tiếng. Không riêng gì nàng, đại bộ phận mọi người đều bị A Cửu làm cho mất hồn, cả hội trường liền lặng ngắt như lờ. Giát chi. Ngay sau đó, cửa hội trường lại bị người đẩy ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa. Dẫn đầu chính là thành người phụ trách Nạp Lan gia ở Trầm Thành, Nạp Lan Ngũ Khải. Đi theo phía sau Nạp Lan Ngũ Khải chính là Trịnh Kim Sơn. Dưới ánh đèn, sắc mặt Trịnh Kim Sơn trắng bệch không nói nên lời, hai hàm răng đập vào nhau, hai cái đùi không ngừng run lên giống như chỉ cần đụng nhẹ là hắn liền chổng cẳng lên trời. Trịnh Kim Sơn. Vô luận là lãnh đạo trong trường học hay là phụ huynh của các học sinh thì bọn hắn đều có thể nhận ra Trịnh Kim Sơn. Tất cả chuyện này là bởi vì hàng năm Trịnh Kim Sơn đều quyên góp cho Trầm Thành Nhất Trung không ít tiền, ở Trầm Thành Nhất Trung này thì nở mặt nở mày không biết bao nhiêu lần, còn lấy thân phận đặc biệt để tham gia gia trưởng hội nữa, được cho là một trong những danh nhân của Trầm Thành Nhất Trung. Ở trong trí nhớ của bọn hắn thì lần trước Trịnh Kim Sơn đi đến Trầm Thành Nhất Trung bằng chiếc Bentley. Không ít lãnh đạo của trường đều chạy ra đón, quả thật là đã đưa hắn lên làm ông nội vô cùng như bức. Mà hiện giờ, Trịnh Kim Sơn lại giống như một con chó Nhật, vẻ mặt hoảng sợ đứng phía sau Nạp Lan Ngũ Khải. Ngoại trừ Bùi Vũ Phu và Tần Đông Tuyết ra thì tất cả mọi người trong hội trường bao gồm cả Bùi Đông Lai, tất cả đều ngây dại, một cỗ khiếp sợ không thể dùng lời nói để diễn tả tràn đầy trong lòng của bọn họ. Trong đó, kể cả Lý Kim Hoa cùng với Trịnh Phi đều mờ mịt. Thân là người thân của Trịnh Kim Sơn, bọn hắn đều rõ hơn so với bất kỳ kẻ nào, bọn hắn đều biết rõ địa vị của Trịnh Kim Sơn trong Trầm Thành này. Tài sản của Trịnh Kim Sơn có hơn 10 con số, quan hệ thì không ít, của cả trải rộng trên khắp ba tỉnh Đông Bắc được mọi người trong thương giới xưng là nhân vật có thể hô phong hoán vũ. Tục ngữ có câu, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Bởi vì Trịnh Kim Sơn nhiều bài cho nên danh khí của Trịnh Phi ở Trầm Thành cũng không nhỏ. Đồng thời hắn cũng là một nhân vật có thể làm rung chuyển trời đất trong Trầm Thành Nhất Trung này. Có thể nói một cách không khoa trương thì ở trong lòng của Lý Kim Hoa và Trịnh Phi thì Trịnh Kim Sơn chính là người có thần thông quảng đại ở Trầm Thành này, không có Trịnh Kim Sơn không thể giải quyết được chuyện tình gì. Mà hiện giờ, vẻ mặt của Trịnh Kim Sơn lại hoảng sợ, bất an đứng sau lưng Nạp Lan Ngũ Khải, điều này có thể khiến cho bọn hắn không rung động sao. Cút qua một bên. Đối mặt với biểu tình của mọi người trong hội trường thì sắc mặt của Nạp Lan Ngũ Khải vô cùng khó coi, lớn tiếng quát lên. Nguyên bản là bởi vì hai năm qua Trịnh Kim Sơn cho hắn rất nhiều lợi ích nào là tiền, nữ nhân hơn nữa biểu hiện của hắn cũng rất xuất sắc. Bản thân hắn cũng có quan hệ tốt với Trịnh Kim Sơn, thậm chí là tối hôm qua hắn cũng đem Trịnh Kim Sơn giới thiệu cho Nạp Lan Trường Sinh. Mà giờ phút này, Nạp Lan Ngũ Khải lại hận không thể đâm một đao vào người Trịnh Kim Sơn. Tất cả chuyện này là bởi vì hai cha con của Bùi Đông Lai và Bùi Vũ Phu. Bởi vì Miêu lão gia tử nể mặt Bùi Vũ Phu, đáp ứng đi Đại Liên để chữa bệnh cho Nạp Lan lão gia tử cho nên Nạp Lan Trường Sinh đã cố gắng cảm ơn, hắn tính toán thực hiện lời ước định năm đó với Bùi Vũ Phu. Mà cái ước định đó lại liên quan đến Bùi Đông Lai, nói chính xác hơn thì Bùi Đông Lai chính là diễn viên chính trong ước định đó. Dưới tình hình như vậy thì sáng sớm hôm nay Nạp Lan Trường Sinh liền đi tới Trầm Thành Nhất Trung, muốn nhìn qua Bùi Đông Lai một chút, xem thử rốt cục Bùi Đông Lai là một người như thế nào. Trừ việc đó ra thì hắn muốn tiếp cận Bùi Vũ Phu cùng Miêu lão gia tử, để đảm bảo Miêu lão gia tử chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn. Vào lúc hơn 7 giờ, Nạp Lan Trường Sinh dẫn người tiến vào trường học thì thấy được hai cha con Bùi Vũ Phu cũng đi vào trường. Lúc ấy... Nạp Lan Trường Sinh có ý định là muốn bước đến chào hỏi nhưng bởi vì sự tình năm đó mà trong lòng hắn còn có chút áy náy, cho nên đã do dự. Ngay khi lúc Nạp Lan Trường Sinh đang do dự thì hắn thấy được Lý Kim Hoa thóa mạ cha con Bùi Vũ Phu. Phát hiện này đã làm cho Nạp Lan Ngũ Khải và Nạp Lan Trường Sinh đều ngây dại. Bởi vì, bọn hắn biết rằng, ba chữ Bùi Vũ Phu kia thì ở vào lúc 20 năm trước thì đại biểu cho cái gì ở Trung Quốc. Bùi Vũ Phu không có ra tay thì điều đó đã nằm trong suy nghĩ của Nạp Lan Trường Sinh, hơn nữa từ trong miệng của Nạp Lan Ngũ Khải cho nên hắn cũng biết được Bùi Đông Lai. Lúc này đây thấy người mở miệng chửi lộn là Lý Kim Hoa chính là lão bà của Trịnh Kim Sơn thì trong lòng hắn chợt động, lập tức phân phó Nạp Lan Ngũ Khải trước hết là gọi điện cho Trịnh Kim Sơn.
Sau khi Trịnh Kim Sơn nhận được thì hắn nghĩ rằng biểu hiện trong vòng 2 năm này của mình, hơn nữa quan hệ của mình cùng với Nạp Lan Ngũ Khải cũng rất tốt, cho nên hắn liền không nói hai lời, lập tức bỏ đi em cover mà hắn mới bỏ ra hơn 20 vạn HK, tung tăng liền chạy tới Trầm Thành Nhất Trung. Kết quả, khi Trịnh Kim Sơn vừa mới đến thì đã bị Nạp Lan Ngũ Khải cấp cho một cái bạt tai. Lúc ấy, Trịnh Kim Sơn mơ hồ đoán được điều gì, sau đó từ trong miệng của Nạp Lan Ngũ Khải thì hắn biết được chuyện tình của lão bà của mình cùng với nhi tử mình đối với hai cha con Bùi Vũ Phu. Một khắc này, Trịnh Kim Sơn chỉ cảm thấy bản thân mình đang rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Lúc này nghe được Nạp Lan Ngũ Khải gầm lên thì Trịnh Kim Sơn sợ tới mức cả người run lên, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, hắn không dám đi xem Nạp Lan Trường Sinh mà là thở gấp đi đến phía trên đài chủ tịch. Một bước, hai bước, ba bước. Nhìn vào đám người đông đen cùng với con đường đi lên thì Trịnh Kim Sơn có cảm giác như đài chủ tịch còn cách xa mình cả vạn dặm. Vừa đi thì hai chân hắn cũng không ngừng run lên, giống như vào lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy. Kim Sơn, cha, thấy được Trịnh Kim Sơn đang đi lên đài chủ tịch thì hai người Lý Kim Hoa và Trịnh Phu liền lần lượt mở miệng ra kêu lên. Câm miệng, trong lòng Trịnh Kim Sơn sợ muốn chết, không biết nên giải thích với Nạp Lan Trường Sinh như thế nào đây, lúc này đây lại nghe được hai tên đầu sỏ gây chuyện kêu lên thì liền tức giận mà mắng. Bên tai vang lên tiếng mắng chửi của Trịnh Kim Sơn thì Lý Kim Hoa cùng với Trịnh Phi đều ngẩn ngơ. Qua tử, bọn họ là ai? Vì sao lại giúp chúng ta? Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai cũng lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Bùi Vũ Phu. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bùi Vũ Phu một lần nữa lôi Bùi Đông Lai ngồi xuống, trên mặt vẫn nở ra nụ cười phúc hậu. Chẳng qua, so với trước kia thì Bùi Đông Lai lại thấy nụ cười này lại khác hơn, lúc này đây trong nụ cười ấy lại lộ ra vài phần thần bí. Mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ nhưng Bùi Đông Lai cũng không có hỏi gì thêm nữa, mà cũng giống với mọi người khác, cùng đợi sự tình tiếp theo sẽ phát triển ra sao. Rốt cục, đang lúc mọi người buồn chán vì chờ đợi thì Trịnh Kim Sơn cũng đã đứng phía sau Nạp Lan Trường Sinh một thước. Sau đó, ở trên đài chủ tịch thì Chu Hiệu Trưởng, Vương Hồng cùng tất cả các giáo viên, còn dưới đài thì các vị phụ huynh, các học sinh đều kinh hãi nhìn vào Trịnh Kim Sơn giống như là một tên nô tài nhìn thấy chủ nhân vật. Hắn cúi đầu thật sâu vái Nạp Lan Trường Sinh. Cúi đầu 90 độ. Dầm. Hành động thình lình của Trịnh Kim Sơn đã khiến cho mọi người trong hội trường oanh động. Kim Sơn. Cha. Hai người Lý Kim Hoa cùng Trịnh Phi giống như là bị sợ choáng váng vậy, theo bản năng liền hô to gọi Trịnh Kim Sơn. Không trả lời, Trịnh Kim Sơn vẫn cúi đầu không dám nhìn vào mặt Nạp Lan Trường Sinh, cả người đều không thể khống chế được mà run lên, nói. Xin vương gia cho Kim Sơn một cơ hội. Vương gia. Nghe được xưng hô như thế này thì đa số mọi người đều có cảm giác nằm ở trong mộng. Mẹ nó, thế kỷ 21 rồi, làm sao lại xuất hiện vương gia được? Nạp Lan Trường Sinh quay đầu lại, không đợi Trịnh Kim Sơn trả lời, thì liền nói. Trịnh Kim Sơn, van xin ta cũng vô dụng thôi. Lộp bộp. Trái tim của Trịnh Kim Sơn liền trực tiếp trầm xuống, giống như là đã bị tuyên án tử hình vậy. Mặt xám như cho. Bất quá, dù sao hắn cũng là một người lăn lộn nhiều năm trong xã hội, rất nhanh thì đã hiểu ra cái gì rồi, không đợi Nạp Lan Trường Sinh lên tiếng liền cắn răng ngẩng đầu lên, hắn kiệt lực điều chỉnh tâm tình của mình một phen rồi nhìn quanh bốn phía, giọng nói run rẩy hỏi. Vị nào là Bùi Đông Lai? Bá! Trịnh Kim Sơn vừa nói xong thì tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn về phía Bùi Đông Lai. Giờ khắc này, Cố Mỹ Mỹ cũng tốt, Trịnh Phi cũng tốt, tất cả mọi người trong hội trường đều không có một ai dám dùng ánh mắt châm chọc để nhìn Bùi Đông Lai. Một người cũng không có. Ngay cả Bùi Đông Lai sớm đã biết được không khí của xã hội này, biết được lòng dạ của con người trong xã hội này nhưng mà khi hắn nhìn thấy được biểu tình biến hóa của đám người kia thì trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Bùi Đông Lai không có đứng lên bất quá Trịnh Kim Sơn thông qua ánh mắt của mọi người thì đã thấy được chỗ ngồi của Bùi Đông Lai. Sau đó hắn cũng không nói gì mà là nâng cái bụng phệ dậy rồi chạy về phía Trịnh Phi cùng Lý Kim Hoa. Lý Kim Hoa cùng Trịnh Phi tựa hồ đã bị hành động khác thường của Trịnh Kim Sơn làm cho hù dọa, thẳng cho đến khi thấy được Trịnh Kim Sơn đến trước mặt thì hai người cũng chưa lấy lại được tinh thần, mà vẻ mặt thì đang há mồm trợn mắt. Trịnh Kim Sơn thấy thế thì cố nén cảm giác muốn xúc động lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
còn đứng ngây người đó làm gì, còn không theo ta qua nhận sai. Nhận sai sao? Vẻ mặt của Trịnh Phi mờ mịt. Trong đầu của hắn không nhịn được mà hiện ra hình ảnh lúc nãy, lúc Trịnh Kim Sơn cúi đầu trước Nạp Lan Trường Sinh. Khi đó ở hắn xem ra, cái gọi là nhận sai thì chính là cúi đầu nhận sai với Bùi Đông Lai. Hơn nữa là cúi đầu 90 độ. Điều này làm cho Trịnh Phi choáng váng. Hoàn toàn choáng váng. Linh hồn giống như là bị mất đi, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Trịnh Kim Sơn không ngốc, hắn biết rõ sự tình ngày hôm nay muốn kết thúc như thế nào là do quyết định của Bùi Đông Lai. Dưới tình hình như vậy thì thấy Trịnh Phi dường như không muốn nhận sai đối với Bùi Đông Lai thì lửa giận trong lòng hắn liền bạo phát. Ta đánh chết nhà ngươi, cái đồ vô dụng. Trịnh Kim Sơn nổi giận, quát một tiếng rồi bước lên trực tiếp tát một phát vào mặt Trịnh Phi. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Trịnh Phi thiếu chút nữa ngã xuống, hơn nữa trên mặt hắn còn in đậm dấu tay, khóe miệng cũng dỉ máu. Nguyên bản là Trịnh Phi cho rằng trong lần ra trưởng hội lần này thì Bùi Đông Lai sẽ bị rước nhục nhã vào người, hơn nữa hắn gây chuyện với mẹ mình là Lý Kim Hoa thì trước sau gì hắn cũng bị bảo tiêu của Trịnh gia đánh cho một trận. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai không bị đánh, thế nhưng hắn lại bị Trịnh Kim Sơn cho ăn một cái tát vào mặt. Cha, người đánh con sao? Cảm nhận được sự đau rát trên mặt lại thấy vẻ phẫn nộ của phụ thân mình thì vẻ mặt của Trịnh Phi ngơ ngác, dường như hắn không tin được tất cả chuyện này là sự thật. Lý Kim Hoa tuy rằng thông qua thái độ của Trịnh Kim Sơn đối với Nạp Lan Trường Sinh nên đã đoán được Nạp Lan Trường Sinh không phải là một người bình thường, nhưng mà trong trí nhớ của Lý Kim Hoa cho tới nay thì trong thế giới này nếu không có tiền thì không thể làm được chuyện gì. Dưới tình hình như vậy thì nàng cảm thấy được cho dù là thân phận của Nạp Lan Trường Sinh có thần bí cho đến đâu đi nữa, cho dù có ra mặt dùm cho Bùi Đông Lai thì nàng sẽ dùng tiền để rước đi tai họa, không đáng phải ăn nói khép nép đi nhận sai. Trong lòng có ý nghĩ này rồi nên Lý Kim Hoa vốn định đi lên nói chuyện với Trịnh Kim Sơn, nhưng lại thấy Trịnh Kim Sơn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, lại tát bảo bối của mình một cái thì nàng liền gào thét lên. Trịnh Kim Sơn, ông làm gì đó? Lý Kim Hoa giống xong thì vội chạy đến bên người Trịnh Phi, một bên ôm đầu Trịnh Phi, bộ dáng vô cùng đau lòng. Còn không mau cút đi. Thấy được Lý Kim Hoa ôm Trịnh Phi thì vẻ mặt của Trịnh Kim Sơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm sao mà đi hả? Chẳng lẽ ông muốn đi giải thích với tên hai lúa kia sao? Hắc, Trịnh Kim Sơn, không phải là ông đã thổi phồng rằng từ Trầm Thành cho đến Đông Bắc thì ông là người lợi hại như thế nào sao? So sánh với Trịnh Phi thì Lý Kim Hoa càng thêm không vui khi phải đi giải thích với Bùi Đông Lai, huống chi bởi vì chuyện tình của Bùi Đông Lai mà Trịnh Kim Sơn đã tát Trịnh Phi một cái. Lý Kim Hoa, bà, mẹ nó, câm miệng cho ta. Bên tai vang lên lời nói của Lý Kim Hoa thì Trịnh Kim Sơn thiếu chút nữa vì tức giận mà hộc máu. Quả thật ở Đông Bắc thì hắn cũng được coi như là một nhân vật. Nhưng mà hắn có một vạn lý do để tin tưởng rằng bản thân mình đứng trước mặt Nạp Lan Trường Sinh thì ngay cả con chó thì hắn cũng không hơn. Mà sự thật quả thật như thế, tối hôm qua hắn tung tăng chạy đến tìm Nạp Lan Trường Sinh để làm cẩu, kết quả cuối cùng lại bị đuổi đi. Lý Kim Hoa lại không biết Nạp Lan Trường Sinh là thần thánh phương nào, huống gì nàng cũng bị khơi lên lửa giận, lập tức quát sùm lên. Trịnh Kim Sơn, ta cho ông biết. Nếu ông không sợ xấu hổ thì cứ đi mà giải thích với tên hai lúa kia đi, hai mẹ con chúng ta sẽ không đi. Lúc này đây, Trịnh Kim Sơn không nói cái gì nữa mà là trực tiếp tát một cái vào mặt của Lý Kim Hoa. 3. Thanh âm thanh thúy lại một lần nữa vang lên, lần này thì Trịnh Kim Sơn dùng toàn lực, một cái tát này làm cho Lý Kim Hoa phải hoa mắt choáng váng. Lý Kim Hoa, ta cho bà biết, nếu bà muốn trở lại nông thôn, nếu như bà muốn mặt hướng xuống đất lưng hướng lên thì đừng có đi. Sau khi tát một cái thì Trịnh Kim Sơn vẫn chưa hết giận, bất quá hắn vẫn không có động thủ mà nói rõ ràng cho Lý Kim Hoa biết, hắn Trịnh Kim Sơn không sợ Bùi Đông Lai, người mà hắn sợ là Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Trường Sinh có thể đùa giỡn với hắn giống như đùa giỡn với một con kiến vậy. Sau khi bị tát thì Lý Kim Hoa muốn nhảy dựng lên chửi lại, nhưng ngạc nhiên khi nghe được giọng nói nghiêm túc của Trịnh Kim Sơn thì nàng liền dừng bước. Có lẽ là do câu mặt hướng lên trời, lưng hướng xuống đất của Trịnh Kim Sơn hù dọa, cũng có lẽ là thấy được vẻ mặt ngưng trọng của Trịnh Kim Sơn, Lý Kim Hoa cũng không có tiếp tục càn rỡ mà là cầm lấy cánh tay của Trịnh Phi, yên lặng dẫn theo Trịnh Phi đi tới Bùi Đông Lai để giải thích. Chậm đã! Thấy một màn như vậy thì đột nhiên Nạp Lan Trường Sinh mở miệng ra nói,
giọng nói không lớn nhưng lại giống như một đạo thánh chỉ, Trịnh Kim Sơn nghe thấy thế thì liền dừng bước. Trịnh Kim Sơn, mới vừa rồi bao gồm cả lão bà và nữ nhi của ngươi, còn có thêm vài người muốn khai trừ Bùi Đông Lai, mà ta cũng đã cho bọn họ một cơ hội để giải thích với Bùi Đông Lai, nhưng mà bọn hắn lại đem cơ hội ấy vứt đi. Nạp Lan Trường Sinh không nhanh không chậm nói. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Trường Sinh, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Lý Kim Hoa bị Trịnh Kim Sơn tát vào mặt thì Vương Hồng cảm thấy thế giới này thật điên khùng. Mọi chuyện phát sinh trong hôm nay đã hoàn toàn vượt qua khả năng chịu đựng của nàng rồi. Bịch! Sau đó, hai mắt của nàng liền tối sầm, cả người liền trực tiếp ngã ở trên đài chủ tịch. Nàng trực tiếp bị hù đến mức phải hôn mê. Bị hù không chỉ có mỗi Vương Hồng mà còn có Chu Hiệu Trưởng nữa, trong khi Vương Hồng ngã xuống thì Chu Hiệu Trưởng liền đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp ngã xuống ngay chỗ ngồi của mình. Mặc dù hắn không biết thân phận của Nạp Lan Trường Sinh nhưng ở hắn xem ra, một người có thể khiến cho Trịnh Kim Sơn một nhân vật hô phong hoán vũ ở Trầm Thành lại giống như một con chó Nhật đứng trước mặt hắn, thì chỉ cần động một ngón tay thì có thể bóp chết hắn. Mắt thấy Vương Hồng cùng Chu Hiệu Trưởng lần lượt hôn mê thì Nạp Lan Trường Sinh lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Vân. Nhìn vào ánh mắt của Nạp Lan Trường Sinh, cảm nhận được áp lực vô hình mà Nạp Lan Trường Sinh mang đến thì hơi thở của Trương Vân đột nhiên trở nên dồn dập, mà Cố Mỹ Mỹ ở bên cạnh nàng lại bị sợ tới mức phải há mồm trợn mắt. Hô, hô, khẩn trương, hoảng sợ rất nhiều, Trương Vân liền thở ra hai hơi, nàng hé miệng cố gắng muốn nói cái gì đó. Trong Trầm Thành cùng cả Liêu Ninh này, quan chức từ cấp sảnh trở lên không có người nào họ Cố. Không đợi Trương Vân mở miệng, Nạp Lan Trường Sinh một lần nữa lại nói, giọng nói không lớn nhưng lại giống như một tiếng sét nổ vang bên tai của Trương Vân vậy. Cho nên, ngươi không cần phải nói nam nhân của ngươi có quan chức gì. Lời nói vừa muốn ra khỏi miệng nhưng lại nghe được Nạp Lan Trường Sinh nói như vậy thì Trương Vân trực tiếp đem lời nói nuốt xuống bụng, cả người liền run rẩy. Nàng là người trong quan trường, biết rõ người trong quan trường thì hay thích đem chuyện nói ra một nửa, thậm chí một nửa cũng không có nói, mà là nói quanh co lòng vòng. Lúc này Nạp Lan Trường Sinh chính là như thế. Trương Vân xem ra dường như là Nạp Lan Trường Sinh muốn nói cho nàng biết, chồng của ngươi ngay cả cấp sảnh còn chưa bò lên được thì ngay cả tư cách đấu với ta thì ngươi cũng không có. Nếu là người khác nói thì Trương Vân chưa chắc sẽ tin. Dù sao thì qua năm nay thì chồng sẽ được bước vào hàng ngũ cán bộ cấp phó sảnh. Nhưng mà, lúc này mở miệng lại là Nạp Lan Trường Sinh, người đã dọa cho Trịnh Kim Sơn phải sợ đến vỡ mật. Gần như không có một chút do dự nào, Trương Vân liền kéo lấy cánh tay của Cố Mỹ Mỹ, cố gắng mang Cố Mỹ Mỹ đi theo đám người Trịnh Kim Sơn để đến nhận lỗi với Bùi Đông Lai. Lộp cộc, lộp cộc. Trong hội trường liền im lặng, Trương Vân lôi kéo Cố Mỹ Mỹ, tiếng giày cao gót dẫm vào sàn nhà. Thanh âm vô cùng chói tai. Trong lúc nhất thời, hai người Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ lại giống như con rối, tùy ý để người khác nắm tay kéo đi. Thấy được một màn quỷ dị như thế này thì cả hội trường liền lâm vào im lặng. Quên đi. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, thanh âm không đủ lớn nhưng lại đủ để cho mọi người nghe rõ. Ân. Giọng nói vừa rồi chính là của Nạp Lan Trường Sinh, tất cả mọi người đều nhìn về người vừa mới nói ra âm thanh kia. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy rõ ràng, người nam nhân mà lúc nãy Bùi Đông Lai dìu tay đi vào hội trường, người nam nhân lái chiếc taxi mà lúc nãy bị Vương Hồng khinh bỉ, chậm rãi đứng dậy. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của người nam nhân ấy cũng không có khác gì so với lúc trước, nếu có thì chẳng qua là trên mặt thiếu đi nụ cười phúc hậu mà thôi. Nhưng mà, ở trong mắt mọi người thì sự thay đổi của người này nhân đó đã làm cho bọn họ không dám nhìn thẳng vào mặt mà chỉ có thể đứng ở xa mà ngưỡng mộ. Cút! Thấy được khuôn mặt đầy râu của Bùi Vũ Phu thì Nạp Lan Trường Sinh liền không do dự gì, trước hết là nói với đám người Trịnh Kim Sơn. Một chữ cút mang theo sự vũ nhục rơi vào trong tai của Trương Vân và Trịnh Kim Sơn thì lại giống như một khúc tiên nhạc bình thường. Cơ hồ cùng một lúc. Trịnh Kim Sơn mang theo hai người Lý Kim Hoa và Trịnh Phi, còn Trương Vân thì kéo theo Cố Mỹ Mỹ không người, giống như là chó nhà có tang trốn đi ra cửa sau của hội trường. Ngươi đứng ở cửa trường học chờ ta. Thấy một màn như vậy thì Bùi Vũ Phu lại mở miệng nói. Tốt. Trước tiên Nạp Lan Trường Sinh liền nói ra một câu trả lời thuyết phục, thái độ so với Trịnh Kim Sơn lúc nãy quả thật là như hai người khác nhau. Mắt thấy Nạp Lan Trường Sinh mang theo A Cửu rời đi thì Bùi Vũ Phu liền chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh giống như trước.
toàn trường liền trở nên yên tĩnh. Tục ngữ nói, hoa tươi cần lá xanh phối xứng, bất kể chuyện gì nếu đem so sánh đều có thể nhận ra sự chênh lệch rõ ràng. Đối với hiệu trưởng trường Trầm Thành Nhất Trung và trưởng ban chủ nhiệm Vương Hồng mà nói, cả Lý Kim Hoa lẫn Trương Vân đều là Bồ Tát sống, không thể đắc tội, ngược lại còn phải nịnh bợ thật tốt. Cũng chính vì điều này, chủ hiệu trưởng mới phải nói lời khai trừ Bùi Đông Lai. Có thể nói, trong khoảnh khắc này, Lý Kim Hoa và Trương Vân đã đem hai chữ tinh túy nhất của thời đại này là tiền và quyền phô ra sâu sắc. Chỉ là, sau khi Nạp Lan Trường Sinh xuất hiện, tiền tài quyền thế mà họ vẫn lấy làm tự hào lại không đáng một đồng. Họ giống như du khách đang đứng trên cầu đá ngắm cảnh, mà Nạp Lan Trường Sinh lai như người đứng trên cổng thành cao vợi dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống. Thần bí, ngưu bài. Đó là nhìn nhận của mọi người đối với Nạp Lan Trường Sinh. Mà hiện giờ, Nạp Lan Trường Sinh ngưu bài không ai bị nổi lại ngoan ngoãn như hài tử, lặng lẽ mang A Cửu rời đi bởi vì Bùi Vũ Phu đã mở miệng. Trong phút chốc, hình tượng cha con Bùi Vũ Phu trong lòng mọi người nháy mắt đề cao gấp bội. Lúc này, không ai dám cho rằng bọn họ là nông dân từ trong núi đi ra, cũng không ai dám nghĩ tên quẻ kia là một tài xế taxi bình thường. Các ngươi nói xem người kêu Vương gia kia là ai? Không biết, bất quá khẳng định đó là một nhân vật vô cùng ngưu bức. Nói nhảm, không ngưu bức sao có thể khiến Trịnh Kim Sơn trở nên như vậy? Ta cảm thấy so với tên vừa đến kia, cha của Bùi Đông Lai còn ngưu bức hơn a. Nhìn những người xung quanh từng cười nhạo mình, giờ lại nhìn mình bằng ánh mắt kính sợ, nghị luận sôi nổi, Bùi Đông Lai không nhịn được nói. Qua tử, người thật ngưu a. Bọn chúng cậy chó gần nhà, gà gần chuồng, ta chỉ phô trương thanh thế thôi. Qua tử thấp giọng cười nói. Nhìn thấy nụ cười ngây ngốc trên khuôn mặt kia, lòng hiếu kỳ của Bùi Đông Lai lại bị khơi lên, trong lòng như bị mèo cào, vô cùng ngứa ngáy. Bất quá hắn biết, lúc này không phải lúc hỏi Bùi Vũ Phu về mọi chuyện, vì thế không nói thêm gì nữa. Người chủ trì trên bục cùng với những thầy chủ nhiệm khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ đang hỏi đối phương, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một lát sau, cơ hồ tất cả ánh mắt ban chủ nhiệm đều tập trung lên người giáo vụ chủ nhiệm, giống như đang nói, ngươi là chủ nhiệm, ngươi nói đi. Nghe các học sinh đang sôi nổi bàn luận, lại thấy ánh mắt cầu cứu của các giáo viên khác, giáo vụ chủ nhiệm không khỏi nhức đầu, nhưng cũng biết điều nếu làm không tốt, chức chủ nhiệm này không cần làm nữa rồi. Trước mắt chủ hiệu trưởng cùng Vương Hồng đều hôn mê bất tỉnh, cần phải xử lý nhanh một chút. Hiểu được điều này, giáo vụ chủ nhiệm hít sâu hai cái, nói. Các vị phụ huynh, các học sinh, thật xin lỗi, bởi vì có biến cố bất ngờ, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, xin mọi người trật tự ra về cho. Vừa nói xong, giáo vụ chủ nhiệm lại vội vàng phân phó các thầy cô chủ nhiệm khác đem Vương Hồng và Chu hiệu trưởng đến phòng y tế kiểm tra. Nhất thời, phòng học trở nên hỗn loạn, các giáo viên ba chân bốn cẳng nâng Vương Hồng cùng Chu hiệu trưởng lên rồi đưa đi. Học sinh cùng các phụ huynh cũng nhộn nhịp đứng dậy, chen chúc nhau đi ra ngoài cửa lớn. Nhưng mà, khi bọn họ rời đi thì ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh hai cha con Bùi Vũ Phu. Nhìn bóng lưng của Bùi Vũ Phu hơi còng bước đi tập tễnh, rất nhiều người có cảm giác như mộng như ảo. Cho đến lúc này, bọn họ tựa hồ vẫn không tin Bùi Vũ Phu ăn mặc như nông dân kia lại ngưu bức như thế. Cha con Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu vì ngồi mãi hàng ghế cuối cùng, nên lại ra đầu tiên. Ngoài hội trường, học sinh cùng phụ huynh phía sau tựa hồ kính sợ Bùi Vũ Phu. Dù thấy hai cha con họ đi rất chậm, nhưng cũng không dám vượt lên, mà thành thành thật thật đi theo sát ở phía sau. Chân cha ta có vấn đề, không đi nhanh được, các người đi trước đi. Bùi Đông Lai dừng bước, giúp Bùi Vũ Phu dựa vào tường, khuôn mặt của Bùi Vũ Phu lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, không khinh miệt, không ra vẻ, cũng không kiêu ngạo, thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hành động của Bùi Vũ Phu khiến sự sợ hãi trong nội tâm mỗi người tan biến không còn nữa. Trong ánh mắt toát ra sự vui mừng, thả lỏng. Cảm ơn. Phía sau hai người, phụ huynh một gã nam sinh vội vã mở miệng cảm ơn, mà tên kia cũng cúi đầu, không dám nhìn Bùi Đông Lai. Hắn là một trong những chân chó của Trịnh Phi, trước kia không ít lần hùa cùng Trịnh Phi châm chọc Bùi Đông Lai, giờ Bùi Đông Lai biến hóa kinh người, chẳng những ngược đãi Trịnh Phi ở sân bóng rổ như chó chết, cha Bùi Đông Lai lại khiến Trịnh Kim Sơn suy sụp, hắn làm sao còn dám vô lễ với Bùi Đông Lai nữa. Sau khi cha con Bùi Vũ Phu tránh ra, con đường ra cửa chính vốn đang bế tắc lại thông thoáng hơn rất nhiều,
các học sinh cùng phụ huynh liền rời đi nhanh hơn. Trên đường đi ra, Tào Băng cùng vài tên đồng đội trong đội bóng rổ sôi nổi nói chuyện với Bùi Đông Lai, mà Bùi Vũ Phu cũng nhiệt tình tiếp đón, cũng không có ra vẻ khách khí, khiến cho Bùi Đông Lai rất cao hứng. Tần Đông Tuyết lại không chào hỏi, nàng chỉ mỉm cười nhìn Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu một cái. Không biết qua bao lâu, toàn bộ học sinh cùng phụ huynh đã rời đi hết, Bùi Đông Lai lại tiếp tục đỡ Bùi Vũ Phu ly khai. Qua tử, đừng giả bộ, nhanh chóng lên. Mắt thấy chung quanh không có ai, Bùi Đông Lai không nhịn được cười trách, ý tứ rất rõ ràng, muốn Bùi Vũ Phu giải thích cho hắn. Qua tử cười cười, lại không lập tức mở miệng, chỉ nắm lấy hai tay Bùi Đông Lai, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên đó. Trong lòng Bùi Đông Lai thấy ấm áp, cố ý cười trách. Ngốc tử, ta đâu có yếu ớt như vậy, nói đi, người gọi là vương gia kia rút cuộc là thần thánh phương nào. Còn nữa, người có quan hệ gì với hắn a? Vì sao có vẻ như ngươi nói gì thì hắn đều nghe thế vậy? Hắn là Nạp Lan Trường Sinh. Bùi Vũ Phu vẫn giữ bộ mặt phúc hậu tươi cười trăm năm không thay đổi. Gì? Bùi Đông Lai cả kinh dừng bước. Hắn chính là Nạp Lan Vương gia trong truyền thuyết. Ngươi biết hắn sao? Lúc này Bùi Vũ Phu lại có chút ngạc nhiên. Ta kháo, người Đông Bắc làm gì có ai lại không biết hắn chứ? Bùi Đông Lai tức giận nói một câu, hắn nghe người ta nói không ít. Năm đó vượt qua tổng lý mãnh nhân Quy Tứ gia, trên thực tế là một gã dưới tay Nạp Lan Trường Sinh. Kỳ thật ta với hắn không có quan hệ gì, sở dĩ hắn chủ động giúp ta vì hắn có việc cần ta nói đỡ. Bùi Vũ Phu vẫn ngây ngô cười như cũ, bất quá trong mắt thoáng hiện một đạo quang mang kỳ dị. Người ta nghiêu bức như vậy thì tại sao cần phải nhờ ngươi nữa? Vẻ mặt Bùi Đông Lai hiện lên sự khiếp sợ, bất quá hắn đối với Bùi Vũ Phu luôn tín nhiệm, không hoài nghi gì. Còn nhớ Miêu lão gia hôm qua xem bệnh cho ngươi không? Bùi Vũ Phu cười nói. Bùi Đông Lai gật gật đầu, mơ hồ đoán được cái gì. Chả lẽ Nạp Lan Trường Sinh vì Miêu lão nên mới giúp chúng ta? Do hắn có việc cầu Miêu lão gia. Bùi Vũ Phu hiếm khi sửa lời nói của Bùi Đông Lai. Phụ thân của Nạp Lan Trường Sinh bị bệnh rất nặng, tất cả các bệnh viện lớn đều trị không hết, vì thế mới tìm tới Miêu lão. Mà Miêu lão vì chút chuyện năm xưa nên có thành kiến với phu thân Nạp Lan Trường Sinh, không muốn giúp đỡ, sau đó. Nạp Lan Trường Sinh thấy ta cùng Miêu lão có quan hệ không tồi, nên muốn thông qua ta để tiếp cận với Miêu lão gia tử. Như thế sao? Biết được ngóc ngách sự tình, Bùi Đông Lai cảm thán nói. Xem ra nhân vật trong truyền thuyết này cũng có lúc vô lực a. Nạp Lan Trường Sinh thấy quan hệ của ngươi với Miêu lão gia không bình thường. Nhưng hắn lại không biết rằng đó chỉ là do năm xưa ngươi giúp Miêu lão gia một chút mà thôi. Ân, hắn so với ta còn ngốc hơn. Bùi Vũ Phu rất vui vẻ. Không được. Thấy Bùi Vũ Phu cười không ngừng, Bùi Đông Lai nhớ ra cái gì đó, lo lắng nói. Qua tử, Nạp Lan Trường Sinh đã giúp chúng ta, nếu không thể thông qua ngươi tiếp cận được Miêu lão, hắn có thể tìm chúng ta tính sổ hay không đây? Là hắn chủ động giúp, không phải ta nhờ hắn. Bùi Vũ Phu không mảy may để ý đến. Ngươi thật ngốc, điều này có khác nhau sao? Bùi Đông Lai cố ý làm ra vẻ nghiêm trọng, vẻ mặt đanh lại, giáo huấn, thôi thì cái nhân tình này cũng như rượu lâu năm, một khi dùng sẽ không còn đáng giá. Ngươi cũng nên giải quyết nó đi, thuận tay giúp Nạp Lan Trường Sinh một lần. Làm tốt một chút cũng có thể tạo chút quan hệ với Nạp Lan Trường Sinh. Bùi Vũ Phu làm bộ như suy nghĩ gì đó, ánh mắt gắt gao đánh giá Bùi Đông Lai. Không phải tạo quan hệ, mà là giải quyết toàn bộ phiền toái trước mắt. Nói tới đây, Bùi Đông Lai nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc, nhất thời hùng tâm vạn trượng, nói. Còn nữa, nhờ cậy vào người quyền thế, người yên tâm, chúng ta sẽ không nhờ cậy bám víu vào bất cứ kẻ nào. Nói xong, trên mặt Bùi Đông Lai lộ ra sự tự tin chưa từng có. Thấy được dã tâm cùng sự tự tin của Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Nếu như nói, Bùi Đông Lai ở trên trận bóng rổ lấy lại uy phong thì ngược lại uy phong của Trịnh Phi bị một cước của hắn bay xa tít tắp. Khiến cho hắn một lần nữa lại trở thành tiêu điểm của trường Trầm Thành. Cứ như thế, lại thêm sự kiện ở gia trưởng hội khiến cho hắn đứng đầu ngọn sóng. Lúc Bùi Đông Lai dìu Bùi Vũ Phu vào dưới lầu thì chính là lúc nghỉ ngơi giữa giờ học. Hai phụ tử bọn hắn vừa mới hiện thân liền khiến cho sân trường náo động. Bên hành lang giáo học lâu mọi người mặt đỏ tía tai như gà trọi,
thần tình hưng phấn nhìn hai phụ tử bọn hắn chỉ trỏ, nghị luận không ngừng. Đối với những lời bàn tán của bọn họ, vô luận là Bùi Đông Lai hay Bùi Vũ Phu tựa hồ đều không để ý. Dưới tiếng nghị luận không ngừng, Bùi Đông Lai kéo Bùi Vũ Phu đi dọc theo sân trường tới cửa trường học. Cửa trường học. Nạp Lan Trường Sinh mang theo hai người Nạp Lan Ngũ Khải cùng A Cửu đứng trước xe Lincoln biểu hiện cho sự quý phái. Làm cho bảo vệ trường trông thấy phải khiếp sợ. Thấy cha con Bùi Vũ Phu cùng Bùi Đông Lai tiến đến, Nạp Lan Trường Sinh không nói hai lời, trực tiếp mang theo hai người Nạp Lan Ngũ Khải cùng A Cửu tiến lên nghênh đón. Người trở về học đi. Bùi Vũ Phu thấy ba người tiến đến thì liền dừng bước, quay lại nói với Bùi Đông Lai một tiếng. Thông minh một chút, đừng làm chuyện gì quá đáng. Bùi Đông Lai gật gật đầu, bất quá cũng dặn dò một câu. Bùi Vũ Phu ngây ngô cười một chút, nhìn theo bóng Bùi Đông Lai rời đi. Vũ Phu. Nạp Lan Trường Sinh đi tới, ánh mắt nhìn về phía Bùi Vũ Phu cực kỳ phức tạp. Ngữ khí mơ hồ có chút kích động. Đi ra ngoài rồi nói sau. Bùi Vũ Phu hời hợt nói. Sau đó không đợi Nạp Lan Trường Sinh hồi phục, liền đi trước, không hề giống kẻ tập tễnh trước đó trong sân trường. Thấy thế, đồng tử của hai người Nạp Lan Trường Sinh cùng A Cửu tức thì co rút lại. Trong mắt hiện lên một đạo dị quang. Rất nhanh, Bùi Vũ Phu mang theo Nạp Lan Trường Sinh ra khỏi trường học. Vũ Phu, chúng ta lên xe trước, tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Nạp Lan Trường Sinh tự mình mở cửa xe Lincoln cho Bùi Vũ Phu, khách khí nói. Bùi Vũ Phu chỉ lắc đầu, chỉ cái xe taxi đối diện nói. Xe ta còn đang ở đó, lát nữa ta còn có chuyện cần phải làm. Nhìn theo phương hướng ngón tay Bùi Vũ Phu, chứng kiến chiếc xe cũ nát kia. A Cửu đi theo Nạp Lan Trường Sinh không lâu, bộ mặt trở nên phấn khích. Hắn thực sự không thể hiểu được, một người có quyền thế như Nạp Lan Trường Sinh ở trước mặt Bùi Vũ Phu lại ăn nói khép nép như vậy. Người như thế tại sao lại là một tài xế taxi? Không riêng gì A Cửu, huynh đệ Nạp Lan Trường Sinh cùng Nạp Lan Ngũ Khải cũng không hiểu. Chỉ cần Bùi Vũ Phu nguyện ý, cho dù khó khăn cũng không cần đi làm tài xế taxi A. Bùi Vũ Phu, tuy rằng ta không biết tại sao ngươi lại lựa chọn như vậy. Bất quá, nếu như ngươi không chê, Nạp Lan ra bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Nạp Lan Trường Sinh trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, cúi thấp người nói. Nghe được hai chữ không chê, A Cửu thông qua thái độ của Nạp Lan Trường Sinh đối với Bùi Vũ Phu liền đoán được Bùi Vũ Phu tương đương là một ngưu bài. Cũng không nhịn nổi có chút ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, xem ra, nhìn qua cả Đông Bắc này, thậm chí cả nước, dám nói không chê Nạp Lan ra quả thực không tìm ra mấy người. Miêu thúc bên kia đã đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm quay về Đại Liên đi. Bùi Vũ Phu hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngữ khí bình tĩnh nói. Lộc bộp, Miêu lão gia có đi Đại Liên hay không có quan hệ với an nguy của Nạp Lan lão gia, càng quan hệ tới hướng đi sau này của Nạp Lan gia tộc. Dưới tình hình này, ngay cả người có trái tim kiên cường như Nạp Lan Trường Sinh trong lòng cũng không tránh khỏi có chút kích động. Cảm ơn. Nạp Lan Trường Sinh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, chậm rãi phun ra hai chữ cảm ơn. Hai tiếng cảm ơn vang lên bên tai nhưng biểu tình trên mặt Bùi Vũ Phu không có chút thay đổi. Hắn im lặng tiến về chiếc xe taxi cũ nát kia. Vũ Phu. Nạp Lan Trường Sinh thấy thể hô lớn. Bùi Vũ Phu dừng bước nhưng không có quay đầu lại. Ngươi có còn nhớ rõ ước định năm đó của chúng ta không? Nạp Lan Trường Sinh nói. Bùi Vũ Phu quay đầu lại. Ước định gì? Hôn ước của đám trẻ. Nạp Lan Trường Sinh nói. Năm đó ngươi với ta đã từng nói. Nếu như tương lai con chúng ta nếu như là con trai cùng con gái thì nhất định sẽ cho chúng nó lấy nhau. Nghe Nạp Lan Trường Sinh nói thế, Bùi Vũ Phu cũng không nhịn được nhớ tới ước định ngày xưa. Đích xác là có chuyện đó. Trầm ngâm một lát, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt bình tĩnh nhìn Nạp Lan Trường Sinh nói. Nạp Lan Trường Sinh, ngươi xác định còn muốn thực hiện ước định năm đó. Nạp Lan Trường Sinh biến sắc, vẻ mặt áy náy nói. Vũ Phu, năm đó ta quả thực là có lỗi với ngươi. Ngày hôm qua sau khi ta biết được ngươi xuất hiện, ta rất muốn bù đắp lại sai lầm năm đó. Bất quá ta cũng biết, đối với ngươi mà nói, ta bù đắp cho ngươi không có gì là lạ. Chuyện này, chờ sau khi Đông Lai thi tốt nghiệp nói sau. Ta hỏi thử ý kiến của nó xem sao. Bùi Vũ Phu trầm mặc một lát, thản nhiên nói. Tốt. Nạp Lan Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi nói.
Minh Châu hiện tại đang học đại học ở Yến Kinh, đến lúc đó ta nhất định sẽ mang nó đến nhà ngươi. Bùi Vũ Phu không nói gì, xoay người nhanh chóng rời khỏi. Phía sau, ba người Nạp Lan Trường Sinh chăm chú nhìn Bùi Vũ Phu vào chiếc xe taxi cũ nát kia, khởi động ô tô, càng lúc đi càng xa. Thu hồi ánh mắt, Nạp Lan Ngũ Khải trầm ngâm nói. Nhị ca, ngươi làm như vậy có chút hơi quá. Tiểu Ngũ, ý tứ của ngươi ta hiểu. Bằng vào thân phận và địa vị hiện giờ của chúng ta hoàn toàn không phải đi nịnh bợ bọn hắn. Nhưng, ngươi có dám chắc hắn sẽ không quật khởi sao? Nạp Lan Trường Sinh thở dài một tiếng, nói. Huống chi, Nạp Lan gia chúng ta có được địa vị tại Đông Bắc ngày nay là do một tay Bùi Vũ Phu tạo nên. Mà một thân bổn sự của ta cũng là do phụ thân của Bùi Vũ Phu dạy dỗ. Bùi Vũ Phu xuất hiện, chẳng những không tính toán chuyện năm đó mà còn làm cho Miêu lão gia ra mặt chữ bệnh giúp cha. Nói tới đây Nạp Lan Trường Sinh dừng lại một chút, vẻ mặt áy náy nói. Tiểu Ngũ, chúng ta phải học chữ cảm ơn. Cảm ơn. Nghe được hai chữ này, Nạp Lan Ngũ Khải trầm mặc không nói, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Lời nói của Nạp Lan Trường Sinh tự nhiên là Bùi Vũ Phu không có nghe được. Trên xe taxi, Bùi Vũ Phu đốt một điếu thuốc rẻ tiền, khói vườn quanh khuôn mặt hắn. Hắn hít vào một hơi, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi Bùi Vũ Phu hút hết điếu thuốc thứ 5, hắn chạy ô tô tới khu dân nghèo. Ở lối vào khu dân nghèo có một đám người vây quanh bức tường dán thông báo, thần tình phẫn nộ mắng mỏ, tâm trạng bực tức. Bùi Vũ Phu thấy thế thì liền dừng lại rồi bước xuống xe. Chứng kiến thông báo thứ nhất trên vách tường chính là phá bỏ và yêu cầu mọi người rời đi nơi khác. Căn cứ vào tốc độ phát triển cùng quy hoạch của Trầm Thành. Khu dân nghèo thuộc phạm vi cần phải giải phóng, phá bỏ và di rời đi nơi khác. Việc này đã bắt đầu tiến hành từ 2 tháng trước rồi, nhưng phần lớn người ở trong khu dân nghèo vì bồi thường quá thấp nên song phương không đạt tới thỏa thuận chung, lâm vào giằng co cho tới bây giờ. Xem ra, phải đi thật rồi. Bùi Vũ Phu thầm nghĩ trong lòng một câu, đóng cửa chạy ô tô tới chỗ ở của mình. Khi hắn đến tiểu viện đã cũ nát thì đã thấy Miêu lão gia cùng nam nhân họ Bàng kia đã đợi từ lâu. Vũ Phu, gia trưởng hội đã xong rồi sao? Nhìn thấy Bùi Vũ Phu, Miêu lão gia vẻ mặt mỉm cười hỏi han. Bùi Vũ Phu gật gật đầu nói. Dạ, Miêu thúc, xong rồi. Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Được. Miêu lão gia tối hôm qua cùng Bùi Vũ Phu nói chuyện phiếm, biết được gia gia của Bùi Đông Lai được an táng tại Hắc Long Giang. Hắn và Bùi Vũ Phu hẹn nhau hôm nay chờ Bùi Vũ Phu tham gia gia trưởng hội về cùng nhau đi Hắc Long Giang. Đi vấn an ông nội Bùi Đông Lai. Vũ Phu, vì cái gì mà ngươi lựa chọn như bây giờ? Xe taxi một lần nữa chạy, Miêu lão gia sau khi đánh giá khu dân nghèo không nhịn được hỏi. Hiển nhiên cách nhìn của hắn và Nạp Lan Trường Sinh giống nhau. Chỉ cần Bùi Vũ Phu nguyện ý, Bùi Vũ Phu cùng Bùi Đông Lai hoàn toàn không cần phải sống trong nghèo khổ như thế. Miêu thúc, ta làm như vật tất có nguyên do của nó. Bùi Đông Lai cũng minh bạch Miêu lão muốn ám chỉ điều gì, hắn cười ảm đạm nói. Kỳ thật, như vậy cũng không tồi. Miêu lão ra mơ hồ đoán được cái gì đó, trầm mặc không nói. Sau khi Bùi Đông Lai trở lại phòng học thì ngoại trừ Tần Đông Tuyết và đám người Tào Băng ra thì những tên học sinh khác trong lớp đều dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn hắn, thậm chí một ít giáo viên cũng dùng ánh mắt cổ quái để đánh giá hắn. Ánh mắt kia giống như đang hỏi, một tên xuất thân bần cùng như Bùi Đông Lai sao tự dưng lại biến thành một tên phú nhị đại, hơn nữa lại còn nghiêu bài hơn phú nhị đại nữa. Đối với thái độ của mọi người thì Bùi Đông Lai biết rõ nguyên nhân là do Nạp Lan Trường Sinh ra mặt giúp mình. Đối với lần này thì vẻ mặt hắn cũng tỏ ra bình tĩnh, cùng giống như ngày hôm qua, hắn vẫn chuyên chú nghe giảng bài, rồi ghi chép. Giác chi! Bỗng nhiên, ngay tại lúc mọi người đang nghe giảng bài thì đột nhiên cánh cửa phòng học bị đẩy ra, một người nam nhân đầu hói, bụng phệ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hiệu trưởng! Thấy được người cầm quyền rất ít khi xuất hiện ở trong Trầm Thành nhất trung này thì toàn bộ mọi người đều sửng sốt. Sau đó... Dường như bọn hắn đã đoán ra được cái gì rồi, theo bản năng liền nhìn về phía Bùi Đông Lai. Giống như là chứng minh suy đoán của bọn hắn là đúng, sau khi đẩy cửa ra thì hiện trưởng liền liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái rồi quay đầu lại nói với lão sư đang đứng ở trên bảng. Trương lão sư, thật là xin lỗi vì đã quấy rầy. Nguyên bản ở trong Trầm Thành nhất trung này thì đối với một người hiệu trưởng như hắn mà nói thì không cần phải khách khí như thế,
bất quá hắn lại không muốn tỏ ra bộ dạng lãnh đạo trước mặt của Bùi Đông Lai. Bởi vì, hắn sợ. Sợ làm cho Bùi Đông Lai phản cảm. Nghe được hiệu trưởng nói như thế thì lão sư họ Trương cũng biết được hiệu trưởng khách khí với mình hoàn toàn là bởi vì Bùi Đông Lai, bất quá nàng cũng có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh vì vậy liền bước lên phía trước, mặc dù là biết rõ rồi nhưng vẫn cố ý hỏi. Hiệu trưởng, ngài đến đây có chuyện gì không? Ta đến đây để tìm Bùi Đông Lai có chút việc. Hiệu trưởng nói xong liền nhìn về phía Bùi Đông Lai, rồi hỏi. Bùi Đông Lai đồng học, nếu như cảm thấy không tiện thì đợi sau khi tan học rồi ta sẽ đến tìm ngươi. Bùi Đông Lai cũng hiểu rõ mục đích đến đây tìm mình của hiệu trưởng cho nên hắn liền trực tiếp đứng dậy nói. Hiệu trưởng, không có gì đáng ngại cả. Nói xong thì Bùi Đông Lai liền buông cây bút trong tay rồi, đứng dậy hướng phía hiệu trưởng đi tới. Hiệu trưởng âm thầm thở nhẹ ra một hơi, sau đó cười nói xin lỗi với Trương lão sư rồi đi ra ngoài. Bùi Đông Lai đồng học, chúng ta đến phòng làm việc của ta rồi nói tiếp. Mắt thấy Bùi Đông Lai đi ra khỏi phòng học, sau đó hiệu trưởng bước lên đóng cửa phòng lại rồi một lần nữa hỏi ý kiến của Bùi Đông Lai. Hiệu trưởng, ta biết ngài đến tìm ta là bởi vì chuyện tình của gia trưởng hội vừa rồi. Bùi Đông Lai hỏi một đằng trả một nẻo. Giọng nói cũng không có chút tỏ ra vẻ ta đây mà ngược lại tỏ ra vô cùng khách khí. Thân là hiệu trưởng của Trầm Thành Nhất Trung cho nên địa vị của Ngô Chí Quốc ở ngoài xã hội cũng không thấp, mạng lưới quan hệ rất lớn, chuyện tình cần phải xả giao không ít, bình thường thì hắn rất ít khi ở trường học, mọi công việc trong trường đều do mấy phó hiệu trưởng xử lý rồi sau đó báo cáo cho hắn. Vào lúc ra trường hội diễn ra thì hắn đang ở Bộ Giáo dục cùng với các lãnh đạo bàn bạc công chuyện. Cuối cùng lại nhận được một cuộc điện thoại của một giáo viên trong trường. Nói chung là nếu có chuyện gì gấp thì trước tiên là phải báo cho phó hiệu trưởng rồi sau đó phó hiệu trưởng mới báo lại cho hiệu trưởng. Đối với lần này thì Ngô Chí Quốc có chút nghi hoặc, hơn nữa là còn bất mãn vì vị giáo viên ấy không hiểu quy củ. Nhưng mà, khi hắn nghe xong giáo viên kia nói thì hắn sợ tới mức thiếu chút nữa mà ngất đi. Lúc ấy, trong Bộ Giáo dục cũng có một vài vị lãnh đạo có quen biết với Ngô Chí Quốc, thấy sắc mặt của hắn khó coi thì liền hỏi nguyên nhân, sau khi biết được chân tướng sự tình thì cũng sợ tới mức không nhẹ, đồng thời còn nói. Ngô hiệu trưởng, ta mặc kệ ông dùng biện pháp gì, nhất định phải xử lý chuyện này cho tốt. Đối với mệnh lệnh của lãnh đạo thì thân là hiệu trưởng của Trầm Thành Nhất Trung thì Ngô Chí Quốc cũng không dám chậm trễ, trước hết hắn liền rời đi khỏi Bộ Giáo dục. Ngay sau khi bước ra khỏi Bộ Giáo dục thì Ngô Chí Quốc cũng không trực tiếp đi tìm Nạp Lan Trường Sinh. Bởi vì hắn biết thân phận của mình kém Nạp Lan Trường Sinh hơn cả vạn dặm, căn bản là không có tư cách để đi gặp mặt Nạp Lan Trường Sinh để nói chuyện này. Hiểu được điều này, trước tiên thì Ngô Chí Quốc trở về trường học để hỏi rõ sự tình. Hắn nghe được mọi người báo cáo, ở hắn xem ra chuyện này là do Bùi Đông Lai dựng lên, quan trọng nhất chính là thái độ của Bùi Đông Lai. Chỉ cần Bùi Đông Lai không có ý định làm quá thì về phía của Nạp Lan Trường Sinh cũng dễ ăn nói. Lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói toạt móng heo thì Ngô Chí Quốc xấu hổ gật đầu, nói. Thực xin lỗi Đông Lai, lúc ấy ta có việc bận nên rời khỏi đây, nếu lúc ấy có ta ở đó thì ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng làm ra hành động càn quấy như thế. Hiệu trưởng, kỳ thật trong chuyện này thì ta cũng có chỗ không đúng. Mặc dù Bùi Đông Lai biết những lời nói của Ngô Chí Quốc chỉ là lời khách khí nhưng mà hắn cũng để cho Ngô Chí Quốc khó chịu. Ân, thật sự là Ngô Chí Quốc không ngờ rằng Bùi Đông Lai sẽ khách khí đến như thế, nhất thời thì có chút sửng sốt. Bất quá hiệu trưởng à, Vương Hồng bởi vì đã nhận được chỗ tốt của phụ thân Trịnh Phi cho nên ở trước mặt mọi người đã vũ nhục cha của ta, quả thực là làm sỉ nhục chức nghiệp của một người giáo viên. Bùi Đông Lai không để cho Ngô Chí Quốc khó chịu cũng không có nghĩa là hắn không có ý định lợi dụng cơ hội cáo mượn oai hùng để giáo huấn Vương Hồng một phen. Dù sao thì Vương Hồng đã vũ nhục Bùi Vũ Phu, chẳng khác nào là đụng vào nghịch lân của hắn. Đông Lai, người nói không sai, hành vi của Vương Hồng quả thật là đã làm mất đi hình tượng giáo viên. Việc này thì ta cùng với lãnh đạo trường học đã trao đổi ý kiến rồi, nhất trí quyết định khai trừ Vương Hồng ra khỏi trường học. Ngô Chí Quốc vội vàng trả lời một câu, sau đó tựa hồ như vậy sẽ không đủ làm Bùi Đông Lai nguôi giận cho nên liền bổ sung. Mặt khác, Chu hiệu trưởng không rõ trắng đen nên đã quyết định khai trừ ngươi thì ta cũng đã hướng xin ý kiến của các lãnh đạo ở Bộ Giáo dục, những lấy đạo ấy sẽ cấp cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Cảm ơn hiệu trưởng. Bùi Đông Lai mỉm cười rồi nói cảm ơn.
Đông Lai, không cần phải khách khí, đây là việc mà ta phải làm. Đối mặt với lời cảm ơn của Bùi Đông Lai thì Ngô Chí Quốc liền ngẩn ra, sau đó cười nói trả lời một câu. Hiển nhiên là hắn biết rằng, tạm thời không đề cập tới chồng của Vương Hồng chỉ nói riêng Trịnh Kim Sơn và Trương Vân bởi vì chuyện ra trưởng hội lần này thì sẽ gặp trừng phạt, trường học bên này cũng xem như phải cho Bùi Đông Lai một cái công đạo. Hắn cũng không biết rằng Bùi Đông Lai nói cảm ơn là bởi vì trong vòng một năm qua, hắn luôn ôm hy vọng đối với Bùi Đông Lai, Thủy Chung vẫn quan tâm đến chuyện tình học tập của Bùi Đông Lai. Ngay sau khi Bùi Đông Lai cùng Ngô Chí Quốc kết thúc cuộc nói chuyện thì tiếng chuông vang học liền vang lên, các học sinh sôi nổi từ trong phòng học đi ra. Ngô hiệu trưởng, ngài đi mau lên. Bùi Đông Lai thấy thế liền khách khí nói. Đối với Ngô Chí Quốc mà nói thì bản thân hắn là một hiệu trưởng mà lại hạ mình nói chuyện cùng với một gã học sinh, nếu bị các học sinh khác cùng các giáo viên khác thấy được thì cũng có chút ảnh hưởng đến hắn. Đối với lần này, nghe được Bùi Đông Lai nói ra thì trong lòng hắn âm thầm cảm thán Bùi Đông Lai biết được thế thái nhân tình, sau đó cười cười rồi vỗ vỗ bả vai của Bùi Đông Lai rồi rời đi. Thấy được Ngô Chí Quốc thân thiết vỗ vào vai của Bùi Đông Lai thì mấy tên học sinh trong lớp 12 phần 1 đi ra cũng không cảm thấy có gì là kinh ngạc cả. Đồng thời thì bọn hắn cũng không có bước lên chào hỏi Bùi Đông Lai. Đối với bọn hắn mà nói thì một năm trước thì Bùi Đông Lai là một nhân vật phong vân trong Trầm Thành nhất trung này, lúc ấy thì bọn chúng vô cùng ngưỡng mộ Bùi Đông Lai, sau này bởi vì phát sinh biến cố cho nên thành tích của Bùi Đông Lai liền bị trượt dốc xuống, trở thành cho cười cho cả thiên hạ. Bọn hắn thấy vậy thì cảm thấy vui sướng khi người khác gặp nạn. Hôm nay thân phận của Bùi Đông Lai lại trở nên thần bí hơn nữa, lại vô cùng nghiêu bức, cho nên bọn chúng cũng không có mặt mũi nào mà đi tới nói chuyện với Bùi Đông Lai. Đông Lai, hiệu trưởng tìm người làm gì thế? Chắc hẳn không phải là muốn khai trừ ngươi ra khỏi trường học sao? Cũng bất đồng so với đám người kia, sau khi Tào Băng ra khỏi phòng học thì vẻ mặt liền quan tâm hỏi Bùi Đông Lai. Tào Băng, thật sự là người biết một mà không biết hai, Trịnh Phi cùng với ông già của hắn đều bị Đông Lai dập cho lên bờ xuống ruộng, làm sao hiệu trưởng lại dám khai trừ hắn được? Một gã bạn học khác ở cùng phòng với Bùi Đông Lai nói. Đúng vậy à, theo ta thấy thì hiệu trưởng đến đây tìm Đông Lai thì hơn phân nữa là muốn làm thế nào để kết thúc việc này. Lại một người khác nói. Đông Lai, ta cảm thấy rằng Vương Hồng quả thật là một người rác rưởi, căn bản là không xứng với hai chữ giáo viên. Người cứ phóng tay mà làm, không cần phải buông tha cho bà ấy. Nghe được ba người nói như vậy thì Bùi Đông Lai lại dở khóc dở cười, vốn muốn nói cái gì đó nhưng lại thấy được Tần Đông Tuyết từ trong phòng học đi ra. Trong phút chốc, ánh mắt của hai người liền gặp nhau trên không trung. Bùi Đông Lai, rốt cuộc là anh còn bao nhiêu bí mật đây? Tần Đông Tuyết mỉm cười ý bảo một chút, trước tiên là rời ánh mắt ra khỏi một chút nhưng trong lòng lại xuất hiện từng gợn sóng. Trầm Thành nhất trung là một trong những trường học tốt nhất của Trầm Thành, tự nhiên là trong trường không ít những tên phú nhị đại giống như Trịnh Phi, mặc dù đám phú nhị đại này chưa bao giờ gặp qua Nạp Lan Trường Sinh nhưng mà bọn hắn thông qua nhiều đường nên đã biết được người ra mặt giúp Bùi Đông Lai chính là Nạp Lan Vương Gia Uy Trấn ở Đông Bắc. Nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng, một hòn đá làm nổi lên hàng ngàn con sóng. Tin tức này làm cho bọn họ trực tiếp mà sợ ngây người. Sau đó, tin tức này liền lan truyền nhanh khắp cả Trầm Thành nhất trung, thân phận của Bùi Đông Lai cũng trở nên thần bí, đám học sinh liền suy đoán đủ loại, nào là Bùi Đông Lai là con tư sinh của Nạp Lan Trường Sinh, cũng có người suy đoán Nạp Lan Trường Sinh là trưởng bối của Bùi Đông Lai. Xuất phát từ tò mò, rất nhiều em lớp 10 thừa dịp vào lúc giải lao giữa giờ học liền tiến đến xem Bùi Đông Lai, trừ việc đó ra không ít tên học sinh có thân phận cũng bắt đầu lôi kéo Bùi Đông Lai. Hiển nhiên, cha mẹ của bọn hắn muốn thông qua Bùi Đông Lai để có thể tiếp cận được với vị Nạp Lan Vương gia trong truyền thuyết kia. Đối mặt với nhiều chuyện như vậy thì mặc dù Bùi Đông Lai có chút buồn bực nhưng hắn cũng không có cách nào thay đổi được, chỉ có thể không chú ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chăm chú đọc sách. Vương Hồng bị ngã trong lúc ra trường hội, sau khi trải qua kiểm tra thì đúng là bị chấn động não rất nhỏ. Nhưng mà, sau khi biết được thương thế của mình thì Vương Hồng cũng không có để ý. Càng không có ghen ghét Bùi Đông Lai, mà trước tiên là nàng muốn tìm gặp Bùi Đông Lai để giải thích nhưng kết quả lại bị hiệu trưởng Ngô Chí Quốc mắng té tát, trực tiếp đuổi nàng ra khỏi trường. Ngô Chí Quốc giải quyết sự tình một cách nhanh chóng, điều đó làm cho Vương Hồng khóc không ra nước mắt, chỉ hận chính bản thân mình có mắt mà không thấy Thái Sơn.
Càng làm cho Vương Hồng không thể ngờ được chính là giữa trưa sau khi trở về nhà, thì chồng nàng chẳng những không an ủi, chiếu cố nàng mà ngay lúc gặp mặt thì chồng nàng đã tặng nàng hai cái bạt tai vào mặt. Vương Hồng vốn là đã chịu ủy khuất ở trong trường học, về nhà lại bị chồng tát vào mặt thì lập tức liền phản kháng, kết quả là chồng nàng nói cho nàng biết bởi vì chuyện tình của nàng mà Trịnh Kim Sơn chẳng những không giúp đỡ hắn mà còn bị lãnh đạo cấp trên tra hỏi nữa. Việc này đưa đến kết quả, chồng của Vương Hồng bị đuổi việc. Việc này thì Bùi Đông Lai cũng không biết, buổi chiều sau khi tan học thì hắn cự tuyệt lời lôi kéo, làm quen của đám hoàn khố. Hắn đợi sau khi đám hoàn khố rời đi thì trực tiếp đi tới chỗ ngồi của Tần Đông Tuyết. Tần Đông Tuyết đang gặp một đề toán khó, đang vắt óc suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên thấy được có một thân ảnh đang đứng bên cạnh mình thì theo bản năng nàng liền ngẩng đầu lên. Tần Đông Tuyết đồng học, cho dù là sợ anh cướp đi ngôi vị trạng nguyên của cưng thì cũng không cần phải mất ăn mất ngủ như thế a. Bốn mặt chạm vào nhau, Bùi Đông Lai nở ra nụ cười trêu ghẹo nói. Bên tai vang lên lời nói trêu ghẹo của Bùi Đông Lai, lại thấy bộ dạng tự tiếu phi tiếu của Bùi Đông Lai thì khóe miệng của Tần Đông Tuyết hơi vểnh lên, hừ nhẹ nói. Bùi Đông Lai đồng học, nếu như em nhớ không lầm thì một năm trước, thì mỗi kỳ anh đều hơn em 10 điểm, em làm sao lại có thể không mất ăn mất ngủ được chứ? Giọng nói vui vẻ, cái miệng vểnh lên, nụ cười mê người. Hết thảy những thứ này đều không hợp với hình tượng của Tần Đông Tuyết. Nhưng mà, Bùi Đông Lai lại không cảm thấy có gì khác lạ, từ sau khi kết thúc trận bóng rổ lúc trước thì Tần Đông Tuyết đã chủ động nói chuyện với hắn, hắn phát hiện được khoảng cách giữa hai người đang được kéo gần lại. Mà sáng sớm hôm nay, Tần Đông Tuyết lại ra mặt cho Bùi Đông Lai, cái cảm giác này thì trong lòng Bùi Đông Lai biết được rõ ràng. Tần Đông Tuyết đồng học, vì muốn cảm ơn hôm nay đã ra mặt dùm ca nên ca quyết định mời em một bữa cơm, không biết là em có nhận lời hay không? Bùi Đông Lai mỉm cười nói. Trong phòng học thì có một ít học sinh vẫn chưa rời đi, bọn hắn thấy được Bùi Đông Lai đang cùng Tần Đông Tuyết nói chuyện một cách vui vẻ thì không nói. Hơn nữa Bùi Đông Lai lại muốn mời Tần Đông Tuyết đi ăn cơm, một đám giống như là nuốt phải lựu đạn, trợn tròn mắt lên, vẫn không nhúc nhích mà nhìn vào Tần Đông Tuyết. Dường như bọn hắn muốn biết. Trong vòng 2 năm qua Tần Đông Tuyết vẫn chưa bao giờ đi ăn cơm chung với một nam sinh khác, không biết hôm nay Tần Đông Tuyết có cự tuyệt lời mời của Bùi Đông Lai hay không đây. Có thể nhận được lời mời của một nhân vật phong vân nhất của Trầm Thành nhất chung thì Bỉ Nhân cảm thấy vô cùng may mắn và vinh hạnh. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của đám người kia thì Tần Đông Tuyết buông cây bút trong tay ra rồi cười trả lời lại. Đáp ứng rồi. Tần Đông Tuyết đáp ứng rồi. Nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết lại thấy được vẻ mặt vui vẻ của nàng thì toàn bộ đám học sinh kia đều ngây dại. So với đám người kia thì dường như Bùi Đông Lai đã đoán được Tần Đông Tuyết sẽ đáp ứng mình cho nên hắn cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc nào, bất qua bốn chữ nhân vật phong vân này mà hắn cảm thấy sấy hổ mà đỏ mặt, vì thế liền lấy tay sờ sờ lên đầu rồi đi lên phía trước dẫn đường. Sau khi hai người rời khỏi giáo học lâu thì ánh trời chiều nhuộm đỏ bừng một mảnh. Làm cho người khác cảm thấy có một loại cảm giác xa hoa. Dưới ánh trời chiều, Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết đi song song với nhau, hai người cũng cách xa nhau không quá 50cm. Phát hiện này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi động, hắn nhớ lại một quyển sách đã từng viết, giữa người với người cách nhau không quá một cánh lưới sắt, chỉ khi nào đối phương hoàn toàn tin tưởng người thì người mới có thể tự nhiên đi qua cánh cửa sắt ấy được. Trong đầu hiện ra những câu nói trong sách ấy thì Bùi Đông Lai không khỏi vui vẻ, ở hắn xem ra thì khoảng cách giữa mình và Tần Đông Tuyết có thể hoàn toàn vượt qua, mà lại còn có thể ở chung một chỗ nữa chớ tự sướng vê lê. Đi cùng với Bùi Đông Lai ở trong sân trường thì Tần Đông Tuyết có thể nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc của những họ sinh kia, bất quá nàng cũng không có để ý mà đem lực chú ý đặt trên người của Bùi Đông Lai. Lúc này thấy Bùi Đông Lai cười cười thì Tần Đông Tuyết không nhịn được mà hỏi. Cười cái gì thế? Hả? Nguyên bản thì Bùi Đông Lai đang tự sướng, ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết thì liền giật mình, sau đó hắn liền lấy lại bộ dáng đúng đắn rồi nói. Anh đang suy nghĩ, bọn hắn thấy được anh với em giống như là tình lữ sóng vai đi chung với nhau trong sân trường, không biết sau khi trở về thì bọn hắn có nguyền rủa anh hay không đây? Tình lữ? Nghe được hai chữ này thì trong lòng Tần Đông Tuyết không khỏi nhảy dựng lên, mà vẻ mặt cũng trở nên ửng đỏ. Nhìn qua thì vô cùng mê người. Vô sỉ. Tần Đông Tuyết đỏ mặt, tức giận mắng một câu, lại không dám nhìn vào đôi mắt của Bùi Đông Lai.
Nếu như anh vô sỉ thì đã cầm tay em và lớn tiếng hô lên rằng em là bạn gái của anh rồi. Không biết tại sao, thấy được bộ dạng thẹn thùng như vậy của Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai lại thấy vô cùng khoái trá. Ok, if you want, em không có ý kiến. Bị Bùi Đông Lai nhìn chằm chằm thì tim của Tần Đông Tuyết liền đập nhanh hơn, vì muốn che giấu sự xấu hổ nên nàng đã ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn vào Bùi Đông Lai. Thật không có ý kiến sao? Bùi Đông Lai có chút sửng sốt, càng nhiều hơn là hưng phấn, hắn đang rất nóng lòng. Không có. Lập trường của Tần Đông Tuyết vô cùng kiên định. Em xác định và khẳng định là không có sao. Bùi Đông Lai có chút không dám tin, hắn lại thử hỏi một lần nữa. Em xác định và khẳng định là không có ý kiến gì. Tần Đông Tuyết nói xong rồi lại khẽ hừ một tiếng. Bất quá, chỉ cần anh dám thì em sẽ kêu anh phi lễ đối với em. Một đầu của Bùi Đông Lai liền nổi lên hắc tuyến. Vẻ mặt của Tần Đông Tuyết liền nở ra nụ cười xấu xa. Nhưng mà, Bùi Đông Lai lại không thấy được, trong nụ cười ấy lại chứa đựng vài phần cảm xúc khác thường. Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết yêu nhau. Ngay sau khi Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết bước ra khỏi nhà ăn thì tin tức bát quái này lập tức truyền nhanh vào trong tay của mọi người trong Trầm Thành Nhất Trung, đồng dạng các thầy cô giáo cũng biết được tin này. Trong lúc nhất thời, bởi vì xảy ra biến cố lúc trước nên Bùi Đông Lai trở thành cho cười cho mọi người lại trong hai ngày ngắn ngủi lại biến thành xuất ca, khiến cho mọi người đều xôn xao. Trong đó, một ít nữ sinh đều ầm thầm cảm thán Bùi Đông Lai che giấu thân phận quá lâu, khiến cho các nàng không thể xuống tay trước, mà không ít nam sinh thầm mến Tần Đông Tuyết thì không ngừng kêu rên. Đối với mọi chuyện này thì Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết vẫn tỏ ra bình tĩnh, dường như là cả hai người không để ý đến những lời đồn nhảm nhí kia. Sau khi kết thúc giờ tự học thì Bùi Đông Lai vẫn giống như ngày hôm qua vẫn ngồi ở trong phòng học để học thêm toán học, mà Tần Đông Tuyết thì liền thu dọn sách vở chuẩn bị trở về nhà. Có khác so với lúc trước chính là sau khi Tần Đông Tuyết đứng lại thì cũng không rời đi, nhịn không được mà liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Sau khi thấy Bùi Đông Lai đang làm bài thì trong mắt của nàng lại hiện lên một đạo quang mang kỳ dị, sau đó nàng cũng không chào hỏi Bùi Đông Lai mà là giữ im lặng rồi rời đi. Kể từ khi sáp nhập vào linh hồn của Tiêu Phi thì năng lực cảm ứng của Bùi Đông Lai lại càng thêm đề cao, Tần Đông Tuyết vừa mới liếc nhìn hắn thì hắn đã nhận ra, bất quá hắn cũng giả vờ như là không biết, thẳng cho đến sau khi Tần Đông Tuyết rời đi thì hắn mới nở ra một nụ cười. Cười xong thì Bùi Đông Lai liềm thu liễm lại tâm trạng, bắt đầu chú tâm vào công việc học tập. Ra khỏi cổng trường thì Tần Đông Tuyết lại giống như thường ngày, liền chui vào trong một chiếc xe Passat bình thường. Hôm nay dường như là tiểu thư rất vui vẻ a. Ô tô vừa chạy được một chút thì người phụ nữ trung niên đảm nhận vị trí lái xe trông thấy được khuôn mặt vui cười của Tần Đông Tuyết thì cười nói. Có phải tiểu thư đã gặp được chuyện gì vui vẻ rồi không? Tần Đông Tuyết lên xe thì nhớ đến cảnh chiều hôm nay mình đi ăn cơm chung với Bùi Đông Lai, nhớ đến cảnh này thì nàng không kìm lòng được mà nở nụ cười, sau khi nghe được người phụ nữ trung niên nói như vậy thì vẻ mặt của nàng thẹn thùng nói. Lan mụ. Không phải là như vậy. Còn nói là không có, cái miệng nhỏ nhắn kia cười đến nỗi biến thành một đóa hoa rồi kìa. Người phụ nữ trung niên được Tần Đông Tuyết kêu là Lan Mụ mở miệng trêu ghẹo nhưng lại không hỏi kỹ sự tình. Đúng rồi tiểu thư, Tần Bí Thư đã gọi điện tới nói là cuối tuần này ngài sẽ bớt thì giờ xuống thăm tiểu thư. Lan Mụ dường như là nhớ ra cái gì đó rồi nói thêm. Còn nữa, Tần Bí Thư còn nói. Thứ sáu tuần này mẹ của tiểu thư cũng sẽ từ trên Yến Kinh chạy xuống. Nha! Nghe được Lan Mụ nói như vậy thì khuôn mặt tươi cười của Tần Đông Tuyết dần biến mất, thản nhiên trả lời lại một câu. Thấy được biểu tình biến hóa của Tần Đông Tuyết thì trong lòng Lan Mụ thầm thở dài, cũng không có nói cái gì nữa. Có lẽ là bởi vì lời nói của Lan Mụ làm ảnh hưởng đến tâm tình cho nên sau đó Tần Đông Tuyết lại giống như là một con mèo nhỏ mở cửa sổ xe ra rồi đem đầu nhìn ra bên ngoài. Tùy ý để cho gió đêm thổi lên khuôn mặt của nàng, thưởng thức cảnh đêm của Trầm Thành. Không biết trải qua bao lâu, khuôn mặt của Tần Đông Tuyết bỗng nhiên hiện lên một vẻ kỳ dị, ánh mắt của nàng đã bị biển số xe của một chiếc xe hơi hấp dẫn. Đó là một chiếc Bentley. Đối với chiếc Bentley kia thì Tần Đông Tuyết cũng không xa lạ gì, lúc trước Trịnh Kim Sơn đã từng lái chiếc này để đến Trầm Thành Nhất Trung tham gia hoạt động. Tần Đông Tuyết liền thu hồi ánh mắt, đóng cửa sổ lại. Sau đó lại lấy một quyển sách giáo khoa từ trong túi sách ra để đọc. Trong chiếc Bentley, thân là thổ hào mới mới của Trầm Thành,
Trịnh Kim Sơn ngồi ở phía sau xe, giống như là những tên nhà giàu mới nổi, hắn cầm trên tay một điếu xì gà, vẻ mặt của hắn như đưa đám. Ngồi bên cạnh hắn là một nam nhân mang tây phục, trên người của nam nhân không có hơi thở của một tên nhà giàu mới nổi mà thay vào đó là vẻ quan uy. Hắn là người trong cục xây dựng ở Trầm Thành, đồng dạng hắn chính là phụ thân của Cố Mỹ Mỹ. Trịnh lão bán, người xác định rằng chúng ta tìm tên Bùi Vũ Phu kia thì có ích sao? Có lẽ là không quá thích ứng được với hương vị của điếu xì gà cho nên phụ thân của Cố Mỹ Mỹ liền hạ kính xe xuống, vẻ mặt cau mày nói. Nguyên bản lấy thân phận của Trịnh Kim Sơn thì không ít người trong cục xây dựng thường hay đi đút lót hắn, đối với hắn mà nói sở dĩ hắn cổ vũ Trịnh Phi theo đuổi Cố Mỹ Mỹ chính là không bao lâu nữa phụ thân của Cố Mỹ Mỹ là Cố Tuyền Sơn sẽ trở thành phó chủ nhiệm phát cải ủy sao ở Trầm Thành. Phát cải ủy. Đây là một ngành có quyền lực thật lớn a. Nhưng mà, mặc dù là như thế nhưng mà lúc này có lẽ là bởi vì do nguyên nhân tâm tình của Trịnh Kim Sơn không được tốt cho lắm nên không thấy được vẻ mặt buồn bực trên mặt của Cố Tuyền Sơn, Trịnh Kim Sơn nói. Cố cục trưởng, việc này ngoại trừ tìm Bùi Vũ Phu ra thì không còn con đường thứ hai nào để đi đâu. Tên Bùi Vũ Phu kia chỉ dựa vào Nạp Lan Trường Sinh, cá nhân ta cho rằng nên tìm thẳng mặt Nạp Lan Trường Sinh mà nói chuyện. Cố Tuyền Sơn nói ra cách nhìn của mình. Cố cục trưởng, nói như thế cũng đúng chẳng qua là Nạp Lan Trường Sinh sẽ cho cố cục trưởng vài phần nhân tình, cùng gặp mặt nói chuyện với cố cục trưởng nhưng mà ta nghĩ đó không phải là điều mà Nạp Lan Trường Sinh hy vọng. Trịnh Kim Sơn cố gắng vắt óc nói, đồng thời hắn cũng không muốn đả kích Cố Tuyền Sơn, dù sao thì cho dù là Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ có thành đôi hay không thì nhất định hắn phải làm tốt quan hệ với Cố Tuyền Sơn. Mặc dù Trịnh Kim Sơn đã rất cẩn thận nói ra nhưng mà sau khi nghe xong thì sắc mặt của Cố Tuyền Sơn vẫn hơi đổi, dường như là trong lòng của hắn rất không thoải mái. Không thoải mái thì không thoải mái nhưng Cố Tuyền Sơn cũng biết, xuất thân của hắn là bần hàn cho nên thông qua cố gắng của bản thân đến hôm nay đã bước vào cán bộ cấp sử. Ở trong mắt của Nạp Lan Trường Sinh thì hắn cũng không tính là thứ gì, thậm chí cho dù hắn thành công bước lên được phó chủ nhiệm cấp ủ thì cũng không dám làm ra cái gì ở trước mặt Nạp Lan Trường Sinh. Bởi vì biết được điểm này cho nên sau khi Trương Vân nói sự tình này cho hắn biết thì hắn liền liên lạc với Trịnh Kim Sơn, cố gắng mau chóng giải quyết chuyện này, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến việc lên chức của hắn. Cố cục trưởng, kỳ thật Nạp Lan Trường Sinh có gặp chúng ta hay không cũng không quan trọng. Sở dĩ là ta đề nghị đi tìm tên Bùi Vũ Phu kia là muốn đem chuyện này hóa nhỏ, hoàn toàn là do thái độ của Bùi Vũ Phu quyết định. Trịnh Kim Sơn nói xong. Dường như là nhớ đến tình hình của lần ra trưởng hội lần trước, giọng nói có chút cổ quái. Bởi vì, Nạp Lan Trường Sinh không để cho thê tử của chúng ta quỳ gối giải thích với Bùi Đông Lai hoàn toàn là do Bùi Vũ Phu đã nói quên đi, trừ việc đó ra thì Bùi Vũ Phu còn kêu Nạp Lan Trường Sinh đứng trước cổng trường chờ hắn, mà Nạp Lan Trường Sinh nghe được như vậy thì không tỏ ra thái độ bất mãn nào. Cố Tuyền Sơn không có biết được sự tình lúc đó. Mà Trương Vân lại không kể ra những chi tiết bày bởi vì lúc này Trương Vân đã bị hù dọa đến mất đi lý trí, đâu có dễ dàng mà chú ý nhiều đến như vậy. Lúc này, nghe được Trịnh Kim Sơn nói như vậy thì Cố Tuyền Sơn không khỏi cả kinh, hắn nhịn không được mà hỏi. Rốt cuộc tên Bùi Vũ Phu kia là ai? Trịnh Kim Sơn cũng lắc đầu nói. Ta cũng không biết hắn là ai. Nhưng mà bất kể là như thế nào đi nữa thì nếu Nạp Lan Trường Sinh đã khách khí đối với hắn thì thân phận của hắn chắc là không đơn giản rồi. Nếu thân phận của hắn không đơn giản thì vì sao lại phải sống ở khu dân nghèo này? Lúc này, ô tô đã chạy tới khu dân nghèo, Cố Tuyền Sơn thông qua cửa sổ đã thấy được cảnh tượng bên ngoài, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Trịnh Kim Sơn liếc mắt. Ta cũng không biết. Nghe được Trịnh Kim Sơn trả lời như thế thì cả người Cố Tuyền Sơn liền tức giận đến phát run, hắn cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ hoặc, mẹ nó rất kỳ hoặc. Sao Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc NDRC? Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước? Rất buồn bực, Cố Tuyền Sơn liền đốt lên một điếu thuốc, cũng không phải là xì gà mà là một điếu Trung Hoa. Người trong quan trường thì chú ý không để hỉ nộ lộ ra ở trên mặt. Hút thật sâu hai ngụm. CTS liền phun ra một ngụm khói, cả người đã trở nên bình tĩnh. Sau đó, hắn thấy được một chữ to đùng ở trên phòng ốc trong khu dân nghèo thì trong lòng chợt động, rồi đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền hỏi. Trịnh lão bản, nếu như ta nhớ không lầm thì khu dân cư này cần phải giải phóng để xây dựng, hơn nữa khu dân nghèo này là do ngươi phụ trách phải không? Ân,
TKS vốn đang suy nghĩ một hồi gặp BVP thì nên giải thích như thế nào, đột nhiên nghe được CTS nói như vậy thì không khỏi ngẩn ra, sau đó liền gật đầu, bộ dạng cũng không tỏ ra hứng thú cho lắm. Dễ nhận thấy rằng ở hắn xem ra thì việc làm sao để giải quyết chuyện tình của BDL thì tốt hơn, còn hạng mục công trình này thì căn bản không cần phải nhắc tới. Nhận thấy được bộ dạng không yên lòng của TKS thì CTS cũng không có tiếp tục nói về đề tài này nữa, hắn cũng biết rằng nếu NLTS thật sự muốn ra mặt cho BDL mà khai đao đối với TKS thì tổn thất của TKS còn quan trọng hơn so với hạng mục công trình này, thậm chí tổn thất của hắn thì không thể dùng tiền bạc để so sánh được. Chiếc Bentley có giá trị hơn 8 còn số chạy gần 10, trên con đường đầy ổ gà này rốt cuộc cũng chạy đến trước ngõ rồi dừng lại. Xem ra thì người còn chưa có trở về. Sau khi xe dừng lại thì TKS có chút buồn bực nói. Nghe được TKS nói như vậy thì CTS cũng buồn bực muốn chết, sở dĩ hắn và TKS lựa chọn với lúc tối khuya đến đây để giải thích với BVP hoàn toàn là biết BVP ban ngày lái xe taxi. Mà lúc này xe taxi của BPV lại không có ở trong này, vậy thì chứng tỏ BVP vẫn chưa có trở về. Chờ một chút đi. Trịnh Kim Sơn buồn bực lại đốt lên một điếu xì gà. CTS trầm mặc hút thuốc cũng không có lên tiếng. TKS thấy thế thì biết trong lòng CTS đang ước rằng chuyện này nên giải quyết nhanh một chút, nếu không thì việc thăng quan của hắn sẽ. Cứ chờ đợi như thế này thì cũng không phải là biện pháp tối. Hay là ngươi hay kêu tài xế của ngươi đi hỏi thăm tình hình một chút, xem thử khi nào BVP sẽ trở về. Liên tục hút ba điếu thuốc, CTS cũng đã có chút mất kiên nhẫn, trên thực tế thì hắn là một người kiên nhẫn, nếu không thì hắn cũng sẽ không hỗn lên được địa vị như thế này. Hắn cảm giác được đường đường là một người có thân phận như mình lại đứng trước một khu dân nghèo để đợi một tên tài xế taxi, chuyện này thì hắn còn cảm thấy khó chịu hơn khi đang dùng cơm thì nuốt phải một con ruồi bỏ. Được. TKS gật đầu lên tiếng, nhưng trong lòng lại chửi thầm, làm quan đều có một sức hạnh giả bộ, ngoại trừ lãnh đạo trước mặt thì lúc nào cũng đưa ra một cái yêu cầu bừa bãi. Sau khi nhận được lời dặn dò thì tên lái xe của TKS liền bước xuống rồi tiến vào chỗ ở cũ nát của BDL. Rất nhanh, tên lái xe liền chạy tới mở cửa phòng rồi cùng với bác gái cho thuê nhà nói với nhau hai câu, sau đó liền xoay người trở lại. Như thế nào? Bình thường thì mấy giờ BVP sẽ trở về nhà? Mất thấy tên tài xế lên xe thì TKS liền vội vã hỏi. Lão bản, cố cục trưởng, người đàn bà kia nói BVP có chút việc nên cần phải rời xa nhà, có thể là 2-3 ngày sau mới trở về. Tên tài xế thành thật trả lời. Rời khỏi nhà rồi sao? Ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời của tên tài xế thì cả TKS và CTS đều ngây người ra. Bọn hắn đều cho rằng bận rộn cả buổi tối đều trở nên công cốc rồi. TKS tức giận đến nổi cả cục thịt béo trên người đều rung lên mà CTS cũng không khá hơn chút nào, thiếu chút nữa là hắn không nhịn được mà chửi mợ nó rồi. Cố cục trưởng, làm sao bây giờ? Rất tức giận, TKS liền hỏi CTS một câu, thứ nhất là hắn tôn trọng CTS, thứ hai là hắn muốn nghe ý kiến của CTS. Vậy thì đi tìm con của hắn là Bùi Đông Lai đi. CTS trầm mặc một lát rồi đáp. Cố cục trưởng cao minh. TKS nghe xong thì vỗ cái ót một cái sau đó giơ ngón tay cái lên rồi hỏi tiếp. Vậy thì sáng sớm mai chúng ta hãy đến trường để tìm BDL. Sáng mai ta có một hội nghị quan trọng. CTS do dự một lát rồi nói. Thứ bảy ở Trầm Thành Trung thì học sinh sẽ được nghỉ, vậy thì buổi trưa hôm ấy chúng ta sẽ đến đó. Tốt. TKS hiểu được là do CTS sợ mất thể diện nên tùy tiện tìm một cái cớ, hơn nữa trên thực tế thì trong lòng hắn cũng có chút sợ khi phải đi tìm BDL, dù sao thì BVP cũng là một người trưởng thành hơn nữa, lấy thái độ của BVP ngày hôm ấy thì quan trọng nhất vẫn là thái độ của hắn. Về phần BDL còn trẻ, có quỷ mới biết được hắn sẽ làm khó dễ bọn hắn như thế nào. Lúc hai người TKS và CTS buồn bực trở về thì ở trong phòng của bác gái chủ cho thuê nhà. Là người của công ty Sách Thiên, sao sao? Mở miệng là một nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, bởi vì làm việc ở công trường nên làn da hơi ngâm đen, dáng người lại có vẻ phong phanh. Hắn đang hút một điếu thuốc lá rẻ tiền rồi nói. Không phải, là tới tìm Vũ Phu. Bác gái chủ nhà liền lắc đầu, sắc mặt cũng không tốt hơn nam nhân là bao. Nghe được bác gái chủ nhà nói như vậy thì nam nhân cũng không có hé răng nói tiếp mà là hung hăng hút lấy điếu thuốc trên tay. Không khí trong phòng lại trở nên im lặng,
Anh nói, khuya hôm nay bọn hắn có đến nữa không? Vài giây đồng hồ sau, bác gái chủ nhà liền mở miệng hỏi thêm, giọng nói có chút lo lắng, căn cứ vào thông chi của công ty bên kia thì xế chiều hôm nay trước 6 giờ thì toàn bộ mọi người trong khu này đều phải ký vào hiệp nghị đồng ý rời đi nơi khác, nếu không ký thì hậu quả tự gánh lấy. Cái gọi là tự gánh lấy hậu quả thì đó chính là thủ đoạn của công ty kia. Bá! Giống như vì muốn xác minh sự lo lắng của bác gái chủ nhà là đúng thì khi vừa nói xong thì bóng đèn trong nhà liền tắt đi. Loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng. Sau đó, không đợi cho bác gái chủ nhà lấy lại tinh thần thì bên ngoài đã vang lên một trận, nào là tiếng đập cửa, tiếng thủy tinh vỡ. Giống như là quỷ tiến vào thôn vậy, không ngừng hỗn loạn. Đám vương bát đản này, ta liều mạng với chúng mày. Nghe được cổng trước bị đạp phá thì nam nhân trung niên liền tức giận đến nổi vứt đi điếu thuốc đang hút, cắn răng một cái rồi cố gắng chạy ra cửa để tìm đám người của công ty kia tính sổ. Phú sinh, không nên. Bác gái chủ nhà thấy thế thì vội vàng ôm cổ nam nhân kia lại, vẻ mặt mang theo vài phần khủng hoảng nói. Bọn chúng đều là người của xã hội đen, anh không nên đi ra ngoài, chúng ta tình nguyện lấy tiền bồi thường cũng không muốn thấy anh xảy ra chuyện gì. Nói xong thì bác gái chủ nhà liền khóc, nước mắt đảo quanh tròng mắt. Hai, nam nhân trung niên cũng biết những điều ấy là sự thật, cho nên không cam lòng mà thở dài, biệt khuất mà ngồi xuống. Thấy nam nhân trung niên không xúc động nữa thì bác gái chủ nhà mới lặng lẽ lau nước mắt, còn nam nhân trung niên kia thì đốt lên một điếu thuốc rẻ tiền. Sương khói mông lung, không khí trong phòng liền tràn ngập vẻ chua xót cùng bất đắc dĩ. Sao công ty phá bỏ và rời đi nơi khác? Vào lúc giữa trưa khi mặt trời lên cao, ánh mắt trời chiếu xuống sân trường. Bởi vì là thứ bảy cần phải học bù cho nên sân trường liền trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy vài ba người đang làm cây mà thôi. Reng, reng, reng. Vào lúc 12 giờ, một tiếng chuông chói tai vang lên, cả sân trường đang im lặng bỗng trở nên sôi nổi hẳn lên. Giờ phút này, đám học sinh giống như chim sổ lồng bay ra ngoài vậy. So với lớp 10. 11 mà nói thì học sinh lớp 12 cũng không quá hưng phấn, hiện giờ chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học, đối với bọn hắn mà nói thì đi học hay tan học cũng không có gì khác nhau cho lắm, đi học cũng chỉ được thầy cô giáo giảng bài, có thầy cô giáo giám sát thôi. Trong phòng học lớp 12 phần 1, Bùi Đông Lai đem sách giáo khoa cất vào cặp xong rồi thì đưa mắt nhìn thoáng qua Tần Đông Tuyết thì phát hiện Tần Đông Tuyết cũng đã thu dọn xong. Làm như đã nhận ra được Bùi Đông Lai đang nhìn mình. Tần Đông Tuyết liền quay đầu lại cười nhẹ một phát. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng đi ra khỏi phòng, vai chung vai đi xuống lầu. Thấy một màn như vậy thì đám học sinh chung quanh càng khẳng định Bùi Đông Lai cùng với Tần Đông Tuyết đang hẹn hò với nhau, bọn chúng liền không ngừng nghị luận. Bất quá, cũng giống như tối hôm qua, hai người cũng không để ý. Ra khỏi sân trường thì Tần Đông Tuyết nở lên một nụ cười mê người rồi nói. Nghe nói hai ngày hôm nay anh rất cố gắng, bất quá em cũng rất cố gắng cho nên. Nếu anh muốn cướp đi chức trạng nguyên thì cần phải tiếp tục cố lên a. Cần phải như thế. Bùi Đông Lai thưởng thức nụ cười mê người của Tần Đông Tuyết rồi tự tin cười nói. Gặp lại. Gặp lại. Chào tạm biệt xong, Tần Đông Tuyết liền đi vào trong chiếc xe buýt có rèm che, mà Bùi Đông Lai thì nhìn thoáng qua bóng lưng của Tần Đông Tuyết rồi đi lên chiếc xe bus. Nếu là trước kia thì vừa đến thứ bảy là Bùi Vũ Phu sẽ đến trường học để đón rồi chở Bùi Đông Lai về nhà. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng đã từng phản đối, dùng lời của hắn nói thì ngồi trên xe bus tuy rằng có chút phiền toái, có chút mất thời gian nhưng mà cũng không sao cả. Mà Bùi Vũ Phu đi đón hắn thì lại mất khách, còn mất thêm tiền xăng nữa, tương đương với lãng phí tiền bạc. Mà mỗi lần Bùi Đông Lai nói như vậy thì Bùi Vũ Phu cũng không có phản đối. Cũng không trả lời lại mà chỉ là cười ngây ngô. Ngày hôm qua sau khi ra trường hội kết thúc thì Bùi Vũ Phu đã nói cho Bùi Đông Lai viết rằng ngày hôm nay hắn sẽ bồi Miêu Lão đi làm một ít chuyện, sẽ không trở lại vì thế Bùi Đông Lai chỉ có thể đi xe bus để trở về nhà. Cùng lúc đó, ở một bên đường trước cục xây dựng, Trịnh Kim Sơn ngồi trên một có xe Bentley có trị giá hơn 8 chữ số, đang hút xì gà đợi Cố Tuyển Sơn xuất hiện. Mẹ nó! Tên Cố Tuyển Sơn này còn giả bộ trang bức nữa. Mắt thấy đã hơn 12 giờ 15, mà Cố Tuyển Sơn còn chưa xuất hiện, Trịnh Kim Sơn liền có chút khó chịu mà mắng một câu. Lão bản, tới rồi.
Trịnh Kim Sơn vừa nói xong thì tên lái xe liền thấy được Cố Tuyển Sơn từ trong cục xây dựng đi ra, vội kêu lên một tiếng. Trịnh Kim Sơn hút một ngụm thuốc, vẻ bực mình trên mặt đã mất đi mà thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười. Một phút sau, Trịnh Kim Sơn liền bước ra chào đón rồi đưa Cố Tuyển Sơn lên xe, nói. Cố cục trưởng, người nói xem, trước tiên là nên đi ăn cơm trưa rồi đi tìm Bùi Đông Lai hay là đến gặp Bùi Đông Lai để giải quyết vấn đề trước? Trước tiên đi giải quyết sự tình đi đã. Cố Tuyển Sơn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền trả lời một câu, hiển nhiên đối với hắn mà nói thì không xử lý chuyện này thì tâm tình của hắn cũng sẽ bất an, tự nhiên là sẽ không có tâm tư mà dùng cơm rồi. Tốt! Trịnh Kim Sơn cũng có ý kiến như thế, nghe được Cố Tuyển Sơn trả lời thì lập tức cười nói. Đợi xử lý xong chuyện này, ta sẽ hào hảo mời Cố cục trưởng dùng một bàn. Cố Tuyển Sơn cũng không có lên tiếng. Trịnh Kim Sơn vội cười khan hai tiếng ý bảo tài xế lái xe đi. Rất nhanh chiếc Bentley đã được khởi động, dưới sự chăm chú của nhiều người đi đường thì chiếc Bentley liền hướng khu dân nghèo mà chạy tới. Phần lớn người trong khu dân nghèo này là người làm công nhân ở bên ngoài, nhưng người đó buổi sáng đều rời giường rồi buổi tối trở về, không khí ở trong khu này rất hiu quạnh. Nhưng mà, hôm nay lại có ngoại lệ. Trong khu dân nghèo hôm nay bỗng nhiên có nhiều người xách hành lý chuẩn bị đi tìm phòng mới để thuê, cảnh người chen chúc vô cùng hỗn loạn. Trong quán cơm ở khu dân nghèo, có hơn 10 tên trong công sách thiên đang ngồi đây ăn cơm, thông qua cửa kính cửa sổ đã nhìn được tình cảnh hỗn loạn ở bên ngoài, bọn chúng đều nở ra nụ cười. Báo ca, cũng là anh lợi hại, mang theo các huynh đệ đến hù dọa khiến cho bọn chúng phải. Trông thấy cảnh hỗn loạn như vậy thì một tên tóc húa cua liền mỉm cười nói. Mà một tên bên cạnh lại vỗ bả vai của hắn một cái rồi vuốt mông ngựa. Đương nhiên, báo ca của chúng ta là ai chứ? Trong lúc nhất thời toàn bộ những người trong này đều phụ họa, sôi nổi, sùng bái báo ca. Điều này cũng chẳng thể trách bọn hắn được, bọn hắn vốn là hỗn ở xã hội không có bất kỳ một thu nhập nào, hiện giờ lại đi hỗn theo báo ca để kiếm cơm thì tự nhiên phải vuốt mông ngựa báo ca rồi. Mấy tên các ngươi không cần phải vui mừng sớm như thế. Bọn người rời đi chính là người làm công vụ ở bên ngoài, sở dĩ chúng chịu đi là do chúng ta đền bù không thấp. Trong lúc mọi người đang vui mừng thì một giọng nói lại vang lên. Nhưng mà các ngươi chớ quên, trừ bỏ người ở ngoại thành sống ở trong này thì ở nơi này cũng không thiếu người địa phương đó à. Khương ca, chẳng phải sáng nay những người địa phương ở đâu cũng đều ký tên rồi sao? Chỉ có một số người ký tên thôi, còn hơn 10 hộ chưa ký tên trong đó có vài hộ là lão nhân. Những lão nhân ấy xương cốt chắc cũng có vẻ cứng a. Nam nhân họ Khương nói. Hừ, nguyên bản báo ca đang được mọi người tâng bốc, ngạc nhiên nghe được nam nhân họ Khương nói như vậy thì liền hừ lạnh nói. Khương ca, người hãy yên tâm đi, mấy lão giả ấy cứ để ta thu thập cho. Báo, ta cần phải nói trước, phía trên đã truyền lời xuống, muốn việc này cần phải giải quyết nhanh chóng nhưng các ngươi cũng không được làm sằng làm bậy. Tên nam nhân tên là Khương Nam thấy được hai mắt của báo ca nổi lên hung quang thì có chút lo lắng nói. Báo cười ha ha, nói. Khương ca, người quá lo xa, chúng ta sẽ không làm bậy đâu. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng báo ca lại cười lạnh, làm bậy thì sao? Từ lúc lão tử đi theo Trịnh lão bản thì có lúc nào lại không giải quyết được mấy vấn đề nhỏ này đâu. Thân là thổ hào mới nổi lên trong những năm gần đây của Trầm Thành thì Trịnh Kim Sơn có không ít sản nghiệp liên quan đến bất động sản, năng lượng, vận chuyển hàng hóa trong đó bất động sản chính là sản nghiệp trụ cột của hắn. Trong 2 năm qua thì giá phòng của cả nước liền tăng lên, Trịnh Kim Sơn cũng nương theo cơ hội đó mà rút tiền đổ vào bất động sản cho nên hắn mới có thể phất nhanh lên đến được như vậy. Mọi người đều biết, hạng mục của một công trình không phải là khó thi công mà có quan hệ đến nhiều người. Trong chuyện này thì có quan hệ đến người của ban ký duyệt, ban thủ tục cùng với những cư dân địa phương không muốn giao đất ra để gây cản trở cho công trình. Biết được điểm này cho nên Trịnh Kim Sơn đã đưa vào không ít nhân lực, vật lực rồi lót tay cho những tên cán bộ công chức khác, hắn lại thành lập công ty Sách Thiên, thành viên của công ty này chủ yếu là dân xã hội đen. Những người này phân nữa là những tên cùi bắp đầu đường xó chợ, chém người, có ngồi tù, có thủ đoạn tàn nhẫn. Đối với Trịnh Kim Sơn mà nói thì tiêu tiền để nuôi đám người này, tương đương với nuôi một đám tay đấm, gặp chỗ nào có người cản trở thì hắn sẽ dùng những người này đến để uy hiếp, nếu không uy hiếp được thì lấy mã tấu, côn bổng ra để nói chuyện rồi sau đó đưa ra một ít điều kiện hấp dẫn, cuối cùng thì giải quyết được vấn đề.
Thủ đoạn như vậy thì công ty dưới trướng của Trịnh Kim Sơn đã vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Cũng chính bởi vì như vậy mà trong lòng Báo Ca tuyệt đối không lo lắng. Ở hắn xem ra có Trịnh lão ở đây thì hắn cần gì phải lo xa nữa. Sau khi ăn cơm xong thì đám người Báo Ca gồm hơn 10 tên trong công ty Sách Thiên một tay cầm tăm, một tay mang theo thuốc lá nghiêu bức hò hét dọc đường đi, cuối cùng cũng đã đến được chỗ của hơn 10 hộ không chịu ký hiệp nghị. Thấy được bộ dạng hung thần ác sát, hung hăng càn quấy của đám người Báo Ca thì mọi người xung quanh liền né tránh. Thấy được cảnh này thì Báo Ca cũng không cho là nhục mà ngược lại thì hắn cảm thấy vinh hạnh cho nên cười to lên. Mà thân là nhân viên của công ty Sách Thiên mặc dù Khương Nam cảm thấy không thoải mái nhưng hắn cũng biết được số tiền dùng để đền bù cho nhóm người này thì công ty đã đem đi biếu cho nơi khác rồi. Mà số tiền kia được gọi là đinh hộ cuối cùng là trở về tay trên người. Rất nhanh, đám người đã đi đến trước cửa chỗ ở của Bùi Đông Lai. Bang bang! Đám người liền dừng lại, Báo Ca liền ra hiệu, một gã tóc húi cua thấy vậy thì liền đi lên gõ cửa, nói chính xác hơn là phá cửa, tiếng bang, bang không ngừng vang lên bên tai. Trong chỗ ở của Bùi Đông Lai, vô luận là bác gái chủ nhà hay là chồng của nàng Lưu Phước Sinh đều nghe được động tĩnh bên ngoài. Trong đó, lông mày của Lưu Phúc Sinh liền trao lên, khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ, mà bác gái chủ nhà lại lo lắng vừa không biết phải làm gì. Dầm! Một lúc sau, cửa sắt đã bị rớt ra, một lão nhân già đầu tóc đã điểm bạc liền xuất hiện trong đám người của Báo Ca. Lão nhân già! Nhìn lão già kia xuất hiện thì Báo Ca nở ra nụ cười nhưng trong lòng lại là một bồ dao găm. Đi ra ngoài, các ngươi đều là đi ra ngoài. Ta nói cho các ngươi biết cho dù các ngươi giết ta thì ta cũng sẽ không ký phần hiệp nghị kia. Ông cụ đưa tay ngăn cản không cho Báo Ca đi vào. Thấy thái độ kiên quyết của lão già thì Báo Ca liền biến sắc, mấy tên của hắn liền dục dịch làm ra bộ dạng như muốn động thủ. Khương Nam thấy thế thì bê ước lên một bước rồi cười nói. Chào cụ, cháu là nhân viên công tác của công ty Sách Thiên. Lão già liền nhăn mặt, trầm mặc không nói gì. Cụ nên biết rằng vì muốn hưởng ứng lời kêu gọi của thành phố cho nên khu đất này sẽ được giải phóng để xây một vùng mới. Kỳ thật thì cụ cũng không cần phải lo lắng vì không có chỗ ở, bởi vì chính phủ sẽ cấp cho cụ một phòng khác, nếu như cụ không muốn lấy phòng thì cũng sẽ được bồi thường một số tiền. Khương Nam mỉm cười mở miệng, nói láo cũng không đỏ mặt. Phá bỏ và rời đi nơi khác thì ta không phản đối, nhưng làm sao lại bồi thường ít như vậy? Vẻ mặt ông cụ liền tức giận nói. Đúng là một lão già như ta đây cũng chưa từng đi học, cũng không biết chữ to như thế nào, cũng không biết được pháp luật quy định giá đất đền bù là bao nhiêu, nhưng mà ta cũng không phải là kẻ ngốc, nhà của ta còn lớn hơn so với Nhị Ngưu, thế vì sao giá tiền đền bù cho ta lại không bằng một nửa của hắn? Bởi vì vị trí phòng của ông không được tốt cho lắm. Lúc này, không đợi Khương Nam mở miệng thì Báo Ca đã không nhẫn nại được mà lạnh lùng nói. Phòng của ta cách xa phòng của Nhị Ngưu chưa đến 3 dặm. Vị trí làm sao mà không tốt được. Ông cụ bị Báo Ca làm tức giận không chịu được. Phòng của người ta thì ở ngoài mặt tiền còn phòng của ông thì như thế nào? Một gã thủ hạ của Báo Ca liền đứng ra nói. Ông cụ tức giận đến mức hơi thở trở nên dồn dập, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Lão nhân gia, nếu ông ký tên thì chính phủ sẽ không bạc đãi ông. Khương Nam lại nói. Chính phủ, hắc, những tên này có thể đại diện cho chính phủ sao? Ông cụ tức giận, liền đưa tay chỉ vào đám người Báo Ca. Lão già kia, ta xem ra ngươi không thích uống rượu mời mà lại đi uống rượu phạt a. Báo Ca thấy ông cụ chỉ tay vào mặt mình thì lập tức nổi, nói xong hắn liền vung tay lên tát vào mặt khô héo của ông cụ kia một cái. Ba, tiếng xé gió liền truyền ra, ông cụ bị Báo Ca tát một phát liền ngã xuống đất, hai cái răng sen lẫn với máu ở trong miệng liền trực tiếp rớt xuống đất. Báo! Khương Nam không nghĩ tới Báo Ca vừa nói xong sẽ động thủ, hắn vốn là ngẩn ra, sau đó liền ngăn cản. Khương ca, việc này không cần phải lo lắng, những việc này cũng không làm khó được ta. Nếu lão bất tử này muốn chết thì trước tiên ta sẽ tặng cho hắn một cái quan tài. Vẻ mặt của Báo Ca hung hăng, giống như là đã quyết định đem ông cụ này ra thịt để uy hiếp các hộ dân còn lại. Các ngươi lại không nói đạo lý sao? Đối diện. Chồng của bác gái chủ nhà là Lưu Phúc Sinh nhìn thấu qua khe cửa thấy ông cụ bị đánh thì nhất thời liền nổi giận, trực tiếp kéo cửa ra rồi giống lớn nói. Hắn vừa mở miệng thì đám người Báo Ca liền sôi nổi quay đầu lại.
thấy được bộ dạng gầy yếu của Lưu Phúc Sinh thì đám người báo ca liền cười nhạo, nụ cười kia giống như là muốn nói cho Lưu Phúc Sinh biết người muốn chết rồi phải không. Thấy được vẻ mặt của đám người báo ca thì Lưu Phúc Sinh cũng không có lùi bước, mà là kích động hét lớn. Ta hy vọng các ngươi hiểu được, đây là một cái xã hội có pháp trị. Xã hội có pháp trị sao? Ta cho ngươi biết, lão tử chính là luật pháp đây. Nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Lưu Phúc Sinh thì vẻ mặt của báo ca liền cười lạnh. Các huynh đệ hãy giáo huấn tên cẩu tạp chủng không có mắt này cho ta. Hô lạp! Thủ hạ của báo ca chính là một đám giang hồ, chuyện đánh nhau giống như cơm bữa, lúc này nghe được báo ca hộ lên một tiếng thì lập tức chạy đến đánh Lưu Phúc Sinh. Phanh, phanh, phanh! Trong chớp mắt, Lưu Phúc Sinh đã bị đánh ngã nằm trên mặt đất, mấy tên đại hán liền đá mạnh vào người Lưu Phúc Sinh. Không nên đánh nữa. Bác gái chủ thuê nhà liền khó rồi chạy đến bên người Lưu Phúc Sinh. Cút! Báo ca thấy thế liền quát lên một tiếng, mắt thấy bác chủ nhà vẫn tiếp tục chạy đến thì liền đá một cước vào bụng của bác gái chủ nhà, bác gái chủ nhà liền trực tiếp ngã xuống đất. Đừng đánh nữa, van xin các người đừng đánh nữa. Chúng ta sẽ ký tên, chúng ta sẽ ký tên, như vậy còn không được sao? Bác gái chủ thuê nhà bị ngã xuống đất. Bởi vì đau quá cho nên nhất thời không thể đứng dậy được, chỉ có thể giãy giụa bò đến bên cạnh Lưu Phúc Sinh rồi cầu xin tha thứ. Báo ca cũng không trả lời, hắn đưa mắt nhìn Lưu Phúc Sinh bị đám đàn em đánh đập. Thương đả suốt đầu điểu, súng bắn chim đầu đàn. Hắn muốn thông qua phương thức này để uy hiếp đám người còn lại, để cho bọn họ không dám lỗ mãng. Dừng tay! Trong lúc báo ca đang suy nghĩ thì đột nhiên từ đầu ngõ xuất hiện một tiếng gầm giận dữ. Giọng nói vô cùng to. Ân. Ngạc nhiên khi nghe được giọng nói này thì đám người báo ca đều quay đầu lại nhìn. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được một thiếu niên vai mang theo một cặp sách, một bên hướng phía bọn hắn chạy tới, một bên lớn tiếng kêu lên. Tên tiểu tạp chủng này ở đâu mà chạy ra đây? Đừng có dừng tay, tiếp tục đánh cho ta. Thấy người vừa xuất hiện là một tên học sinh trung học thì đám người báo ca làm sao lại phải sợ. Cút ngay. Mắt thấy thủ hạ của báo ca lại động thủ thì Bùi Đông Lai chạy như điên tới, một bên tức giận quát lên, một bên nắm chiếc cặp sách rồi dùng sức quăng qua. Từ nhỏ thì Bùi Đông Lai đã bị Bùi Vũ Phu dùng dược thủy để thay đổi thể chất, hơn nữa dưới sự yêu cầu của Bùi Vũ Phu TH sáng nào Bùi Đông Lai cũng phải đứng tấn, hơn nữa hắn lại còn học thêm dẫn thể thuật để tăng cường thể chất, vì vậy khí lực của hắn cũng vô cùng kinh người. Vèo! Bùi Đông Lai vừa quăng lên thì chiếc cặp sách giống như một quả đạn pháo. Trực tiếp bay thẳng vào một tên đại hán đang đánh Lưu Phúc Sinh. Bịch! Tên đại hán kia bị chiếc cặp sách nện vào người liền trực tiếp ngã xuống đất, mà khuôn mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch. Xảy ra biến cố bất ngờ thì đám người đang đánh Lưu Phúc Sinh liền dừng tay, cả đám người liền quay đầu lại nhìn. Dường như bọn hắn không tin rằng một tên thiếu niên kia sẽ có khí lực mạnh như thế. Các ngươi muốn chết! Nói xong thì xuất hiện một bóng người. Bùi Đông Lai đột nhiên tăng tốc độ, hắn giống như một trận gió lốc bay thẳng đến bên người Lưu Phúc Sinh, một tay vung lên nên vào đầu một tên đại hán đang còn sững sờ. Đối với mấy tên lưu manh này mà nói thì bọn hắn không thể tưởng tượng được một kẻ đã ngâm trong thảo dược từ nhỏ, hơn nữa lại còn đứng tấn mười mấy năm trời thì có sức bật kinh khủng đến cỡ nào. Hô! Tên lưu manh kia còn chưa hết ngạc nhiên thì trước mặt liền truyền đến một cỗ gió lạnh, lông tơ trên người hắn đột nhiên nổi lên. Phanh! Sau đó, không đợi tên lưu manh kia né tránh thì Bùi Đông Lai đã hung hắm đập vào đầu hắn một cái, hai mắt tên lưu manh kia liền tối sầm, cả người liền ngã xuống làm bụi đất tóe lên. Hô, hô! Một quyền làm tên lưu manh kia bay ra sau, thấy thế thì Bùi Đông Lai cũng không có dừng lại, đùi của hắn giống như là một viên đạn pháo liền bắn ra đánh thẳng vào một tên đại hán khôi ngô đang ở bên cạnh. Phanh! Răng rắc! Hai thanh âm này dường như cùng vang lên cùng một lúc. Bùi Đông Lai nhấc chân lên, trực tiếp đã gãy bắp chân của tên đại hán khôi ngô này. A, bắp chân bị gãy, tên đại hán khôi ngô mất đi trọng tâm liền kêu lên một tiếng rồi ngã ầm xuống đất. Bịch, thấy được Bùi Đông Lai trong chớp mắt đã đánh ngã được hai người thì đám người giang hồ kia liền có cảm giác ở trong mộng, trong đó không ít tên há to miệng ra, biểu tình trên mặt đều hiện lên vẻ đần đồn. Rất khiếp sợ. Còn ba tên lưu manh đang vây đánh Lưu Phúc Sinh thì theo bản năng liền lùi về sau hai bước. Bùi Đông Lai lại tiếp tục phóng về phía trước, hắn cũng không có động thủ mà vội cúi người xuống, ôm Lưu Phúc Sinh ra. Hô,
Hô! Dưới ánh mặt trời, vết máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ trong mũi của Lưu Phúc Sinh, vẻ mặt của hắn đầy màu, hơn nữa sống mũi đã bị đánh gãy, xương cốt và huyết nhục trộn lẫn vào nhau, nhìn qua thì có vẻ vô cùng bi thảm. Thấy cảnh như vậy thì Bùi Đông Lai lại đau lòng. Từ khi hắn và Bùi Vũ Phu đi vào Trầm Thành thì luôn ở nơi này, hiện giờ giá cả phòng ốc ở chung quanh nơi này đều tăng lên, chỉ có riêng phòng hắn là bác gái chủ nhà không lấy thêm đồng nào. Trừ việc đó ra thì bác gái chủ nhà lại xem hắn như là con ruột của mình, mỗi lần thứ bảy khi Bùi Đông Lai trở về thì bác gái chủ nhà đều nấu nhiều đồ ăn hơn rồi đem qua nhà đưa cho Bùi Đông Lai, thậm chí vào lúc xế chiều chủ nhật thì bác gái chủ nhà còn có làm thêm một ít đồ ăn ngon rồi mang đến trường đưa cho Bùi Đông Lai, để hắn cải thiện bữa ăn của mình. Bác gái chủ nhà đã đối đãi với hắn giống như con ruột của mình, tự nhiên thì Bùi Đông Lai cũng đem bác gái chủ nhà và Lưu Phúc Sinh trở thành người thân của mình. Phúc Sinh thúc, thúc nên nhẫn nại một lát, một hồi nữa đến bệnh viện thì sẽ tốt hơn thôi. Rất đau lòng, Bùi Đông Lai lửa giận công tâm nhưng hắn cũng biết việc trước mắt là phải đem Lưu Phúc Sinh và bác gái chủ nhà đến bệnh viện. Dì, trước hết thì dì hãy mang Phúc Sinh thúc đến bệnh viện đi, con sẽ đến sau. Nói xong thì Bùi Đông Lai liền lấy một tay nâng Lưu Phúc Sinh lên. Đây là lần đầu tiên bác gái chủ nhà thấy được Bùi Đông Lai động thủ đánh nhau. Nàng cũng bị thân thủ khủng bố của Bùi Đông Lai làm cho cả kinh, lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì nàng liền tiến lên đỡ lấy Lưu Phúc Sinh. Bản thân ta lại muốn nhìn, đám người các ngươi có thể từ nơi này bay ra ngoài. Coi như lúc bác gái chủ nhà gần đến được bên người Lưu Phúc Sinh thì vẻ mặt của báo ca trở nên âm trầm, nhìn vào Bùi Đông Lai, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Không để ý đến báo ca, Bùi Đông Lai cẩn thận đem Lưu Phúc Sinh giao cho bác gái chủ nhà. Mẹ nó, phế tên tạp chủng này cho ta. Báo ca thấy Bùi Đông Lai đem lời nói của mình thành rắm cho thì khuôn mặt hắn liền trở nên dữ tợn, âm trầm quát lên. Phần phật. Báo ca vừa thốt lên xong thì nhưng tên đại hạn bên cạnh người hắn liền lập tức chạy tới, vây Bùi Đông Lai lại. Tuy rằng bọn hắn mới bị thân thủ khủng bố của Bùi Đông Lai làm cho kinh sợ, nhưng mà bọn hắn đã từng trải qua không ít trận ác chiến, đảm lược cũng rất lớn. Hơn nữa mười mấy người như bọn hắn thì làm sao lại có thể sợ một mình Bùi Đông Lai được. Đối mặt với thế vây công của đám người kia thì Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy có chút sợ hãi, ánh mắt của hắn liền híp lại, gạt gao nhìn chằm chằm vào báo ca rồi gần từng chữ. Hôm nay, ta cam đoan rằng ngươi sẽ được đám người này khiêng ra khỏi đây. Mẹ nó, còn thất thần làm gì? Đánh, đánh chết tên cẩu tạp chủng này cho ta. Báo ca thấy đám thủ hạ của mình có chút chần chờ thì cũng tức giận. Lúc này đây nghe được lời nói cuồng vọng của Bùi Đông Lai thì nhất thời liền nổi trận lôi đình, hận không thể tự mình ra tay. Vèo. Lúc này đây, không đợi đám thủ hạ của báo ca ra tay thì ngay tại chỗ thì Bùi Đông Lai liền phóng ra như một con mãnh hổ, trong chớp mắt đã đến gần một gã đại hán được trước mặt. Không ai nghĩ đến đối mặt đối thế vây công này mà Bùi Đông Lai lại dám chủ động xuất kích. Bao gồm là cả tên đại hán tóc dài kia. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt đã có một bóng đen xuất hiện trước người của hắn. Hô! Tay phải của Bùi Đông Lai liền chém ra, giống như là lúc lấy đồ trong túi vậy, một phát liền bắt được đầu tóc của tên đại hán kia, sau đó dùng sức kéo một cái. Phần phật! Kéo được một cái thì trọng tâm của tên đại hán liền mất đi, ngã về phía trước. Tay phải của Bùi Đông Lai đột nhiên phát lực nắm lấy đầu của tên đại hán, đồng thời chân trái của hắn chống xuống, rồi gối phải đột nhiên nâng lên. Đập vào mặt của tên đại hán một cái. Long sĩ đầu. Giờ phút này, Bùi Đông Lai đang dùng chiêu long sĩ đầu mà hắn tự mình nghĩ ra. Phanh. Răng rắc. Trong nháy mắt gối phải của Bùi Đông Lai và mặt của tên đại hán va chạm với nhau, lực đạo khủng bố của Bùi Đông Lai đã trực tiếp đánh gãy sống mũi của tên đại hán kia, đồng thời đầu của tên đại hán kia cũng hướng lên, máu tươi liền văng khắp nơi. T. Thấy được một màn huyết tinh này thì đám lưu manh còn lại không kìm lòng được mà hít sau một hơi, dường như bọn chúng đã bị thủ đoạn tàn bạo của Bùi Đông Lai làm cho sợ chết khiếp, nhất thời một đám người cũng không có ai dám bước lên. Mà Bùi Đông Lai cũng không có buông tha cho tên đại hán kia, hắn lại nắm tóc của tên đại hán kia rồi vung tay lên nện vào mặt của tên đại hán kia. Phanh, 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 âm thanh trầm muộn đột nhiên vang lên, tựa hồ là tiếng trống thông thường, âm thanh dày đặc mà dồn dập. Bên tai vang lên những tiếng phanh, phanh kia, nhìn huyết nhục lẫn lộn của tên đại hán kia cùng với bộ dáng giống như một con sói của Bùi Đông Lai thì trừ bỏ báo cả ra, đám người còn lại liền cảm thấy rung mình,
bọn hắn cảm thấy được bản thân mình dường như là đã bị lọt vào hố băng rồi, từ đầu đến chân đều lạnh lẽo. Về phần tên Khương Nam kia thì sợ tới mức mặt mũi trở nên trắng bệch. Siêu! Lúc Bùi Đông Lai nện ra quyền thứ sau thì vẻ mặt của Báo Ca đã giận tím, đột nhiên hắn liền dùng tốc độ cực nhanh để đánh về phía của Bùi Đông Lai. Là đại ca của đám lưu manh này thì Báo Ca không chỉ dựa vào danh tiếng trên đường phố mà thân thủ của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Hắn xuất thân từ đội tán thủ của Tình lại trải qua vài năm sống trên lưỡi đao thì thân thủ cũng có chút đột phá. Dường như là Bùi Đông Lai đã sớm đoán được Báo Ca sẽ ra tay cho nên hắn liền cười lạnh một tiếng rồi dùng sức nâng tên đại hán kia dậy rồi quăng về phía Báo Ca. Báo Ca chạy về phía Bùi Đông Lai nhân cơ hội đế đánh lên Bùi Đông Lai, mắt thấy thủ hạ bị ném ngược trở lại thì theo bản năng hắn liền né qua một bên. Lúc này, tốc độ của hắn đã giảm lại. Tới phiên ngươi. Nhân cơ hội này thì Bùi Đông Lai liền bắn người lên, cả người giống như một cây tên rời cung vậy, hướng về phía Báo Ca mà bắn tới. Muốn chết? Báo Ca cười lạnh một tiếng, đột nhiên đùi phải của hắn đá ra, tốc độ cực nhanh, một cước của hắn đá ra liền truyền đến một tiếng xe gió. Tiên thối! Thân là người trong đội tán thủ của tỉnh thì Báo Ca không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì chính là chiêu tàn nhẫn nhất. Đối mặt với chiêu hung ác này thì Bùi Đông Lai cũng không có trốn tránh, là đồng dạng hắn cũng vung chân lên đá ra một cước. So sánh với thế đá của Báo Ca thì một cước này của Bùi Đông Lai rất giống với mấy gã lưu manh đầu đường xó chợ lúc đánh nhau hay dùng, cũng không có quy tắc gì cả. Chỉ có điều, thế công cũng vô cùng mạnh mẽ, một cước dưới chân truyền ra một trận rung động vù, vù. Phanh! Dưới ánh mặt trời, hai chân của Báo Ca và Bùi Đông Lai chạm nhau. Báo Ca chỉ cảm thấy bàn chân của mình dường như là đá trúng một tâm thiết bản vậy, trên chân truyền đến một cảm giác đau rơn, nụ cười trên mặt liền đọng lại. Quỳ xuống cho ta. Ngay sau đó không đợi Báo Ca thu chân lại thì chân phải của Bùi Đông Lai đột nhiên đá vào chân còn lại của Báo Ca. Báo Ca không ngờ được Bùi Đông Lai sẽ biến chiêu nhanh đến như vậy, trong lúc nhất thời thì không thể né tránh được. Răng rắc. Trong sát na, tiếng xương gãy chói tai liền vang lên. Chân trái của Báo Ca đã bị Bùi Đông Lai đánh gãy, thân thể của hắn lập tức mất đi trọng tâm liền ngã về phía trước. Mẹ nó, ta kháo. Một chân bị gãy, Báo Ca chẳng những không có kêu thảm mà ngược lại giống như là hắn đã bị kích thích huyết tính, trong lúc té ngã thì đột nhiên tay phải của hắn chém ra, nhắm ngay huyệt thái dương của Bùi Đông Lai đánh tới. Huyệt thái dương là một trong những huyệt vị trọng yếu nhất, nếu huyệt này gặp phải trọng kích thì nhẹ sẽ bị choáng, còn nặng thì sẽ tử vong. Một quyền này của Báo Ca là muốn lấy mạng của Bùi Đông Lai. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì từ nhỏ hắn đã được Bùi Vũ Phu dùng dược vật để cải biến thân thể, mà Bùi Vũ Phu lại yên cầu hắn đứng tấn, luyện tập dẫn thể thuật nữa, mười mấy năm như một ngày, cho nên sự cường đại của thân thể hắn cũng khiến cho người luyện võ cũng phải khiếp sợ. Bất quá dù sao thì hắn cũng không phải là người luyện võ cho nên kinh nghiệm đánh nhau cũng không có là bao. Theo ý nào mà nói thì hắn cũng giống với nhân vật hư trúc trong tiểu thuyết của Kim Dung, đều có một thân nội lực nhưng không biết vận dụng như thế nào. Báo Ca thì ngược lại, hắn chẳng những là thành viên của đội tán thủ của tỉnh, hơn nữa cũng có thời gian hắn lăn lộn sống ở trong giang hồ cho nên kinh nghiệm đánh nhau cực kỳ phong phú. Báo Ca ca mảy may không thèm để ý đến thương thế trên đùi, giống như một con mãnh hổ muốn đánh chết Bùi Đông Lai, điều này đã nằm ngoài dự liệu của Bùi Đông Lai. Nếu như Bùi Đông Lai không có dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì đối mặt với một kích chí mạng này của Báo Ca thì hơn phân nửa là hắn không có cách nào để trốn thoát rồi. Nhưng mà, bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên hắn không giống với lúc trước. Bởi vì bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên lực phản ứng của Bùi Đông Lai vô cùng kinh người. Ngay lúc Báo Ca vừa ra chiều thì Bùi Đông Lai cũng liền làm ra phản ứng, trước tiên hắn lui ra sau hai bước. Trực tiếp để cho một chiêu của Báo Ca rơi vào trên không. Đối với Báo Ca mà nói thì lần phản kích này có thể nói là được ăn cả ngã về không, lực lượng toàn thân của hắn đều tập trung trên nắm tay, cho nên khi hắn chụp hụt Bùi Đông Lai thì trọng tâm của hắn liền mất đi sự khống chế. Dưới tình hình như vậy, một quyền của hắn đánh hụt thì chỉ thấy trên cánh tay truyền đến một trận đau nhức, đồng thời thân thể không khống chế được mà hướng mặt đất ngã xuống. Báo Ca nằm mơ cũng không ngờ Bùi Đông Lai sẽ phản ứng nhanh đến như vậy, mắt thấy sắp ngã xuống đất thì hắn cũng chẳng quan tâm đến sự đau đớn trên cánh tay, theo bản năng hắn liền giang hai tay ra, định dùng hai tay để đỡ thân thể. Lý tưởng rất phong phú nhưng sự thật lại quá rõ ràng.
Sở dĩ Bùi Đông Lai không có xông vào đám người kia là do hắn sợ lo lắng bản thân mình sẽ bị vây công rồi rơi vào thế hạ phong, cho nên hắn liền dùng đòn phủ đầu, dùng thủ đoạn tàn bạo đánh ngã một tên lưu manh rồi sau đó nhân cơ hội phát động thế công về hướng của báo ca. Cái gọi là bắt giặc trước tiên bắt vua thì là như thế. Bùi Đông Lai nghĩ rằng, đám người này chỉ là đám tôm tép dưới tay của báo ca mà thôi, chỉ cần bắt được báo ca thì kế tiếp đám người này sẽ dễ xử lý hơn. Ngươi nằm xuống cho ta. Ngay lúc báo ca giang hai tay ra để đỡ lấy thân thể thì Bùi Đông Lai quát lên một tiếng, đùi phải đột nhiên nâng cao lên rồi hung hăng đập xuống phía sau lưng của báo ca. Phách thối. Lần này, Bùi Đông Lai bắt trước đúng là chiêu phách thối của Taekwondo, tuy rằng động tác không được tính là tiêu chuẩn nhưng lấy lực lượng ở chân của hắn thì nếu như báo ca trúng một đòn này thì tuyệt đối hắn sẽ trở thành người tàn phế. Đối mặt với thế công của Bùi Đông Lai thì báo ca căn bản không có năng lực để hoàn thủ. Phanh! Răng rắc! Một cước của Bùi Đông Lai bổ thẳng xuống lưng của báo ca, lực lượng khủng bố đã trực tiếp đánh nát xương cốt của báo ca chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cảm giác đau đớn. Răng rắc! Sau đó, không đợi báo ca từ trong đau đớn lấy lại tinh thần, khuôn mặt của hắn liền tiếp xúc với nền đất, trong nháy mắt sống mũi đã bị đụng vào đất nên liền vỡ ra. Máu tươi phun ra trong lúc nhất thời đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Chẳng qua là tất cả các chuyện này thì báo ca cũng không nhìn thấy được bởi vì cả người của hắn đã hoàn toàn hôn mê rồi. Bại hoàn toàn. Từng là nhân vật có danh khí không nhỏ ở trong đội tán thủ của tỉnh nhưng giờ phút này báo ca đã bại dưới tay của Bùi Đông Lai. Mà trừ việc đó ra thì ba tên ngã phía trước mặt của Bùi Đông Lai cũng hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Ngắn ngủi trong 2 phút đồng hồ. Bùi Đông Lai đối mặt với hơn 10 tên hung thần ác sát nhưng cuối cùng hắn lại chiếm được thế thượng phong. Thấy một màn như vậy thì tất cả các hộ gia đình bên trong khu dân nghèo này, bao gồm cả vợ chồng bác gái chủ nhà đều trợn mắt lên, vẻ mặt không tin được mà nhìn vào Bùi Đông Lai. Cảm giác kia giống như, Bùi Đông Lai trong mắt bọn hắn lúc này hoàn toàn xa lạ với Bùi Đông Lai lúc trước. So sánh với đám người sống trong khu dân nghèo này thì mấy tên lưu manh kia lại càng sợ hãi hơn. Bọn hắn đi theo báo ca để xử lý vấn đề này, tuy rằng gặp phải chuyện đau đầu nhưng bọn hắn cũng thu thập được, trong đó phần lớn người không nghe lời đã bị bọn chúng đánh cho vào bệnh viện nằm. Hơn nữa, đó là lúc báo ca còn chưa có ra tay. Mà hôm nay, báo ca lại tự mình xuất thủ, nhưng mà lại bị tên tiểu tử này đánh trở thành một con chó chết. Phải biết rằng, chẳng những báo ca là người trong đội tán thủ của tỉnh mà hắn đã trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao rồi à. Thấy được mấy tên lưu manh này trợn tròn mắt lên thì Bùi Đông Lai biết được mình đã trấn trụ được bọn hắn, nhưng mà vì muốn tăng thêm lực uy hiếp cho nên hắn tiến lên vài bước rồi một cước giẫm vào trên mặt của báo ca giống như là giẫm phải một con chó chết vậy. Dưới ánh mặt trời, trên mặt của hắn, trên người của hắn đều dính vết máu, bộ dạng dữ tợn kia giống như là ác ma từ địa ngục chui ra làm cho kẻ khác không rét mà run. Mới vừa rồi là ai động thủ thì mau bước ra. Bùi Đông Lai vừa dẫm chân lên khuôn mặt của báo ca vừa mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn, vừa mở miệng thì đồng thời ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo nhìn những trên đã động thủ với Lưu Phúc Sinh. T. Thấy được Bùi Đông Lai dẫm lên mặt của báo ca hơn nữa bộ dạng lại dữ tợn, đám lưu manh liền hít sâu vào một hơi trong đó có vài tên liền muốn bỏ trốn. Trên chiến trường, khí thế là điều quan trọng nhất, hiện giờ khí thế trên người của Bùi Đông Lai đã áp đảo toàn bộ đám lưu manh này. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy thả báo ca ra, nếu không thì ngươi chết cũng sẽ không biết được bản thân mình chết như thế nào đâu. Có người bắt đầu tính chạy trốn cũng có người gặp lâm nguy mà không sợ, mở miệng chính là một tên lưu manh có cặp mắt ưng, ánh mặt của hắn vô cùng lạnh lẽo. Đúng rồi, mẹ nó, ngươi có biết chúng ta người của ai không? Tên lưu manh kia vừa nói xong thì đám người kia liền a rua theo, trong đó một tên lưu manh khác lại lạnh lùng nói. Nói cho ngươi biết. Chúng ta là người của Trịnh Lão Bản, lấy thân phận của Trịnh Lão Bản ở Trầm Thành này thì muốn giết chết cũng không khó chút nào cả. Người các ngươi nói là Trịnh Kim Sơn phải không? Nghe được tên kia nói như vậy thì trên mặt của Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại hắn còn nở ra nụ cười lạnh. Mắt thấy Bùi Đông Lai không tỏ ra sợ hãi, hơn nữa hắn lại còn nói ra tên của Trịnh Kim Sơn thì đám người của công ty Sách Thiên và đám lưu manh kia đều ngẩn ra. Dường như, bọn hắn không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại có thể biết được Trịnh Kim Sơn lại còn làm ra bộ dáng hung hăng càn quấy như thế. Hung hăng càn quấy sao? Đúng vậy,
Đối với Bùi Đông Lai mà nói, sở dĩ hắn ra tay là do thấy được Lưu Phúc Sinh bị đánh thì trong lòng liền phẫn nộ, hơn nữa hắn lại đoán được đám lưu manh này có quan hệ với Trịnh Kim Sơn, lúc ở trường học thì Trịnh Phi chuyện tình giải tỏa khu dân nghèo này mà vũ nhục Bùi Đông Lai. Nếu là một tên lão bản khác thì Bùi Đông Lai còn có thể lo lắng không giải quyết được hậu quả, còn về phần Trịnh Kim Sơn thì... Bùi Đông Lai có một vạn lý do để tin tưởng sau khi trải qua chuyện tình ở gia trưởng hội thì Trịnh Kim Sơn vô cùng sợ Nạp Lan Trường Sinh cho nên hắn sẽ không dám động đến một cọng lông tơ của mình. Các ngươi đã không tự mình bước đi thì ta đây liền đem đám các ngươi vứt ra. Ánh mắt của Bùi Đông Lai giống như lưỡi dao nhìn thẳng vào ba tên lúc lưu manh nãy đã đánh Lưu Phúc Sinh rồi mở miệng nói. Ba. Nói xong thì hắn liền bước lên phía trước. Mắt thấy Bùi Đông Lai đang tiến lên phía trước thì ba gã lưu manh kia liền lạnh cả người, theo bản năng liền lui ra phía sau. Không riêng gì mà tên lưu manh này mà cả đám lưu manh kia cũng theo bản năng mà bước lui về sau từng bước. Người trẻ tuổi, trên thế giới này không phải người nào có nắm tay lớn thì sẽ lợi hại đâu. Cùng đám lưu manh kia có chút bất đồng, Khương Nam cũng lui ra sau, ngược lại trên mặt hắn cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi nào mà thay vào đó là một nụ cười lạnh. Vừa rồi thấy được Bùi Đông Lai dũng mãnh như thế thì hắn liền trốn ra sau rồi gọi trộm một cuộc điện thoại, lúc này đây hắn có thể nghe thấy được tiếng còi xe cảnh sát từ phương xa truyền đến. Hắn xem ra, nếu đám lưu manh này không thể đối phó được với Bùi Đông Lai thì không có nghĩa là đám cảnh sát không có biện pháp đối phó được với Bùi Đông Lai. Oe, oe. Khương Nam vừa nói xong thì tiếng còi xe cảnh sát liền truyền đến. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát thì đám lưu manh liền ngẩn ra. Sau đó cả đám dường như đã minh bạch được cái gì đó, vẻ sợ hãi trên mặt đã mất đi mà thay vào đó là ánh mắt hài hước nhìn vào Bùi Đông Lai, cảm giác kia giống như là nhìn vào một người chết vậy. Thông thường mà nói thì công ty sách Thiên thường dùng thủ đoạn đối với các gia đình nằm trong diện giải tỏa này, cho nên cũng sẽ nghĩ đến biện pháp kêu công an đến. Cho nên đám người báo ca cũng không ngoại lệ, bọn hắn liền đút tiền cho đám công an kia thậm chí còn rủ đám công an ấy đi massage chơi trò tắm đệ đệ nữa. Quan hệ không bình thường a. Dưới tình hình như thế thì người của cục công an đến, thiên vị cho ai, không cần nói thì mọi người cũng biết. Bùi Đông Lai không nghĩ đến đám người đối phương sẽ gọi điện cho công an, lúc này thấy được vẻ hài hước trên khuôn mặt của đám người Khương Nam thì chân mày liền nhíu lại. Đông Lai, không cần phải sợ, chính là do bọn hắn động thủ trước, chúng ta làm chứng cho. Cùng lúc đó, bác gái chủ nhà nghe được tiếng còi xe cảnh sát thì lập tức nói. Đúng đó Đông Lai, bọn hắn chẳng những buộc chúng ta phải ký vào tờ giấy này hơn nữa lại còn động thủ đánh người nữa, quả thực là không coi pháp luật ra gì, đúng lúc cảnh sát đến thì đem toàn bộ đám người kia bắt hết đi. Bác gái chủ nhà vừa mới mở miệng thì không ít người liền lên tiếng phụ họa. Hiển nhiên, đối với nhân dân ở dưới tầng chót của xã hội mà nói thì bọn họ sẽ có một lòng tín nhiệm mù quáng đối với cảnh sát những người đại biểu cho chính nghĩa này. Chẳng qua, Bùi Đông Lai không nghĩ như vậy. Hắn xem ra, tại thời đại mà dùng quyền và tiền thì nhiều khi cái gọi là chính nghĩa cũng nên đem vứt cho chó ăn đi. Đạch mẹ, dịch tới câu này mà nghĩ tới chuyện sáng nay gặp, thấy nó đúng cái gì? Hơn nữa, từ vẻ mặt hài hước của đám người Khương Nam thì Bùi Đông Lai lại càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Vài giây sau thì xe cảnh sát liền dừng lại, một gã nam nhân đầu hói mặc đồng phục cảnh sát nâng cái bụng bia cùng với hai tên cảnh sát khác đi xuống xe. Chuyện gì đã xảy ra? Trung niên đứng đầu sau khi xuống xe, thấy được cảnh tượng như thế này thì sắc mặt liền đổi, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Bùi Đông Lai. Đồng chí cảnh sát, lúc nãy khi các đồng chí chưa tới thì đám người này bắt buộc chúng tôi phải ký giấy bán nhà hơn nữa còn ra tay đánh người nữa. Đúng rồi, bọn hắn quả thật là đem luật pháp phứt đi, các đồng chí hãy mau bắt đám người ấy lại đi. Trong lúc nhất thời, khi bác gái chủ nhà vừa nói xong thì đám người còn lại liền nói theo. Đối mặt với lời kêu oan của đám người kia thì tên cảnh sát trung niên dẫn đầu kia không khỏi nhăn lại, hắn cũng không có mở miệng nói gì. Trường sở trường là như thế này, căn cứ vào văn kiện của Cục Xây Dựng yêu cầu chúng tôi phải trong một tuần lễ phải nhất định ký kết bồi thường với các hộ dân ở đây. Khương Nam đi lên, bóp méo sự thật rồi nói. Mà vừa lúc nãy thì chúng tôi đang cùng thương lượng với các hộ gia đình ở đây. Trong lúc thương lượng thì có xảy ra xung đột nhỏ, kết quả thì tên tiểu tử này không biết ở nơi nào chạy ra, đột nhiên lại hạ thủ với đám người của chúng tôi. Nói xong thì Khương Nam liền chỉ vào đám người báo ca đang nằm ở trên mặt đất rồi nói.
Mấy người bọn hắn đều bị thương, trong đó có hai người hoàn toàn hôn mê, sống chết không rõ. Người tên là gì, vì sao lại động thủ đánh người? Không đợi Khương Nam nói hết lời thì Trương Sở Trưởng đã lạnh lùng hỏi Bùi Đông Lai, dường như thì hắn đã biết rõ sự tình rồi thì phải. Bùi Đông Lai. Sắc mặt của Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh, nói. Bọn hắn bắt buộc những gia đình ở đây ký vào giấy như không đưa tiền đền bù, nếu không ký thì bọn hắn sẽ đánh người cho nên ta mới phải ta tay. Thúi lắm, hiệp nghị của chúng ta là theo quy định của Pháp Luật, không có công bằng ở chỗ nào. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì Khương Nam liền trầm giọng nói. Trương Sở Trường, ta đề nghị lập tức đem người bị thương mang đến bệnh viện, đồng thời bắt tên tiểu tử này lại. Người trẻ tuổi, người cho rằng ngươi là ai, người nói không công bằng thì sẽ không công bằng sao? Người có thể đại diện cho pháp luật sao? Trương Sở Trường cười lạnh nói. Huống gì, cho dù là hiệp nghị có không công bằng đi chăng nữa thì ngươi cũng không thể vung tay đánh người. Ngươi có biết hành vi của mình đại biểu cho cái gì không? Ta đây cho ngươi biết đó là hành vi bạo lực, người đầu, bắt hắn lại cho ta. Đồng chí cảnh sát, làm sao các ngươi lại có thể bắt người tốt mà buông tha cho đám ác nhân kia hả? Lão giả phía trước bị báo ca đánh một tát vào mặt, lúc này nghe được Trương Sở Trưởng nói như thế thì lập tức liền tức giận rồi quát lớn. Đúng vậy, cảnh sát các ngươi làm việc cho nhân dân nhưng mà tại sao các ngươi lại giúp đỡ đám bại hoại này? Như thế thì còn có pháp luật nữa hay không hả? Cụ già vừa thốt lên xong thì đám người bác gái chủ nhà liền tức giận, lập tức đi đến trước người của Bùi Đông Lai, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Trương Sở Trưởng. Các ngươi lập tức đem người bị thương đến bệnh viện gần đây. Trương Sở Trưởng cũng không để ý đến lời nói của cụ già, hắn mở miệng phân phó một câu rồi trừng to hai mắt nhìn vào hai tên thủ hạ, quát lớn. Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Các ngươi mau đi lên bắt tên đó, mang đi. Lần thứ hai nghe được mệnh lệnh của Trương Sở Trưởng thì hai tên cảnh sát tỏ ra bộ dạng đau khổ, vẫn như cũ không dám tiến lên. Bởi vì, bọn hắn thấy được Bùi Đông Lai híp mắt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn hắn, cảm giác kia dường như bọn hắn dám bước lên thì Bùi Đông Lai sẽ vung tay lên hạ thủ liền. Ở bọn hắn xem ra, một người có thân thủ như báo ca còn bị Bùi Đông Lai đánh hôn mê giống như một con chó chết. Huống hồ là bọn hắn làm sao lại là đối thủ của Bùi Đông Lai được. Huống hồ vào giờ phút này đám người kia lại kích động, cảm kia giống như chỉ cần đám bọn hắn dám lên phía trước bắt người thì sẽ gặp sự phản kháng ngay. Ở một loại tình hình như thế bị bọn hắn tự nhiên sẽ không dám tùy tiến lên. Trương Sở Trưởng đúng không? Mắt thấy hai gã cảnh sát không dám bước lên thì Bùi Đông Lai đem ánh mắt nhìn về phía Trương Sở Trưởng rồi híp mắt nói. Ta biết ngươi đã chiếm không được ít ưu đãi trên người của bọn chúng cho nên mới ra tay giúp chúng. Ngươi nói cái gì? Trương Sở Trưởng tức giận đến mức cả người run lên, hắn cũng không dám bước lên để bắt Bùi Đông Lai, hắn đang cảm thấy vì lúc này không mang theo súng đến đây. Trương Sở Trưởng, bọn người này đều là người của công ty Sách Thiên. Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói. Nếu để cho Trịnh Kim Sơn biết được chuyện này thì chẳng những hắn sẽ trừng phạt đám người này, hơn nữa hắn lại lột bộ đồ cảnh sát của ngươi ra nữa, ngươi có tin hay không? Ha ha! Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì đám lưu manh liền sửng sốt, sau đó bọn chúng dường như là nghe một chuyện buồn cười nhất trên thế giới này nên cười ha hả, dường như bọn chúng đang cười nhạo Bùi Đông Lai ngu muội vô tri. Ngay cả Trương Sở Trưởng cũng cười theo. Ở hắn xem ra, quả thật Bùi Đông Lai rất là ngu xuẩn. Trịnh Kim Sơn tiêu tiền để nuôi đám người này là muốn thông qua bọn chúng để giải quyết những sự việc trong bóng tối, làm sao lại có thể trừng phạt bọn hắn được. Còn về phần lột bộ đồ cảnh sát của hắn ra thì... Trương Sở Trưởng cảm thấy trừ khi não của Trịnh Kim Sơn bị lừa đá nếu không thì hắn sẽ không làm ra mất việc vớ vẩn như thế này. Người trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, ngươi chẳng những ra tay đả thương người hơn nữa còn gây trở ngại công vụ, ngang nhiên đe dọa nhân viên chấp pháp. Chỉ bằng chừng đó tội thì phán ngươi đi bóc lịch 7, 8 cuốn là nhẹ rồi. Trương Sở Trưởng lạnh lùng nói. Ngoài ra, ngươi còn làm bị thương hai người, trước mắt thì hai người đó hôn mê bất tỉnh không biết sống chết ra sao, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện gì thì ngươi cần phải đền mạng. Đối mặt với lời hù dọa của Trương Sở Trưởng thì đám người bác gái chủ nhà có chút khẩn trương, bọn họ cũng không biết báo ca sống chết ra sao. Bùi Đông Lai cũng không khẩn trương tuy rằng lúc nãy hắn mới ra tay có phần hung ác nhưng mà cũng rất biết chừng mực, cũng không có hạ tử thủ,
báo ca cùng tên lưu manh kia nhìn qua thì thương thế có vẻ nghiêm trọng nhưng trên thực tế cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như Trương sở trưởng đã không tin lời ta thì như vậy đi, chúng ta hãy thử nghiệm một lần. Vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra bình tĩnh nói. Ngươi có thể gọi điện thoại cho Trịnh Kim Sơn rồi hãy nói ta là Bùi Đông Lai. Cảnh sát xuất hiện là việc ngoài ý muốn của Bùi Đông Lai, ở hắn xem ra biện pháp duy nhất lúc này chính là gọi điện cho Trịnh Kim Sơn, chỉ cần liên lạc được với Trịnh Kim Sơn thì mọi phiền toái đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Tiểu tạp chủng, não ngươi bị nhúng vào nước rồi hả? Đúng vậy, ngươi thì tính là cái thứ đồ chơi gì, Trịnh lão bản sẽ quen biết với ngươi sao? Đám lưu manh kia liền kéo tên lưu manh cùng với báo ca ra, trong đó bởi vì thương thế của báo ca quá nặng cho nên hắn được hai tên lưu manh nâng lên. Trương ca, giúp ta phế đi tên tiểu tạp chủng này. Dưới ánh mặt trời, báo ca chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt thống khổ, thấy được Trương sở trưởng thì giống như là thấy được một người cứu tinh cho nên hắn cố nhịn đau đớn mở miệng ra nói, giọng nói khàn khàn tràn ngập vẻ căm giận. Trương sở trưởng thường được báo ca đưa tiền cho. Lúc này nghe được lời nói của báo ca thì vẻ mặt của hắn trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai rồi gần từng chữ. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu ngươi cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ thì ta sẽ gọi điện thoại yêu cầu điều thêm người tới đây. Không trả lời. Trương sở trưởng vừa nói xong thì chiếc Bentley của Trịnh Kim Sơn chậm rãi xuất hiện ở phía trước ngõ. Khi xe dừng lại thì lái xe của Trịnh Kim Sơn từ trên xe bước rồi đi tới đây. Thân là cảnh sát nhưng ngươi lại không lấy mình làm gượng, lại cấu kết với đám lưu manh này, hôm nay bộ đồ cảnh sát trên người ngươi thì ta đã định sẵn rồi. Xuyên qua đám người, thấy được bảng số xe của chiếc Bentley thì trong lòng của Bùi Đông Lai bình tĩnh, ánh mắt như đao quét về phía Trương sở trưởng, giọng nói đã hoàn toàn lạnh xuống. Gỡ bỏ bộ cảnh phục của ta sao? Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Trương sở trưởng tức giận đến thiếu chút nữa là ngất đi rồi. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử, ta xem ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Trương sở trưởng thở hổn hển rồi đưa tay chỉ vào mặt Bùi Đông Lai, nước miếng bay tán loạn đồng thời hắn cũng rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện để xin trợ giúp. Đối mặt với một màn này thì Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra chút sợ hãi nào, mà là xuyên qua đám người kia thì hắn đã thấy được tên lái xe của Trịnh Kim Sơn đang đi tới phía bên này. What, Bill ca làm sao lại tới đây nhỉ? Cùng lúc đó một tên lưu manh thấy được lái xe của Trịnh Kim Sơn đang đến đây thì lập tức nghi ngờ mà kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó, toàn bộ đám lưu manh đều không kìm lòng được mà đem ánh mắt quăng tới. Mà Trương sở trưởng vốn là đang bấm số, ngạc nhiên khi nghe được mấy tên lưu manh nói như vậy thì cũng lập tức sửng sốt, sau đó thì hắn cũng không bấm số nữa mà theo bản năng quay đầu lại nhìn. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người thì vẻ mặt của tên lái xe trở nên tái mét đi tới đây. Dường như là tâm tình của hắn cực kỳ không xong. Mà trên thực tế đúng là như thế. Trịnh Kim Sơn cùng với Cố Tuyền Sơn ngay cả cơm cũng chưa ăn để đến đây giải thích nhận sai với Bùi Đông Lai. Kết quả là trên đường lại bị kẹt xe, hơn nữa vừa đến đây đã thấy một đám người vây quanh ở trong ngõ. Đối với Trịnh Kim Sơn cùng Cố Tuyền Sơn mà nói, bọn hắn cúi đầu nhận sai với Bùi Đông Lai là một chuyện bất đắc dĩ. Nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn sẽ phải làm trò trước mặt nhiều người như thế. Dưới tình hình như thế thì Trịnh Kim Sơn cũng không đợi Cố Tuyền Sơn lên tiếng thì liền ra lệnh cho lái xe xuống nhìn xem tình hình ở đây. Thân là lái xe cho Trịnh Kim Sơn thì trước kia Lữ Bưu là một người luyện võ ở Trầm Thành sau đó lại hỗn trong hắc đạo cho nên danh khí ở Trầm Thành cũng không nhỏ. Lữ Bưu bước xuống xe vừa đi được mấy bước thì phát hiện đám người đứng trước ngõ kia là đám người của công ty Sách Thiên. Phát hiện này làm cho Lữ Bưu nổi dần. Phải biết rằng, mới lúc nãy đi trên đường thì Cố Tuyền Sơn đã nhắc nhở Trịnh Kim Sơn rằng gần đây phía bên trên đang có xung đột với nhau vì vậy Trịnh Kim Sơn cần phải thu liễm lại một ít. Mắt thấy Lữ Bưu sắp đi vào thì hai tên lưu manh liền chạy ra nghênh đón. Bưu, Bưu ca, có chuyện gì xảy ra ở đây? Thấy được tình cảnh thê thảm của báo ca thì khuôn mặt của Lữ Bưu khẽ dịu xuống, nhíu mày hỏi. Chúng ta đang làm việc thì có một tên tiểu tạp chủng nhảy ra, hơn nữa còn ta tay với chúng ta, ta cùng với mấy huynh đệ đều bị hắn làm cho ra nông nổi này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ mặt của báo ca thống khổ, nói xong thì trong mắt lại lóe lên ngọn lửa phẫn nộ. Báo, chuyện này ta sẽ cấp cho ngươi một công bằng. Lữ Bưu trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng mà,
lão bản cùng với cố cục trưởng đang ở trên xe, người hãy đến cấp cho lão bản một lời giải thích. Cảm ơn báo ca. Báo ca nói xong, bởi vì quá mức kích động cho nên đã khẽ động đến miệng vết thương, đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Các ngươi hãy che lại, đừng để lão bản cùng với cố cục trưởng thấy được. Lữ Bưu không nói lời vô ích, nói xong liền đi đến phía trước. Lại đây che lại, để Bưu ca ra tay giáo huấn tên tiểu tạp chủng kia một trận. Một tên lưu manh hưng phấn hô lên. Tên lưu manh kia vừa nói xong thì đám lưu manh kia liền bước lên. Mới vừa rồi là ai đã ra tay? Ánh mắt của Lữ Bưu quét về phía đám người Bùi Đông Lai, hoàn toàn không coi Trương sở trưởng cùng với hai tên cảnh sát ra cục kít gì. Dường như hắn biết, ba người này đều là đến trợ giúp cho báo ca. Ta! Đối mặt với câu chất vấn của Lữ Bưu thì Bùi Đông Lai liền lên tiếng, dường như hắn không để Lữ Bưu vào lòng. Là ngươi sao? Lữ Bưu không khỏi ngẩn ra, lúc này bởi vì Bùi Đông Lai được nghỉ cho nên hắn không có mặc đồng phục nhưng mà bất quá Lữ Bưu vẫn đang hoài nghi thân phận của Bùi Đông Lai. Thế nào, người muốn ra mặt giúp cho bọn hắn sao? Bùi Đông Lai cười lạnh. Hoặc là đi cùng với cảnh sát hoặc là nằm ở đây, tự ngươi hãy lựa chọn. Đối mặt với lời khiêu khích của Bùi Đông Lai thì trong lòng Lữ Bưu không khỏi giận dữ, hắn cũng không đi lo lắng thân phận của Bùi Đông Lai nữa, mà chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng hời hợt đồng thời hắn cũng lắc cổ một cái, âm thanh rắc rắc không ngừng vang lên bên tai. Nếu như ta không chọn thì sao? Bùi Đông Lai nở nụ cười, cười đến nheo hai mắt lại với nhau. Hô! Lữ Bưu cũng không trả lời mà liền phóng đánh về phía Bùi Đông Lai, thanh thế vô cùng khủng bố. Mắt thấy Lữ Bưu phát động công kích thì Bùi Đông Lai cũng không có né tránh, vẻ mặt của hắn chấn định nói. Ngươi là lái xe của Trịnh Kim Sơn sao? Ân! Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai thì Lữ Bưu liền đột ngột dừng bước, cách Bùi Đông Lai khống tới một thước. Ngươi là ai? Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Lữ Bưu không nhịn được mà một lần nữa đánh giá lại Bùi Đông Lai. Thấy được vẻ mặt chấn định của Bùi Đông Lai hơn nữa lại còn nói ra tên của Trịnh Kim Sơn thì Lữ Bưu dường như đã đoán ra được gì đó, trong lòng hắn liền có chút bất an. Thấy được vẻ bất an của Lữ Bưu thì Bùi Đông Lai có thể khẳng định Trịnh Kim Sơn đến đây là bởi vì chuyện tình gia trưởng hội lần trước. Bưu ca, không cần phải nhiều lời với tên tiểu tạp chủng kia, cứ trực tiếp đánh cho hắn tàn phế đi a. Báo ca đã khẩn trương lắm rồi. Hắn muốn nhìn thấy Lữ Bưu đập Bùi Đông Lai giống như một con chó chết nhưng lại thấy Lữ Bưu không có động thủ mà đứng đó nói nhảm với Bùi Đông Lai thì lập tức hắn không nhịn được mà hô to. Đúng a, Bưu ca, cẩn thận tên tiểu tạp chủng kia dở trò. Mấy tên lưu manh kia cũng sôi nổi phụ họa, bọn hắn đã thấy được tác phong thiên hạ thủ vi cường của Bùi Đông Lai cho nên mới nhắc nhở. Câm miệng hết. Lữ Bưu lạnh lùng quát một tiếng, sắc mặt trở nên phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai. Hắn đang đợi Bùi Đông Lai trả lời. Nếu ta đoán không sai thì lão bản của ngươi Trịnh Kim Sơn đang ngồi trên chiếc Bentley ấy, muốn tới đây là tìm một người họ Bùi có phải không? Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo, dường như hắn muốn xác định suy đoán trong lòng của mình. Ngươi! Sắc mặt của Lữ Bưu đột nhiên đại biến. Đúng vậy, ta chính là Bùi Đông Lai. Không đợi Lữ Bưu nói hết lời thì Bùi Đông Lai đã lạnh giọng cắt ngang. Bùi Đông Lai! Bùi Đông Lai! Nghe được ba chữ này thì sắc mặt của Lữ Bưu trở nên tái mét, thân thể hắn cũng không tự chủ được mà run lên. Chẳng lẽ tên tiểu tạp chủng này lại quen biết được với Trịnh lão bản sao? Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, thấy được biểu hiện kỳ lạ của Lữ Bưu, bao gồm cả báo ca thì trong lòng của đám lưu manh kia liền chợt lạnh, vẻ mặt cũng trở nên ngớ ngẩn. Hô, hô! Sau đó, Lữ Bưu cố gắng điều hòa lại hơi thở. Sau đó cung kính nói. Thực xin lỗi Bùi thiếu, bọn hắn có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong ngài rộng lượng mà bỏ qua cho bọn chúng. Nói xong thì Lữ Bưu liền cúi xuống chào Bùi Đông Lai, hơn nữa còn gọi Bùi Đông Lai là Bùi thiếu. Bùi thiếu, nghe được lời xưng hô của Lữ Bưu đối với Bùi Đông Lai lại thấy được hành động của Lữ Bưu thì toàn bộ đám người kia liền ngây dại đi. Giờ phút này, bọn hắn nghi ngờ lỗ tai cùng với ánh mắt của mình có vấn đề. Dư Quang thấy được biểu tình của đám người đó thì trong lòng Lữ Bưu liền giận dữ. Rất phẫn nộ, đột nhiên Lữ Bưu quay đầu lại, lạnh giọng quát lên. Tất cả đều quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống. Bên tai vang lên lời nói tức giận của Lữ Bưu thì đám người báo ca liền há hốc mồm. Vèo.
mắt thấy không có tên nào quỳ xuống thì Lữ Bưu liền tức giận đến thiếu chút nữa mà hộc máu ra, hắn cũng không nói nhiều lời, thân hình chợt lóe lên, vung chân phải ra nhắm ngay một tên lưu manh gần nhất, tặng cho hắn một cước. Phanh! Ngao! Tên lưu manh kia liền trực tiếp ngã xuống đất, cả người giống như là một con chó chết, che lấy bắp chân rồi không ngừng kêu lên. Bưu ca, ngươi! Thấy một màn như thế thì đám người Bưu ca liền trợn tròng mắt, bọn hắn liền khiếp sợ. Ta kêu các ngươi quỳ xuống. Một cước đá ngã một tên lưu manh, Lữ Bưu cũng không tiếp tục động thủ, mà là hắn giống như một con sư tử phẫn nộ, không ngừng gầm lên. Phịch! Thấy được ánh mắt giết người của Lữ Bưu, cảm nhận được sự tức giận trên khuôn mặt của hắn thì một tên lưu manh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phịch, phịch, phịch. Hắn quỳ xuống thì lập tức có người quỳ theo. Một tên, hai tên, ba tên. Vài giây sau, thì đám người báo ca, tất cả đều quỳ xuống. Dưới ánh mặt trời, trên mặt của hắn cũng không tìm được vẻ hung hăng càn quấy nào mà thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, bọn hắn đã quên rằng bọn hắn đã từng nhiều bức khi đánh đập ông cụ cùng với Lưu Phúc Sinh. Bọn hắn cũng quên, mới lúc này khi thấy được Lữ Bưu xuất hiện thì bọn hắn cũng đã trở nên hưng phấn. Bùi Thiếu, ngài muốn xử trí bọn hắn như thế nào thì cứ nói. Mắt thấy đám lưu manh kia quỳ xuống đất thì Lữ Bưu âm thầm thở ra, cung kính chạy đến trước người của Bùi Đông Lai rồi xin ý kiến. Việc này cứ để cho tự thân Trịnh Kim Sơn xử lý. Bùi Đông Lai cũng không có nhìn thẳng vào Lữ Bưu, mà là hắn đang híp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc Bentley ở phía xa xa. Lộp bộp! Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy, lại thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai lướt qua trên người mình thì trong nhất thời Trương sở trưởng liền biến sắc, hơn nữa trong lòng của hắn liền cảm thấy khẩn trương. Nếu để cho Trịnh Kim Sơn biết được chuyện này thì chẳng những hắn sẽ trừng phạt đám người này, hơn nữa hắn lại lột bộ đồ cảnh sát của ngươi ra nữa, ngươi có tin hay không? Thân là cảnh sát ngươi không những lấy mình làm gương, lại còn cấu kết với đám lưu manh này, bộ cảnh phục trên người ngươi thì ta đã định sẵn rồi. Những lời nói lúc trước của Bùi Đông Lai giống như là ma pháp bình thường vậy, không ngừng quanh quẩn bên tai của hắn. Nếu như nói lúc trước hắn còn tin tưởng rằng trên thế giới này có quỷ thì cũng sẽ không tin được Bùi Đông Lai lại có bản lĩnh lột bộ cảnh phục của mình xuống, giờ phút này thì cảnh tượng trước mắt lại tái hiện lên thì hắn liền cảm thấy người thiếu niên này có khả năng làm được điều ấy. Tất cả chuyện này đơn giản là mới vừa rồi Trương sở trưởng nghe được Trịnh Kim Sơn là bởi vì Bùi Đông Lai cho nên mới đến đây, hơn nữa thái độ của Lữ Bưu lại chuyển biến, còn xưng với Bùi Đông Lai là Bùi Thiếu nữa. Ở hắn xem ra, Lữ Bưu thân là bảo tiêu kiêm lái xe cho Trịnh Kim Sơn, được xem là tâm phúc của Trịnh Kim Sơn, lấy thân phận như vậy mà trước mặt Bùi Đông Lai thì hắn lại ngoan ngoãn giống như là một đứa cháu vậy. Xin Bùi Thiếu chờ chút lát, ta đi kêu lão bản tới. Đối mặt với thái độ cuồng vọng của Bùi Đông Lai thì Lữ Bưu cũng không có chút bất mãn, mà hắn cung kính trả lời một câu sau đó xoay người đi tới chiếc Bentley ở đằng xa. Thấy một màn như vậy thì Trương sở trường liền run lên giống như là cả người bị trúng kinh phong vậy. Bởi vì giờ phút này, hắn có thể khẳng định được thiếu niên trước mắt này hoàn toàn có thể lột bộ cảnh phục trên người hắn xuống chứ không phải là nói chơi. Sợ hãi không chỉ có mỗi một Trương sở trường mà còn có Khương Nam nữa. Phải biết rằng chính là hắn gọi Trương sở trưởng tới, mà sau khi Trương sở trưởng tới thì hắn lại còn biểu hiện ra thái độ kiêu ngạo nữa. Mà hiện giờ, Trương sở trưởng chẳng những không có tác dụng, ngược lại hắn còn hoàn toàn sợ sệt đến nỗi hai cái chân không ngừng run lên. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Khương Nam liền trở nên trắng bệch như tờ giấy trắng, những hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng chảy ra từ trên trán của hắn. Cùng lúc đó, trên chiếc Bentley kia, Trịnh lão bản, người thiếu niên kia không phải là Bùi Đông Lai sao? Cố Tuyền Sơn thấy được tình cảnh tượng quỷ dị ở phía trước thì không nhịn được mà hỏi Trịnh Kim Sơn một câu, lúc trước thì hắn thấy được Lữ Bưu ra nói chuyện với đám người kia thì hắn mơ hồ đã đoán được đám người ấy là người của Trịnh Kim Sơn, lúc này thấy được đám người ấy quỳ xuống trước mặt của một thiếu niên mà Lữ Bưu lại đang đi về phía này, lập tức thì Cố Tuyền Sơn đã đoán ra được điều gì? Dường như có vẻ là thế. Trịnh Kim Sơn cũng suy đoán như thế. Trong lúc nhất thời sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Trịnh lão bản, những người đó đều là người của ngươi à, tại sao bọn hắn lại phát sinh xung đột với Bùi Đông Lai thế? Nghe được câu trả lời của Trịnh Kim Sơn thì thiếu chút nữa Cố Tuyền Sơn ngất đi, nguyên bản hắn không tin rằng Bùi Đông Lai có thể tha thứ cho bọn hắn,
hiện giờ hai người bọn hắn còn chưa giải thích cho Bùi Đông Lai mà thủ hạ của Trịnh Kim Sơn lại chọc phải Bùi Đông Lai. Ách! Trịnh Kim Sơn há to miệng, không biết nên giải thích như thế nào đây, từ dáng vẻ chào hỏi của đám người kia với Lữ Bưu thì tự nhiên hắn có thể đoán được đám người này là người của hắn. Trịnh lão bản, nếu bởi vì chuyện hôm nay mà khiến cho thiếu niên Bùi Đông Lai kia mất hứng, ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta thì ta mặc kệ ngươi làm gì, toàn bộ trách nhiệm đều do một mình ngươi gánh vác. Mắt thấy Trịnh Kim Sơn không có lên tiếng thì Cố Tuyền Sơn cũng không có khách khí. Trịnh Kim Sơn tự biết đối lý cho nên không nói gì, sau đó hắn thấy Lữ Bưu đến gần thì liền mở cửa sổ ra, cố nén lửa giận trong lòng lại rồi hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lão bản ngươi của công ty Sách Thiên với đám ngươi ở đây có xảy ra xung đột, có khả năng là có dính dáng đến Bùi Thiếu đã xảy ra tranh chấp với bọn họ. Lữ Bưu cẩn thận nói. Trịnh lão bản mới vừa rồi lúc ở trên đường thì ta có nhắc nhở ngươi không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, ngươi. Không đợi Lữ Bưu nói hết thì Cố Tuyền Sơn đã tức giận rồi mắng lên. Trịnh Kim Sơn không đợi Lữ Bưu nói hết, liền khẩn trương hỏi han. Bùi Đông Lai, hắn không có việc gì chứ? Rõ ràng là ở Trịnh Kim Sơn xem ra thì Bùi Đông Lai có bị thương hay không mới là quan trọng. Nếu như Bùi Đông Lai bị thương thì hắn có một vạn lý do để tin tưởng Bùi Đông Lai sẽ không tiếp nhận lời giải thích của hắn và Cố Tuyền Sơn, thậm chí nếu để Nạp Lan Trường Sinh biết chuyện này thì chắc chắn Nạp Lan Trường Sinh sẽ động thủ đối với hắn cùng với Cố Tuyền Sơn. Cố Tuyền Sơn vốn muốn phát hỏa lại nghe được Trịnh Kim Sơn nói như thế thì theo bản năng hắn liền đem câu nói kế tiếp nuốt trở về bụng. Lữ Bưu thấy Cố Tuyền Sơn không hé răng thì vội vàng đáp lại. Bẩm lão bản, Bùi Thiếu không có bị thương. Hô! Nghe được Bùi Đông Lai không có việc gì thì vô luận là Trịnh Kim Sơn hay là Cố Tuyền Sơn đều nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua, dường như Bùi Thiếu rất mất hứng, người muốn tự ngài đi qua. Lữ Bưu bổ sung thêm. Cố cục trưởng, theo ta thấy thì chúng ta hãy cùng đi qua đi. Có lẽ là bởi vì nghe được Bùi Đông Lai không có bị thương cho nên cả người Trịnh Kim Sơn liền trở nên thoải mái hơn nhiều. Được. Cố Tuyền Sơn hơi trầm ngâm, cuối cùng hắn cũng gật đầu đáp ứng, mặc dù hắn không muốn trước mặt mọi người cúi đầu giải thích cho Bùi Đông Lai biết nhưng mà chuyện đã tới nước này thì hắn cũng không có biện pháp gì cả, cũng không để đến thể diện của mình nữa. Hai người thống nhất với xong rồi thì không hề lưu lại, liền đi xuống xe cùng với Lữ Bưu, bước nhanh về phía trước. Phía trước, vô luận là đám lưu manh đang quỳ ở dưới đất hay là người đang đứng như Trương Sở Trương hay là Khương Nam thì bọn hắn cũng chú ý đến động tĩnh ở phía trước ngõ. Bá! Khi bọn hắn thấy được cả Cố Tuyền Sơn và Trịnh Kim Sơn đều bước xuống xe thì bọn hắn liền hiện lên vẻ mặt như người chết, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không thể xóa đi nổi. Trong đó, Khương Nam là hoảng sợ nhất. Bởi vì hắn liếc mắt cũng nhận ra Cố Tuyền Sơn, người làm trong cục xây dựng. Phù phù! Thấy được vẻ mặt âm trầm của Cố Tuyền Sơn thì Khương Nam sợ tới mức hai chân trở nên mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Lúc té ngã thì trong lòng của Khương Nam hoàn toàn sợ hãi. Xong rồi. Trong lúc nhất thời thì Khương Nam sợ tới mức đái ra cả quần, toàn thân không ngừng run rẩy. Mà Trương Sở Trưởng ở bên cạnh của Khương Nam mặc dù hắn không tỏ ra bộ dạng sợ chết giống như Khương Nam nhưng mà khuôn mặt béo phì của hắn thì lại không có một giọt máu. Theo bản năng hắn đem ánh mắt nhìn qua Trịnh Kim Sơn và Cố Tuyền Sơn, một lần nữa hắn lại đem ánh mắt nữa nhìn vào Bùi Đông Lai, dường như đang muốn hỏi, rốt cuộc thì hắn là ai? Không một ai trả lời. Dưới ánh mặt trời, hai người Trịnh Kim Sơn cùng Cố Tuyền Sơn bước nhanh tới phía trước người của Bùi Đông Lai. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mấy tên lưu manh thì Trịnh Kim Sơn liền khom người xuống, lộ ra dáng vẻ lấy lòng, tươi cười nói. Bùi Thiếu, ngài không có sao chứ? Sao, đồng nghĩa với câu cáo mượn oai hùng của Việt Nam mình. Trước khi trở thành một đại phú hào thì Trịnh Kim Sơn không ít lần đi cầu ra ra, tố cáo nãi nãi nhưng mà lúc này đối mặt với Bùi Đông Lai thì hắn cũng không tỏ ra bộ dạng quan liêu giống như Cố Tuyền Sơn mà hắn trực tiếp cúi đầu chào hỏi Bùi Đông Lai, thái độ có thể nói là vô cùng tôn kính. Phù phù, phù phù. Bên tai vang lên lời thăm hỏi ân cần của Trịnh Kim Sơn lại thấy được bộ dáng lấy lòng của Trịnh Kim Sơn thì vài tên lưu manh nhát gan liền sụi lơ trên mặt đất, chất lỏng màu vàng giữa hai chân của tụi hắn không khống chế được mà chảy ra. So với bọn hắn thì báo ca bị vứt trên mặt đất lại càng bá đạo hơn, hắn liền nhắm mắt lại trực tiếp lựa chọn giả chết. Trịnh lão bản, ta không phải là đại thiếu gia gì cả,
ta và Trịnh Phi con của ngươi đều giống nhau cả, đều là học trong Trầm Thành nhất trung, đều là một học sinh trung học bình thường. Bùi Đông Lai cũng không bày ra thái độ của đám hoàn khố, mà là hắn tỏ ra không nặng không nhẹ nói rõ thân phận của mình. Nhưng mà, lời nói thật của Bùi Đông Lai rơi vào tai của Trịnh Kim Sơn thì hắn liền cảm thấy đó là biểu hiện của sự khiêm tốn. Khiêm tốn sao? Ít nhất thì cả Trịnh Kim Sơn và Cố Tuyền Sơn đều coi là như thế. Ở lúc hai tụi hắn cùng xem ra thì có Nạp Lan Trường Sinh làm hậu đài như thế, nếu như Bùi Đông Lai nói mình chỉ là một tên học sinh bình thường thì như vậy chỉ có nước Trịnh Phi nên đâm vào đậu hủ mà chết quách cho xong chuyện. Nếu như Trịnh Phi bằng một nửa như Bùi Đông Lai thì làm sao lại thành ra như bây giờ? Trịnh Kim Sơn càng nghĩ thì lại càng thấy trong lòng càng khó chịu, hận không thể lôi Trịnh Phi tới đây rồi tát vào mặt hắn mấy cái, rồi kêu hắn hảo hảo mà hãy học tập thái độ làm người của Bùi Đông Lai kìa. Bùi đồng học, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cùng Trịnh Kim Sơn bất đồng, Cố Tuyền Sơn vẫn biết giữ được mặt mũi, hắn cũng không gọi Bùi Đông Lai là Bùi Thiếu. Cho đến hôm nay, mỗi lần đi họp ra trưởng hội thì đều là mẫu thân của Cố Mỹ Mỹ đi, Cố Tuyền Sơn chưa bao giờ lộ mặt đi dự những cuộc họp vô vị đó, cho nên Bùi Đông Lai cũng chưa từng thấy qua Cố Tuyền Sơn. Lúc này nghe được Cố Tuyền Sơn nói như thế thì tuy rằng Bùi Đông Lai phảng phất có thể đoán được thân phận của Cố Tuyền Sơn nhưng hắn lại không khẳng định, cho nên liền hỏi. Ngươi là ai? Ta là phụ thân của Mỹ Mỹ, Cố Tuyền Sơn. Trong lòng của Cố Tuyền Sơn nén giận, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra trên mặt. Nha! Bùi Đông Lai lãnh đạm lên tiếng, sau đó lại cười nói. Ta nghe Cố Mỹ Mỹ đồng học có nói ngài là cục trưởng cục xây dựng, có đúng không nhỉ? Bá! Ngạc nhiên khi nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Cố Tuyền Sơn liền hận không thể tát một cái vào mặt của Cố Mỹ Mỹ. Cho nên nay, mỗi lần ở nhà hắn đều khuyên bảo Cố Mỹ Mỹ không nên nói thân phận của hắn ra, nhưng mà Cố Mỹ Mỹ lại muốn đem danh tiếng của ông già mình ra đánh đồng với mọi người. Cục trưởng cục xây dựng. Trong lúc Cố Tuyền Sơn đang phát bực thì mọi người sống trong ngõ này nghe được thân phận của Cố Tuyền Sơn thì đều ngẩn ra, sau đó chỉ nghe được một người khác nói. Ta nghe nói chuyện tình giải phóng ở nơi này cùng với công ty Sách Thiên có liên quan đến cục xây dựng phải không? Công tác của công ty Sách Thiên thì chúng ta không quản, về phần giải phóng để xây dựng ở khu này là do thị ủy chính phủ làm chủ, cục xây dựng chỉ là một bộ phận thôi. Cố Tuyền Sơn Sơn nói ra một cái giọng quan liêu, sau đó trong lòng hắn vừa động liền lộ ra một bộ dáng tươi cười nói. Thưa bà con, Bùi Đông Lai cùng với nữ nhi của ta là bạn học với nhau. Hắn cũng hay nói chuyện của mọi người cho nữ nhi của ta nghe, hôm nay nữ nhi của ta lại nói cho ta biết chuyện này nên ta mới dẫn theo Trịnh lão bản đến đây là muốn đặc biệt xử lý chuyện này dùm cho mọi người. Đúng đúng, được rồi, thưa bà con, xin mọi người hãy tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này cho mọi người. Trịnh Kim Sơn không ngốc, hắn đã nghe được dụng ý của Cố Tuyền Sơn cho nên liền vội vàng phụ họa theo, bất quá hắn cũng không dám thừa nhận mình có quan hệ với công ty Sách Thiên kia. Mắt thấy Cố Tuyền Sơn cùng với Trịnh Kim Sơn đều lên tiếng thì Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra gì cả, ngược lại hắn còn đang nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn mà nói, hắn kéo Nạp Lan Trường Sinh lên làm đại kỳ, làm cho Trịnh Kim Sơn tự mình xử lý chuyện này cho tốt, đem lột bộ cảnh phục của Trương sở trưởng xuống, sau đó mấu chốt là Trịnh Kim Sơn phải dựa theo pháp luật để bồi thường thỏa đáng cho bà con ở nơi này. Ở hắn xem ra thì đối với số tiền kia mà nói thì so với Trịnh Kim Sơn chỉ là một số tiền nho nhỏ mà thôi, nhưng đối với người ở đây thì đó là cả một gia tài khổng lồ. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói gì thì Cố Tuyền Sơn thầm bảo mình đã may mắn đoán đúng, nếu như Bùi Đông Lai đã ra mặt dùm cho những người ở nơi này thì tự nhiên là sẽ quan tâm đến số tiền bồi thường, cho nên trước tiên cần phải giải quyết vấn đề này với mọi người ở nơi đây. Ở Cố Tuyền Sơn xem ra thì chỉ cần giải quyết chuyện của những hộ gia đình sống ở đây xong thì có lẽ Bùi Đông Lai cũng không truy cứu đến vấn đề này nữa, dù sao thì bản thân của Bùi Đông Lai cũng không có bị thương. Như vậy thì hắn và Trịnh Kim Sơn sẽ dễ dàng ăn nói với Bùi Đông Lai hơn. Ngài là Cố Cục Trưởng, có đúng không? Mắt thấy Cố Tuyền Sơn cùng với Trịnh Kim Sơn đã tỏ thái độ thì một người dân sống ở trong này liền can đảm đi lên, rồi chỉ vào đám lưu manh đang quỳ rạp ở dưới đất, nói. Bọn bại hoại của xã hội này đã bắt chúng ta ký vào hiệp nghị, chúng ta không ký thì bọn hắn liền ra tay. Ghê tởm hơn là không biết bọn hắn đã dùng cách gì mà có thể liên kết cùng với đám cảnh sát xấu xa kia để cùng nhau bắt nạt những người nhân dân như chúng ta.
Nghe được người kia nói như vậy thì Trương sở trưởng thiếu chút nữa mà ngất đi. Chuyện này thì ta sẽ người điều tra, cam kết sẽ bồi thường cho mọi người một số tiền thỏa đáng. Cố Tuyền Sơn cũng không muốn làm cho Trương sở trưởng cảm thấy quá mức khó xử, dù sao thì hắn cũng chỉ là người của cục xây dựng, cũng không phải là người của cục công an. Cố cục trưởng, chúng ta cũng không tin được người của công ty Sách Thiên A, bởi vì lúc nãy người kia cũng tự nói là để công ty Sách Thiên lo liệu nhưng kết quả là đứng chung một chỗ với bọn chúng. Ông cụ lúc nãy bị báo ca đánh, cả mặt liền sưng lên nhưng vẫn nhịn đau chỉ vào mặt Khương Nam. Khương Nam bị dọa đến mức phải nằm sụi lơ trên mặt đất, hắn vốn là đang suy tư làm sao có thể giữ được thân mình nhưng lúc này lại nghe được lão già kia nói như thế, lại thấy được ánh mắt của Cố Tuyền Sơn nhìn về phía mình thì hai mắt của Khương Nam liền tối sầm, hắn trực tiếp hôn mê ngay tại chỗ. Cố Tuyền Sơn nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Thấy được biểu tình biến hóa của Cố Tuyền Sơn thì Bùi Đông Lai liền biết nước bát cơm của Khương Nam nhất định là sẽ mất đi rồi. Bùi Đông Lai đồng học. Xế chiều hôm nay thì ta sẽ cho người của công ty xuống đây ký lại hiệp nghị một lần nữa, người xem có phải trước hết là nên để mọi người trở về hay không? Cố Tuyền Sơn thử hỏi Bùi Đông Lai, tuy rằng giọng nói vẫn hơi quan liêu một chút nhưng mà ngữ khí đã trở nên khách khí hơn nhiều. Nghe được Cố Tuyền Sơn nói như vậy thì Bùi Đông Lai hiểu được tuyệt đối Trịnh Kim Sơn sẽ không dám không bồi thường cho mấy người ở đây, cho nên hắn cũng không tiếp tục dây dưa nữa mà gật đầu. Gì? Trước hết thì dì hãy mang Lưu Thúc đến bệnh viện để kiểm tra xem, con nói vài câu với Cố cục trưởng rồi sẽ qua sau. Bùi Đông Lai xoay người nói với bác gái chủ nhà. Bác gái chủ nhà gật đầu, lệ nóng doanh tròng, nói. Đông Lai, cảm ơn con. Cảm ơn, Đông Lai. Bác gái chủ nhà vừa mới mở miệng thì vẻ mặt của mọi người xung quanh đều biết ơn mà nhìn vào Bùi Đông Lai. Bọn họ chính là người ở dưới tầng đáy chót của xã hội. Bọn hắn nhìn không ra cũng không biết vì sao Cố Tuyền Sơn cùng với Trịnh Kim Sơn lại ăn nói khép nép với Bùi Đông Lai như vậy. Bọn hắn chỉ biết rằng Bùi Đông Lai đã vì bọn họ cho nên đã làm ra một hảo sự như thế. Tất cả mọi người đều là hàng xóm với nhau, không cần phải khách khí đâu. Ta cùng với nữ nhi của Cố Cục Trưởng là bạn học với nhau. Nếu như Cố Cục Trưởng đã lên tiếng thì chuyện bồi thường sẽ không có vấn đề gì. Bùi Đông Lai phất phất tay, cam đoan nói. Nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì mọi người liền giải tán, ai về nhà nấy. Thấy như vậy một màn thì Cố Tuyền Sơn cũng không nói gì cả. Bởi vì mọi người ở đây đều rõ ràng được, hắn đường đường là cục trưởng cục xây dựng thì làm sao lại có thể ăn quỵt được. Bùi thiếu hãy lấy xe của ta, đưa bọn hắn đi bệnh viện đi. Trịnh Kim Sơn thấy được bác gái chủ nhà muốn đưa Lưu Phúc Sinh đi bệnh viện thì lập tức ân cần cười nói để lấy lòng. Tốt. Đối với lời hảo ý của Trịnh Kim Sơn thì Bùi Đông Lai Lai tự nhiên sẽ không cự tuyệt dù sao thì hắn cũng đã lột ra hổ làm đại kỳ, lúc này đây đã có người muốn làm thì tự nhiên hắn cũng sẽ phải hảo hảo mà lợi dụng. Bill, người lái xe đưa bọn hắn đến bệnh viện đi sau đó rồi trở về đón chúng ta. Thấy Bùi Đông Lai gật đầu cho phép thì trong lòng Trịnh Kim Sơn liền vui vẻ, vội vàng phân phó nói cho Lữ Bill. Trước hết thì Lữ Bill liền lĩnh mệnh. Sau đó hắn giúp bác gái chủ nhà cũng nâng Lưu Phúc Sinh lên. Thấy một màn như vậy thì đám lưu manh ấy khóc không ra nước mắt. Bọn hắn chịu đau chịu khổ để làm việc cho Trịnh Kim Sơn, hiện giờ lại giống một đám cẩu cùng nhau quỳ ở nơi đây, mà lúc này Trịnh Kim Sơn lại ra vẻ nịnh nọt, coi bác gái chủ nhà như thượng đế, điều này đã làm bọn hắn muốn chết quách đi cho xong rồi. Cố cục trưởng, Trịnh lão bản, mục đích đến đây của các ngươi thì đã rất rõ ràng. Mắt thấy bác gái chủ nhà đã bước lên chiếc Bentley rời đi rồi thì Bùi Đông Lai liền nhìn vào hai người Cố Tuyền Sơn và Trịnh Kim Sơn, hắn không nhiều lời nữa mà trực tiếp nói toàn móng heo ra. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ba điều kiện của ta thì chuyện này sẽ được xóa bỏ. Bùi thiếu, xin nói. Trong lòng Trịnh Kim Sơn liền vui vẻ, hắn liền vội vàng mở miệng, cảm giác kia chỉ sợ Bùi Đông Lai sẽ thay đổi chủ ý. Thứ nhất, chính là lời của Cố Cục Trưởng nói lúc nãy. Dựa theo quy định mà tiến hành bồi thường cho người dân sống ở nơi đây. Bùi Đông Lai không nhanh không chậm nói. Thứ hai, những tên làm bị thương Lưu Thúc hãy tự tát vào miệng của mình 10 cái. Nếu nhẹ thì sẽ không tính. Ba, ba, ba. Không đợi Bùi Đông Lai nói ra điều kiện thứ ba, mấy tên lưu manh kia liền tự tát vào mặt của mình. Bùi thiếu, điều kiện thứ ba là gì? Đám lưu manh này làm cho Trịnh Kim Sơn rất hài lòng. Đồng thời hắn cũng hỏi lại Bùi Đông Lai.
Điều kiện thứ ba là hãy lột bộ cảnh phục của Trương Sở Trưởng xuống. Sắc mặt của Bùi Đông Lai trở nên lạnh lùng chỉ vào Trương Sở Trưởng. Không thành vấn đề. Trịnh Kim Sơn liền cấp ra một câu trả lời thuyết phục, hắn cũng không liếc nhìn Trương Sở Trưởng một cái. Mặc dù hắn biết rằng lột bộ cảnh phục của Trương Sở Trưởng xuống là một việc rất khó khăn nhưng chỉ cần Nạp Lan Trường Sinh buông tha cho hắn thì hắn sẽ làm ngay, điều kiện này thì hắn làm sao có thể cự tuyệt được. Phù phù. Nghe được Trịnh Kim Sơn nói như thế thì hai mắt của Trương Sở Trưởng tối sầm rồi bỗng nhiên cắm đầu xuống đất. Lúc trước thì hắn cho rằng trừ phi đầu của Trịnh Kim Sơn bị lừa đá mới đối phó hắn, nhưng mà ở hắn xem ra, não của Trịnh Kim Sơn chẳng những bị lừa đất mà đầu của hắn đã nhét vào của Thím Trinh rồi. Không thể không nói, vì muốn lấy lòng Bùi Đông Lai mà Trịnh Kim Sơn quả thực là hao tốn nhiều tâm tư, chẳng những hắn để lái xe của mình lái chiếc Bentley đưa vợ chồng Lưu Phúc Sinh đến bệnh viện tốt nhất ở Đông Bắc là Trầm Dương quân khu, hơn nữa hắn còn tự thân đi cùng với Bùi Đông Lai tới bệnh viện để thăm hỏi Lưu Phúc Sinh. Trải qua mấy cuộc kiểm tra của bác sĩ, thì ngoài việc bị chấn động nhỏ nơi não ra thì bản thân cũng bị vài vết thương ở da, cho nên tình hình của Lưu Phúc Sinh cũng không có gì đáng ngại cả. Kết quả này đã làm cho bác gái chủ nhà yên tâm. Yên tâm không chỉ có riêng bác gái chủ nhà mà còn có cả Bùi Đông Lai và Trịnh Kim Sơn nữa. Trong một phòng cao cấp của bệnh viện, Lưu Phúc Sinh nằm ở trên giường bệnh. Bác gái chủ nhà ngồi ở bên người một tay nắm lấy tay của Lưu Phúc Sinh còn Bùi Đông Lai và Trịnh Kim Sơn thì đứng ở một bên. Bùi thiếu, tuy rằng vết thương của Lưu sư phó không nghiêm trọng nhưng mà ta đề nghị nên để cho hắn ở lại bệnh viện vài ngày để bác sĩ kiểm tra, nếu như không có vấn đề gì thì mới xuất viện. Mắt thấy bác sĩ đã rời khỏi phòng bệnh, Trịnh Kim Sơn nghĩ nghĩ một lát rồi nói với Bùi Đông Lai. Nghe được Trịnh Kim Sơn nói như vậy tuy rằng Bùi Đông Lai đối với cách xưng hô Bùi Thiếu này có chút không ưa, còn thấy có chút không thoải mái nhưng hắn cũng không có để ý, hắn vốn muốn nói cái gì đó nhưng kết quả không đợi hắn mở miệng thì bác gái chủ nhà đã lộ vẻ khẩn trương rồi nói. Không, không cần, nếu không có việc gì thì chúng ta sẽ trở về ngay. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của bác gái chủ nhà thì Trịnh Kim Sơn lại tỏ vẻ mờ mịt mà Bùi Đông Lai lại hiểu rõ. Bác gái chủ nhà cảm thấy viện phí ở nơi này rất cao cho nên không muốn ở lại đây. Gì, hãy để Lưu Thúc ở lại đây vài ngày đi. Bùi Đông Lai cười cười nói. Về chuyện viện phí thì gì không cần lo, Trịnh lão bản sẽ phụ trách. Đúng, 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 vấn đề về viện phí thì các ngươi không cần lo, tự thân ta sẽ lo việc này. Trịnh Kim Sơn vội vàng phụ họa một câu. Sau đó dường như cảm thấy chưa đủ cho nên hắn liền lấy một tờ chi phí từ trong người ra rồi đưa vào tay của bác gái chủ nhà, nói. Đối với chuyện tình đã phát sinh thì ta có cảm giác tự trách mình sâu sắc, đây là một ít bồi thường đối với Lưu sư phó. Ách! Đối với một người như bác gái chủ nhà thì chưa biết cái chi phiếu này là gì, thấy Trịnh Kim Sơn đưa cho mình tấm chi phiếu này thì không khỏi ngây người ra, không biết nên làm sao bây giờ. Gì, đây là chi phiếu. Có thể đến ngân hàng để đổi tiền. Bác gái chủ nhà không biết nhưng Bùi Đông Lai lại biết, trong lòng hắn cũng thầm bội phục cách làm của Trịnh Kim Sơn, cho nên hắn liền giải thích cho bác gái chủ nhà hiểu. Không, không cần. Bác gái chủ nhà vội vàng lắc đầu nói. Phúc Sinh không có chuyện gì là tốt rồi, bồi thường thì không cần. Nghe được bác gái chủ nhà nói như thế thì Trịnh Kim Sơn không khỏi có chút đỏ mặt tía tai. Gì? Nếu Trịnh lão bản có tâm thì gì hãy nhận đi, dù sao đi nữa thì hắn cũng có rất nhiều tiền. Bùi Đông Lai cười nói rồi tiếp nhận tờ chi phiếu trong tay của Trịnh Kim Sơn sau đó trực tiếp nhét vào trong tay của bác gái chủ nhà. Đúng à, dù sao thì đây cũng chỉ là chút tâm ý, ân, tâm ý mà thôi. Trịnh Kim Sơn vội vàng phụ họa theo, nhưng nói như vậy thôi, trên thực tế thì hắn đang khóc không ra nước mắt đây, đúng là hắn có rất nhiều tiền nhưng cũng không thể lãng phí như thế được. Đây là tờ chi phiếu 60 vạn A. Sau khi ra khỏi phòng bệnh thì Bùi Đông Lai cùng với Trịnh Kim Sơn đi vào xuống dưới lầu. Bùi Đông Lai, ta đã yêu cầu người ở bên dưới, xế chiều hôm nay đã đến bồi thường một cách thỏa đáng, trực việc đó ra thì cũng đã tiến hành di rời đám người sống ở đó một cách ổn định. Trịnh Kim Sơn giống như là một tên nô tài vậy, cố ý đi ở phía sau của Bùi Đông Lai nửa bước, vừa nói hắn vừa quan sát vẻ mặt của Bùi Đông Lai. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì hắn tiếp tục nói. Bùi thiếu, hiện giờ người phải đi về sao? Ừ. Bùi Đông Lai gật gật đầu. Ta tiễn ngài. Trịnh Kim Sơn chủ động lấy lòng.
không cần làm phiền Trịnh lão bản. Bùi Đông Lai lắc đầu từ chối. Trịnh Kim Sơn cũng không có nói thêm, hắn lấy một tấm thẻ màu vàng từ trong túi của mình ra rồi đưa cho Bùi Đông Lai. Bùi thiếu, đây là danh thiếp của ta, ngày sau nếu có việc gì cần Trịnh mỗ giúp đỡ thì hắn cứ việc lên tiếng. Nhìn thấy tấm danh thiếp mạ vàng này thì Bùi Đông Lai cũng không có cự tuyệt, mà là thuận tay nhận lấy. Trịnh Kim Sơn thấy thế thì trong lòng liền âm thầm vui vẻ, cười nói. Vậy cũng không quấy rầy Bùi thiếu nữa, Trịnh mỗ cáo từ. Gặp lại, Bùi Đông Lai vuốt vuốt tấm danh thiếp cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì nữa. Lên xe, Trịnh Kim Sơn không quên mỉm cười rồi chào Bùi Đông Lai. Nếu như không có Nạp Lan Trường Sinh giúp đỡ thì chỉ sợ Trịnh Kim Sơn cũng sẽ không liếc nhìn mình một cái a. Đưa mắt nhìn chiếc Bentley chạy nhanh ra khỏi bệnh viện thì trong lòng Bùi Đông Lai liền hiểu rõ, thuận tay bắn ra, tấm danh thiếp của Trịnh Kim Sơn, một người thương nhanh nổi tiếng cả Trầm Thành thậm chí cả Đông Bắc đã trở thành một thứ rác rưởi. Làm xong tất cả chuyện này thì Bùi Đông Lai cũng không hề dừng lại, hắn bước đi tới cổng bệnh viện. Sau khi Bùi Đông Lai trở lại khu dân nghèo thì mặt trời đã xuống núi. Một khu to như thế ngày thường vô cùng náo nhiệt nhưng hiện giờ lại trở nên lạnh lẽo, buồn tẻ, ở ngay góc ngã tư đường cũng không tìm được bóng dáng của người nào. Vật vẫn là vật, người đã không thuộc mình. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai không khỏi nhớ lại những lời này, sau đó hắn cười khổ một cái rồi bước chân tăng tốc đi về chỗ ở của mình. Sắp đến ngõ thì có một chiếc Lincoln hiện ra trong tầm mắt của Bùi Đông Lai, Nạp Lan Trường Sinh mang theo Nạp Lan Ngũ Khải cùng với A Cửu, hai người này đứng ở bên cạnh xe, dường như đang đợi cái gì đó. Như là đã nhận thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai cho nên ba người Nạp Lan Trường Sinh liền quay người lại. Thấy được Bùi Đông Lai thì ánh mắt của ba người không khỏi sáng lên, trong đó Nạp Lan Trường Sinh mỉm cười phất phất tay, thân thiết gọi. Đông Lai! Thấy thái độ nhiệt tình của Nạp Lan Trường Sinh thì trong lòng Bùi Đông Lai lại nổi lên một cảm giác cổ quái, bất quá hắn vẫn hiện lên một khuôn mặt tươi cười rồi đi tới chỗ của ba người. Ngài khỏe chứ Nạp Lan thúc thúc? Mặc dù biết Nạp Lan Trường Sinh chẳng qua là muốn cầu cạnh Bùi Vũ Phu, chính xác là Miêu lão gia tử nhưng mà Bùi Đông Lai nghĩ đến hai lần mình đã mượn thanh thế của Nạp Lan Trường Sinh cho nên hắn vẫn khách khí gọi Nạp Lan Trường Sinh là thúc thúc. Đông Lai, mau qua kia đi. Bọn chúng đã chờ người rất lâu rồi đó. Nạp Lan Trường Sinh cười cười nhưng trong nụ cười ấy lấy xen lẫn vài phần nghi ngờ. Là bọn họ sao? Bùi Đông Lai lẳng lặng đi tới đầu ngõ. Ngay sau đó, Bùi Đông Lai ngẩn người tại chỗ. Dưới trời chiều, Bùi Vũ Phu, Miêu lão gia tử, nam nhân họ Bàng đứng ở trong hẻm, phía sau họ là một đám người đứng đông đen như kiến. Những người đó đều là người của khu dân nghèo này. Đông Lai. Thấy được Đông Lai, mọi người vốn đang im lặng bỗng hô to lên kêu tên của Bùi Đông Lai, kích động chạy về phía hắn. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai không khỏi ngạc nhiên, hắn không biết sau khi hắn rời khỏi đây thì Bùi Đông Lai đã yêu cầu đám người ở phía dưới, trước buổi tối hôm nay phải tới ký kết hiệp với mọi người ở nơi đây, hơn nữa mức bồi thường còn cao hơn so với quy định. Đông Lai, con là ân nhân của chúng ta, là anh hùng của chúng ta. Trong lúc Bùi Đông Lai còn đang ngạc nhiên thì đám người kia không hẹn mà cùng đi đến trước người Bùi Đông Lai, trong đó ông cụ lúc chưa bị báo ca đánh liền tiến lên, nắm tay của Bùi Đông Lai, vẻ mặt vô cùng kích động, lệ nóng doanh tròng nói. Ông cụ vừa nói xong thì mọi người đều im lặng lại. Lúc này mọi cũng không có nói hai chữ cảm ơn cũng không làm ra vẻ cúi đầu, bọn họ chỉ cảm kích nhìn vào Bùi Đông Lai. Mọi người chỉ lẳng lặng nhìn vào. Phần cảm kích kia phát ra từ nội tâm của họ. Trầm Thành có một nơi được xưng là nhất triều phát tường địa, lưỡng đại đế Vương Thành. Năm 1625 Nỗ Nhĩ Cáp Xích rời đô đến nơi này, sau đó Hoàng Thái Cực đổi tên là Thịnh Kinh. Năm 1636 lúc này Hoàng Thái Cực đổi lại quốc hiệu là Thanh, xây dựng Vương Triều nhà Thanh. Năm 1644, sau khi nhập quan thì quân Thanh đóng đô ở Bắc Kinh, lấy Thịnh Kinh làm kinh đô thứ hai. Đặt các đại nội thần quản Đông Bắc ở nơi này. Ngay lúc đó đại thần cầm quyền là người của Nạp Lan gia. Nạp Lan gia cũng bắt đầu quật khởi từ lúc đó, đã truyền cho đến ngày hôm nay. Mấy trăm năm rối loạn làm cho địa vị của gia tộc Nạp Lan khác xa hơn vào lúc ở Thanh Triều nhưng mà cũng được xưng là một gia tộc có máu mặt ở Đông Bắc. 40 năm trước, Nạp Lan gia bất đắc dĩ mới đem đại bản doanh từ Trầm Thành về đặt ở Đại Liên. Hiện giờ,
Tổng bộ của Nạp Lan gia đặt trong một sơn trang ở ngoại thành Đại Liên, sơn trang chiếm diện tích khá lớn, bao gồm có trường săn bắn, sân đua ngựa cùng với sân gôn xa hoa ở bên trong. Giữa trưa, ánh nắng chiếu vào trong trang viên của Nạp Lan gia tộc làm cho không khí ở nơi này có thêm một ít hơi thở ấm áp. Biệt thự số 1 trong trang viên, bao gồm cả Nạp Lan Trường Sinh ở bên trong, toàn bộ thành viên trung tâm của Nạp Lan gia đã tập trung trong đại sảnh lầu 1, vẻ mặt của ai cũng hiện lên vẻ lo lắng, sốt ruột. Bởi vì giờ phút này, Miêu lão gia tử đang xem bệnh cho Nạp Lan lão gia tử, Nạp Lan Dịch Đức. Nhị ca, anh nói Miêu thần ý có thể chưa khỏi cho cha sao? Có lẽ là không khí quá mức bị kìm nén cho nên Nạp Lan Ngũ Khải chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đang đè nặng trong lòng của mình, hắn vô cùng khó chịu cho nên không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn, hỏi Nạp Lan Trường Sinh một câu, không khí trong đại sảnh liền bị đánh vỡ. Xoạch, xoạch. Không đợi Nạp Lan Trường Sinh mở miệng, mọi người đã nghe được tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống. Phát hiện này làm cho đám người Nạp Lan Trường Sinh liền ngẩn ra, sau đó cả đám không hẹn mà cùng đứng dậy rồi nhìn về phía trước cầu thang. Ngay tại lúc mọi người đang chăm chú nhìn thì Miêu lão gia tử cùng với nam nhân họ Bàng chậm rãi đi xuống, có thể thấy được những giọt mồ hôi ở trên trán của Miêu lão gia tử. Thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người bên trong Nạp Lan gia đều muốn biết kết quả chẩn đoán, nhưng mà lại không có ai dám mở miệng hỏi. Miêu lão, thế nào rồi? Mắt thấy Miêu lão gia tử đi xuống lầu thì Nạp Lan Trường Sinh mới mở miệng hỏi, giọng nói rất khẩn trương. Ta vừa châm cho hắn xong, tình huống đã khá ổn định, tiếp theo chỉ cần dựa vào phương thuốc ở đây, liên tục dùng trong 3 tháng thì có thể khỏi hẳn. Miêu lão gia tử nhìn lướt qua vẻ mặt khẩn trương của các thành viên trong Nạp Lan gia, vẻ mặt không chút thay đổi mà nói ra câu trả lời thuyết phục. Cảm tạ Miêu lão gia tử đã cứu gia phụ, xin Miêu lão hãy nhận một cái vái đầu của chúng tôi. Nghe được Miêu lão gia tử nói như vậy thì đám người Nạp Lan gia liền kích động, sau đó Nạp Lan Trường Sinh mới mở miệng nói rồi tất cả mọi người liền vái tạ Miêu lão gia tử một cái thật sâu. Miêu lão gia tử không hề cử động, cũng không có khách khí liền bước rời đi khỏi Nạp Lan gia. Miêu lão, ta đang an bài người chuẩn bị thức ăn, nếu như Miêu lão muốn đi về thì ta sẽ an bài máy bay cho người. Nạp Lan Trường Sinh thấy Miêu lão rời đi thì trong lòng hiểu được Miêu lão có thể bước vào Nạp Lan gia hoàn toàn là do mặt mũi của Bùi Vũ Phu. Không cần, chỉ cần ngươi sắp xếp cho ta một chiếc xe, chở chúng ta đến sân bay là tốt rồi. Miêu lão gia tử thản nhiên đáp lại. Nghe được Miêu lão gia tử nói như thế thì toàn bộ thành viên trong Nạp Lan gia liền lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cũng không có ai dám lên tiếng giữ lại. Được. Nạp Lan Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài nhưng hắn cũng không có vội vã lên lầu để xem tình hình của Nạp Lan Dịch Đức, ngược lại hắn mang các thành viên của Nạp Lan ra tiễn Miêu lão gia tử ra khỏi đây. 20. Sau, Miêu lão gia tử cũng bàng hổ ngồi trong một chiếc ben rời khỏi đây. Nhị ca, ta nghe tiểu ngũ nói thì người cần phải thực hiện lời ước định năm đó, đem Nạp Lan Minh Châu gả cho nhi tử của Bùi Vũ Phu, chắc là vì muốn trả lại nhân tình cho Bùi Vũ Phu sao? Đưa mắt nhìn chiếc xe ben rời đi, một gã thành viên trọng yếu trong gia tộc Nạp Lan ra hướng Nạp Lan Trường Sinh hỏi. Nạp Lan Trường Sinh im lặng, gật gật đầu. Hai, lại nói tiếp quả thật chúng ta đã thiếu Bùi Vũ Phu không ít. Một gã thành viên khác trong Nạp Lan ra nói. Đi thôi, cùng đi xem cha đi nào. Nạp Lan Trường Sinh nhíu mày, đi vào biệt thự số 1, vài tên thành viên khác trong Nạp Lan ra liền đi theo. Cùng lúc đó trong một tiểu khu bình thường ở Trầm Thành. Trong đại sảnh thì Tần Đông Tuyết đang ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt an tĩnh nhìn vào màn hình TV cũng không biết lúc này nàng đang suy nghĩ cái gì nữa. Bên cạnh nàng là một người phụ nữ này vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, vẻ mặt rất áy náy. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên có khí độ bất phàm đang cầm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút lấy, sương khói lượn quanh khuôn mặt của hắn. Mơ hồ có thể thấy hắn và người đàn bà kia rất giống nhau, trên khuôn mặt khiên nghị kia mang theo vài phần áy náy. Cha mẹ, thực ra hai người cũng không cần cảm thấy áy náy. Nhận thấy được vẻ mặt của hai người thì Tần Đông Tuyết bình tĩnh mở miệng nói. Con sinh ra đã là người của Trần gia thì không có khả năng giống như một người con gái bình thường. Mà hiện giờ thì con đã sớm thích ứng với cuộc sống như thế. Bên tai vang lên lời nói của Tần Đông Tuyết thì thân hình của Tần Mẫu khẽ run lên, đôi mắt khẽ đỏ mà Tần Phụ thì bóp tắt điếu thuốc, nói. Con đã rời đi Yến Kinh được 3 năm,
tháng 7 này sẽ đến đại thọ của gia gia con, đến lúc đó thì con cũng đã thi đại học xong, vậy thì hãy theo chúng ta về chúc thọ lão nhân gia. Được. Tần Đông Tuyết khẽ gật đầu. Đông Tuyết, tuy rằng thi vào đại học là một chuyện quan trọng nhưng vẫn không nên để cho mình mệt mỏi như thế, thân thể mới là quan trọng nhất. Tần Mẫu nắm bàn tay nhỏ bé của Tần Đông Tuyết rồi quan tâm nói. Tần Đông Tuyết khẽ gật đầu cũng không mở miệng nói gì. Tần Đông Tuyết trầm mặc làm cho không khí ở trong phòng trở nên yên tĩnh. Vẻ im lặng này đã làm cho Tần Mẫu có một loại cảm giác hít thở không thông, vẻ áy náy trên mặt lại càng hiện thêm rõ ràng, mà Tần Phụ người nối nghiệp của Tần gia cũng muốn cố gắng nói cái gì đó nhưng không biết nên nói chuyện gì với con gái của mình. Cha, con có một chuyện muốn hỏi cha. Đột nhiên, Tần Đông Tuyết liền mở miệng hỏi Tần Phụ. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết thì không riêng gì Tần Mẫu mà ngay cả Tần Phụ cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ bởi vì chính bản thân mình cùng với vợ mình quá chú tâm vào công tác cho nên không có thời gian chiếu cố Tần Đông Tuyết, việc này đã làm cho tình cảm giữa Tần Đông Tuyết đối với hai người trở nên rất lạnh nhạt. Dưới tình hình như thế thì từ nhỏ đến lớn số lần Tần Đông Tuyết mở miệng nói chuyện với hai người có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngược lại mỗi lần hai người tới thăm Tần Đông Tuyết, cùng Tần Đông Tuyết nói chuyện mấy câu thì sẽ trở nên nhạt nhẽo lại, cũng giống như tình hình lúc nãy. Con nói đi. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc cùng kích động, bất qua trên mặt của Tần Phụ cũng vẫn như cũ vận lộ ra biểu tình không giận mà phát huy. Cha con biết một người tên là Bùi Vũ Phu không? Tần Đông Tuyết hỏi. Bùi Vũ Phu. Ba chữ này của Tần Đông Tuyết giống như là một đạo sấm chớp giữa mùa xuân, trực tiếp nổ vang cả phòng khách. Trên ghế salon, đồng tử của Tần Mẫu đột nhiên mở to ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Không riêng gì Tần Mẫu, ở một bên thân là người nối nghiệp của Tần gia, trước hết là người đứng đầu ở tỉnh Liêu Ninh này cũng lộ ra một dạng kinh ngạc hiếm thấy. Phải biết rằng, lấy thân phận cùng với tiền đồ của Tần Tranh thì cho dù có nghe được tên của mấy lão đại ngồi ở phía trên đỉnh kim tự tháp của nước Cộng Hòa cũng sẽ không lộ ra vẻ xúc động như thế. Nhưng mà, Bùi Vũ Phu, cái tên này đã làm cho lòng hắn nổi lên kinh đào hãi lãng. Nhìn vẻ mặt biến hóa của hai người thì Tần Đông Tuyết lại càng kinh ngạc. Ban đầu khi thấy Miêu lão gia tử vô cùng thân mật với Bùi Đông Lai rồi Nạp Lan Trường Sinh cũng vô cùng tôn kính với Bùi Võ Phu cho nên Tần Đông Tuyết chắc chắn Bùi Võ Phu không phải là một người thường. Vì thế, nàng lại càng tò mò hơn, không biết rốt cuộc Bùi Võ Phu này là ai. Nếu Bùi Võ Phu không phải là người bình thường thì vì sao Bùi Võ Phu và Bùi Đông Lai lại sống trong khu dân nghèo ấy? Xuất phát từ sự tò mò cho nên Tần Đông Tuyết đã không nhịn được mà nhắc đến cái tên Bùi Võ Phu trước mặt cha mẹ mình. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, sau khi nàng nói cái tên Bùi Võ Phu ra thì không riêng gì mẫu thân mà ngay cả phụ thân của mình cũng biến sắc. Tuy rằng nàng không thường xuyên gặp mặt phụ thân nhưng nàng biết phụ thân đang được bồi dưỡng để trở thành người nối nghiệp của Tần gia. Đang leo lên đỉnh kim tự tháp kia. Chỉ cần trong vòng 10 năm, Tần gia không xảy ra biến cố gì thì việc đặt chân lên đỉnh của kim tự tháp như ván đã đóng thuyền. Thân phận cùng địa vị đặc biệt của Tần Tranh khiến hắn lúc nào cũng bất động như núi, vĩnh viễn làm cho người ta một loại cảm giác không giận mà uy. Vậy mà hiện giờ, cái tên Bùi Võ Phu này lại làm cho Tần Tranh động dung, Tần Đông Tuyết không thể không kinh ngạc. Cha, các người biết hắn sao? Vì quá khiếp sợ. Nên Tần Đông Tuyết theo bản năng liền hỏi một vấn đề hết sức ngây thơ. Biết, Tần Mẫu Tiếu Ái Linh mở miệng trả lời, lúc nói chuyện thì con mắt không biết là vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Tần Tranh một cái. Mắt thấy thê tử Tiếu Ái Linh mở miệng, Tần Tranh vốn định ngăn cản nhưng lại nhận thấy vẻ oán giận trong mắt của Tiếu Ái Linh, lại cảm thấy đuối lý cho nên cũng không dám lên tiếng. Hắn là ai a? Khuôn mặt Tần Đông Tuyết đầy vẻ tò mò hỏi. Hắn từng là tình địch của cha con. Tiếu Ái Linh mang theo vài phần oán khí nói. Tình địch. Tuy là Tần Đông Tuyết thông qua cha mẹ mình biết được thân phận trước đây của Bùi Võ Phu không bình thường nhưng mà lúc này nghe được hai chữ tình địch thì không khỏi há to miệng. Khiếp sợ sao? Đúng vậy. Tần Tranh là ai? Đây là người nối nghiệp của Tần gia, nhiều năm trước từng được xưng là một trong tứ đại công tử trong kinh thành, thân phận cùng địa vị vô cùng hiển hách. Một người như thế lại là tình địch của Bùi Võ Phu ngày xưa sao? Mẹ, ý mẹ là nói. Khiếp sợ qua đi, Tần Đông Tuyết chớp mắt to nhìn Tiếu Ái Linh, tuy rằng chưa nói hết nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, nếu Bùi Võ Phu là tình địch của cha thì như vậy chẳng phải Bùi Võ Phu đã từng theo đuổi mẹ sao?
Đông Tuyết, khi đó cha của con làm gì để ta vào mắt? Hắn cùng Bùi Võ Phu và ba tên công tử trong thành đều theo đuổi đệ nhất mỹ nhân lúc đấy là Vãn Tình. Tiêu Ái Linh nói tới đây rồi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nhưng mà trời tính không bằng người tình, lúc đấy không biết vì lý do gì mà tứ đại công tử trong kinh thành đều bại dưới tay của Bùi Võ Phu, người có xuất thân bình thường. Cuối cùng Vãn Tình trở thành thê tử của Bùi Võ Phu. Nói xong thì Tiêu Ái Linh không nhịn được mà trừng mắt liếc Tần Tranh một cái. Rõ ràng là nàng đã không ít lần cằn nhằn về việc này. Đối mặt với lời trả thù thẳng thừng của Tiêu Ái Linh, Tần Tranh càng thấy bản thân mình đuối lý, hắn cũng không nói gì mà cúi đầu hút thuốc, đồng thời cũng đang nhớ lại chuyện tình năm đó, cũng có một chút thổn thức. Về phần Tần Đông Tuyết thì nàng hoàn toàn khiếp sợ. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân, kinh thành tứ đại công tử. Mấy chữ này không ngừng hiện lên trong đầu của nàng, nàng cố gắng. Cố gắng tưởng tượng thấy một người chỉ còn một chân như Bùi Võ Phu như thế nào lại đánh bại được cả tứ đại công tử trong kinh thành, bao gồm cả phụ thân mình là Tần Tranh bên trong. Nhưng mà, bất kể là nàng cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không tưởng tượng được. Ái Linh a, đều là chuyện cũ năm xưa, cũng đừng nên nhắc đến trước mặt Đông Tuyết nữa. Một lát sau, Tần Tranh chậm rãi bóp tắt tàn thuốc, cười lấy lòng Tiêu Ái Linh. Hừ, Tiêu Ái Linh khẽ hừ một tiếng, dễ nhận thấy rằng chuyện tình năm đó đã đả kích nàng không nhỏ. Cha, Bùi Võ Phu, hắn rất lợi hại phải không? Tần Đông Tuyết một lần nữa mở miệng hỏi. Tần Tranh khẽ gật nhẹ đầu. Hắn có thể xem là một nhân vật truyện kỳ. Nhân vật truyện kỳ. Từ này lại có thể từ trong miệng của Tần Tranh nói ra. Đối mặt với lời đánh giá như vậy thì Tiêu Ái Linh cũng không có phủ nhận, còn về phần Tần Đông Tuyết thì nàng chỉ cảm giác được trái tim của mình đã bị đả kích tới mức chết lặng. Đông Tuyết, làm sao con biết được Bùi Võ Phu? Mắt thấy Tần Đông Tuyết hoàn toàn lâm vào cảnh khiếp sợ thì Tần Tranh tò mò hỏi han, theo hắn biết thì Bùi Võ Phu đã mai danh ẩn tích 17 năm, hơn nữa là không một ai đề cập đến chuyện này, lấy tuổi của Tần Đông Tuyết thì phải không nên biết Bùi Võ Phu mới đúng. Là như vậy,